Bí thư trùng sinh, Vương Tử Quân. Chương 41, đánh giá. Chủ tịch Trương, anh là một đóa hoa nở rực rỡ rồi bay lên cao, anh lên rồi cũng đừng nên quên kéo anh em một tay. Lưu Căn Phúc nói ra những lời này theo kiểu đi đường vòng, nhưng hai người đều thầm hiểu, hắn muốn cái ghế phó bí thư của Trương Dân Cường. Tuy Trương Dân Cường rất khinh thường Lưu Căn Phúc, nhưng hắn vẫn sảng khoái đồng ý. Tương lai khi phòng tổ chức khảo sát thì tôi sẽ cố gắng đề cử cậu, hơn nữa dù cạnh tranh công bình, thì ở xã Tây Hà Tử này còn ai có thể qua được cậu. Tây Hà Tử thì không có, chỉ sợ là người từ bên ngoài đến, chuyển một cây củ cải sang ruộng khác hại người. Sau khi anh lên chức thì địa vị là khác, sẽ cùng một bậc với chủ tịch Triệu, anh chỉ cần thường xuyên nhắc đến tôi với trưởng phòng Ngụy, như vậy tôi sẽ vô cùng cảm kích. Lưu Căn Phúc tuy nói lời khiêm tốn, nhưng vẻ kiêu ngạo trong lời nói lại khó thể che giấu. Cậu cứ yên tâm, nếu có 10 phần lực thì anh sẽ bỏ ra 9 phần để giúp đỡ. Trương Dân Cường cũng không muốn phí sức với Lưu Căn Phúc ở phương diện này, hắn di chuyển chủ đề. Sao không thấy trưởng ban Lý đâu cả? Ngày hôm qua không phải nói hôm nay sẽ đến gặp tôi sao? Lưu Căn Phúc sờ lên đầu rồi nở nụ cười quỷ dị, hắn dùng giọng xấu xa nói. Biết đâu tối qua uống nhiều nên đi sai chỗ, chúng ta cứ đợi một chút. Trương Dân Cường nghĩ đến những tin đồn về Lý Nguyên Ý, trong lòng cũng có vài ý nghĩ hèn mọn, cũng không tiếp tục lên tiếng hỏi. Cốc, cốc, cốc. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Vào đi. Hai người Trương Dân Cường và Lưu Căn Phúc đều lên tiếng về phía cửa. Chào Bí Thư Trương, chào Chủ tịch Lưu. Một người đàn ông hơn 30 đi vào phòng, bộ dạng khá trung thực, mặc tây trang nhưng chân lại đeo đế trắng da đen, nhìn qua chẳng ra gì, rất buồn cười. Trương Dân Cường và Lưu Căn Phúc đều biết người đến là ai, đặc biệt là Lưu Căn Phúc, khi thấy đối phương thì khóe miệng càng lộ ra nụ cười khinh thường. Trương Vĩ, có chuyện gì sao? Trương Dân Cường tùy ý ngã lưng xuống ghế salon rồi hỏi. Bí thư Trương, vừa rồi trưởng ban Lý có gọi điện thoại, nói là bố bị bệnh, anh ấy đưa bác đến thành phố Giang Thị khám bệnh, để tôi đến nói với hai anh. Người đàn ông được gọi là Trương Vĩ tỏ ra có hơi nhăn nhó, sau đó xoa xoa hai bàn tay dùng giọng bất an nói. À, tôi biết rồi, còn gì khác không? Trương Dân Cường khẽ chớp mắt, gương mặt có chút ý lạnh, nhưng cũng chỉ bùng lên rồi biến mất ngay. Không, không còn, Bí thư Trương cứ bận rộn, tôi đi trước. Người đàn ông gọi là Trương Vĩ nói giống như chuột gặp mèo, sau đó nhanh chóng lui ra ngoài. Lý Nguyên Ý này cũng quá cẩn thận, đây không phải cố tình chơi xỏ tiểu vương sao. Sau khi Trương Vĩ bỏ đi, Trương Dân Cường dùng giọng hung hăng mắng. Lưu Căn Phúc thì cười thầm, Trương Dân Cường là người trọng sĩ diện, không giận mới là lạ. Không phải chỉ là Lý Nguyên Ý tiền trảm hậu tấu, không thể trực tiếp báo cáo với anh sao. Xem ra còn chưa lên làm chủ tịch xã nhưng tính tình đã biến đổi rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Nguyên Ý kia có tính tình thế nào thì anh cũng biết rồi, dù anh ta có đi hay không thì thời gian của tiểu vương cũng không còn bao lâu. Bí thư Trương, anh xem chắc Trương Vĩ kia, chậc chậc, một tên như vậy lại cưới được con vợ như hoa như ngọc. Ôi, đàn ông tốt thì không có vợ đẹp, loại không ra gì thì vợ xinh, không đem dâng lên tay Lý Nguyên Ý mới là lạ. Trương Dân Cường nghe xong câu nói xấu xa của Lưu Căn Phúc thì chỉ cười nhạt nói. Nói như vậy những tin đồn kia là có thật, Lý Nguyên Ý này cũng không chú ý đến lực ảnh hưởng, thỏ khôn không ăn gần hang, hắn ta thì khác, ngay cả vợ của cấp dưới cũng không tha. Hi hi, anh không nghe người ta nói về Lý Nguyên Ý sao? Vị trưởng ban này rất tiêu dao, mỗi ngày đều làm chú rể, mỗi đêm đều động phòng, dũng mãnh thiện chiến, dù mệt đến mức hai chân nhũn cả ra nhưng đi đường vẫn muốn ăn thêm. Liếc mắt một cái là tập hợp được một mớ. Lưu Căn Phúc là loại người thích hoan nam ái nữ, nhắc đến đúng đề tài thì sẽ thao thao bất tuyệt. Trương Dân Cường cảm thấy chán ghét, hắn mở miệng ngăn cản. Được rồi, không nói chuyện này nữa, Căn Phúc, cậu đến gặp mặt chủ nhiệm Sài, nói rõ ý nghĩ của Chủ tịch Triệu với anh ấy. Anh yên tâm, có tôi ở đây, không có gì sơ suất cả. Lưu Căn Phúc vỗ ngực đảm bảo. Ngày hôm nay cán bộ ở ủy ban xã Tây Hà Tử không xuống nông thôn, bọn họ đều ở trong phòng chờ tin. Thông qua những tin tức mà người thân và bạn bè trong huyện truyền xuống, bọn họ biết Bí Thư Vương đang khốn khổ chạy tài chính trên huyện, thật sự là vô kế khả thi. Bí Thư Vương đến tìm Bí Thư Ngô, nhưng Bí Thư Ngô không tiếp. Vương Tử Quân đến tìm Chủ tịch Ngưu, nhưng Chủ tịch huyện không có trong phòng. Bí Thư Ủy ban Kỷ luật huyện ủy nói,
chỉ quản người không quản tiền. Lúc đầu còn có người nói tốt cho Vương Tử Quân vài câu, sau này cũng không còn ai cảm thấy hứng thú. Chỉ là tin tức Chu Thường Hữu vừa chủ trì công tác văn phòng với vẻ mặt tái nhợt cùng chủ tịch Cửu đến quỹ tín dụng mời cơm chủ nhiệm xài nhưng bị từ chối, tin tức này mới được người ta làm cho sinh động như thật. Chủ tịch Cửu, nếu như chính anh cần dùng tiền, tôi sẽ không nói hai lời mà trực tiếp giúp đỡ, còn ủy ban muốn mượn thì tôi đành phải xin lỗi không thể cho. Có người giả thuật lại giọng điệu của chủ nhiệm xài làm cho đám cán bộ ở xung quanh cười vang. Lúc này trong văn phòng tổ giáo dục xã Tây Hà Tử có một cảnh tượng rất bận rộn, dưới sự chỉ huy của Địch Vạn Thần, vài ba người ba chân bốn cẳng đi lấy đến vài bộ hoành phi. Cậu xác định tên khốn họ Vương kia bị đuổi khéo ra ngoài. Địch Vạn Thần hỏi một câu như vậy. Thật sự xác định, tổ trưởng Địch, em vợ tôi công tác ở phòng nông nghiệp huyện, cô ấy tận mắt nhìn thấy. Tốt, lần này tôi xem nó còn cái gì. Dám gây khó dễ cho ông, hừ, cho mày không chịu nổi. Quốc Đống, cậu gọi điện thoại cho đám hiệu trưởng các trường tiểu học, để cho bọn họ đưa giáo viên lên ủy ban vào lúc 8 giờ sáng mai, để tôi xem ngày mai Vương Tử Quân sẽ đặt mặt đi đâu. Địch Vạn Thần trừng cặp mắt đỏ hồng, hắn run run chỉ huy mọi người dán biểu ngữ, trong lòng vừa kích động vừa sảng khoái, bộ dạng nghiến răng nghiến lợi như sắp giết heo. Tổ trưởng yên tâm, tôi sẽ đi sắp xếp, vừa rồi anh Trịnh đưa đến vài khuôn chữ, anh xem có hợp cho tình huống ngày mai không. Quốc Đống vừa nói vừa đưa cho Địch Vạn Thần một trang giấy. Chúng tôi muốn lương, chúng tôi muốn ăn cơm, chúng tôi không muốn nghe những lời khoác lác của Đại Vương. Địch Vạn Thần đọc qua hai lần, hắn chợt nói. Đại Vương không hay, đổi thành Tiểu Vương. Hai mắt Địch Vạn Thần phát ra cái nhìn rét căm, giống như đang đạp xuống một con đàn bà và phát tiết mạnh mẽ, đồng thời còn có chút khoái cảm ngược đãi. Tên khốn kia trước đó dám cách chức hắn, hôm nay chính là đối tượng cừu hận để hắn sắp xếp phản kích. Chúc mừng năm mới 2013. Chương 42, tên đã lên dây cung không thể không bắn. Tết Trung Thu tuy không phải là ngày nghỉ theo quy định, thế nhưng dựa theo quy củ của ủy ban xã, bình thường cứ đến ngày này là cho cán bộ công nhân viên bận rộn hơn nửa năm được nghỉ để vui Tết Trung Thu. Vì thế mà dưới tình huống bình thường, cứ đến ngày 14 tháng 8 âm lịch là cơ quan xã đã lạnh tanh. Nhưng hôm nay tất cả cán bộ đều tập hợp đến. Giống như có chuyện trọng đại gì đó muốn phát sinh, đối với những người khác thì chuyện này xảy ra là cơ hội gì đó rất lớn. Anh Cừu, anh đi theo tên lỗ mãng kia thì không có ngày nổi danh. Trương Dân Cường đi đến bên cạnh Cừu Gia Thành dùng lời hai ý nghĩa nói. Lúc này Cừu Gia Thành thật sự tiều tụy hơn Trương Dân Cường rất nhiều, sau khi nghe xong lời của Trương Dân Cường thì hắn cười lạnh tiếp lời. Những năm nay xúc động đều là ma quỷ. Nhưng ít nhất cũng tốt hơn đám người giữ lấy tiền lương của giáo viên để người ta chửi chó má rất nhiều. Cừu Gia Thành tuy không nói rõ nhưng lại ngấm ngầm hại người, Trương Dân Cường cảm thấy có chút căm tức, rồi lại không thể phản bác, chỉ thầm mắng một tiếng không biết phân biệt, đi trên con đường tối, chết cũng đáng đời. À, Bí Thư Vương đi cũng tốt, còn trẻ, vẫn còn cơ hội ở nơi khác. Nhưng anh Cừu đừng quên cũng có kẻ phải ở lại đây tiếp tục phát triển. Trương Dân Cường dùng giọng âm u nói với Cừu Gia Thành. Cũng không cần nhọc lòng Bí Thư Trương quan tâm. Cừu Gia Thành cười nhạt một tiếng nói, hắn nói nửa câu rồi quay đầu đi về hướng khác. Thấy Cừu Gia Thành không chịu lĩnh tình với lời nhắc nhở của mình, Trương Dân Cường thật sự có chút cảm giác nén giận, nhưng nghĩ đến tính tình của đối phương thì lập tức bình tĩnh trở lại, chỉ cần qua giai đoạn này, để xem anh phát triển như thế nào. Trương Dân Cường ngẩng đầu nhìn đồng hồ, đã 8 giờ, lúc này tất cả nhân viên công chức giống như có hẹn vậy, ai cũng tránh trong phòng làm việc của mình. Không một người nào đến phòng họp lớn tập họp. Đến rồi. Không biết ai hét lên một tiếng, khi âm thanh vang lên thì những tiếng bước chân hỗn loạn từ phương xa truyền đến. Trương Dân Cường dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn tất cả đang xảy ra trước mắt, sau đó dùng ánh mắt sai bảo Lưu Căn Phúc. Lúc này Lưu Căn Phúc cũng 10 phần nắm chắc vì tất cả đều nằm trong dự liệu, hắn khẽ nở nụ cười hiểu ý với Trương Dân Cường, sau đó nói với Triệu Tứ Dược đứng ở bên cạnh. Anh Triệu, làm phiền anh đứng ra duy trì trật tự. Triệu Tứ Dược nhìn đám đông giáo viên đang phẫn nộ, hắn khẽ gật đầu, vài tên cảnh sát được sắp xếp sẵn đang đi đến nghênh đón đám người. Các người muốn làm gì? Nơi này là ủy ban xã, có việc gì cứ nói, không cần vây quanh ủy ban. Lưu Căn Phúc có công an hỗ trợ thì dũng khí tăng thêm rất nhiều, hắn tức giận lớn tiếng hét lên với đám giáo viên. Thầy dạy thể dục Triệu Liệt tiếp nhận nhiệm vụ thấy Lưu Căn Phúc xuất hiện, thế cục quả nhiên đúng như những gì tổ trưởng Địch đã nói. Thế là hắn cũng không chậm trễ mà hô lên.
Bí thư Vương nói trước ngày trung thu sẽ phát tiền, bây giờ đã qua 2 ngày, vẫn chưa thấy đồng nào, chúng tôi đến đây muốn tiền lương. Đúng, chúng tôi muốn tiền lương, chúng tôi muốn ăn cơm. Bí thư Vương đã đồng ý phát lương cho chúng tôi, mau gọi anh ấy ra đây. Lưu Căn Phúc nhìn đám giáo viên đang sục sôi mà trong lòng có chút hưng phấn, hắn thầm nghĩ, cứ náo loạn đi, càng làm rối lên càng tốt, tốt nhất là làm sao cho tên Vương Tử Quân kia không thể xử lý được mới thôi. Trong lòng Lưu Căn Phúc tràn đầy tâm lý trả thù, hắn giống như thấy được vị trí phó bí thư xã của mình lơ lửng trước mắt. Thưa các vị giáo sư, tôi hiểu tâm tình của mọi người, nhưng cũng mong mọi người lấy đại cục làm trọng, tin tưởng chính quyền sẽ nghĩ biện pháp, chỉ là bây giờ yêu cầu mọi người chờ một chút, tôi tin sẽ không bao lâu nữa tiền lương sẽ được phát, cuộc sống của mọi người sẽ được cải thiện. Lưu Căn Phúc mở miệng tận tình khuyên nhủ. Hừ, chờ đợi, đợi đã đủ rồi, cái quái gì là lấy đại cục làm trọng, bụng đã đói muốn chết, còn nói gì nữa cho mệt. Ngày mai sẽ trả tiền. Ngày mai nào, Bí thư Vương đã đồng ý với chúng tôi yêu cầu hôm nay phải được thực hiện lời hứa. Triệu Liệt đứng trong đám người giơ cao cánh tay dõng dạc nói. Triệu Liệt lúc này cảm thấy toàn thân nhiệt tình hăng hái, sinh ra cảm giác như đang chỉ huy mọi người. Hắn chợt cảm thấy quan trường như một trò bóng rổ, có tấn công, phòng thủ, có cả động tác giả. Tuy là mình bày trò, cũng là một trong những kẻ sắp xếp phụ việc lên án lần này, nhưng Trương Dân Cường vẫn cảm thấy có hơi phát lạnh, mơ hồ có chút sợ hãi. Hắn chợt cảm thấy một chiêu này của thầy Triệu là đùa với lửa, nguy hiểm quá lớn, biết đâu khi chân tướng rõ ràng khắp thiên hạ thì toàn quân sẽ bị diệt. Lưu Căn Phúc cũng đổ mồ hôi, nhưng tên đã lên dây, không thể nào thu lại được, dứt khoát cho đám người kia làm loạn. Tất cả các vị giáo viên, mời mọi người yên tĩnh, ngày hôm qua Bí thư Vương đã lên huyện xin tài chính, bây giờ còn chưa về, mời các anh chị kiên nhẫn thêm vài ngày. Lưu Căn Phúc còn chưa nói hết lời thì vài tên giáo viên chuyên châm ngòi đứng trong đám người đã hô lớn. Đừng có gạt chúng tôi sẽ lên huyện tìm Bí thư Vương đòi lương. Đây là tình huống mà tâm tình của mọi người lây nhiễm sang nhau, được nhiều người ủng hộ thì đám giáo viên vài trăm người đã sắp xếp thành 4 cánh quân, đội ngũ chỉnh tề, chuẩn bị xuất phát về phía huyện ủy. Y Phong cũng ở trong đội ngũ này, bên tai liên tục vang lên khẩu hiệu, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ, không phải là nàng lo lắng không có tiền lương, mà lo lắng vì lời hứa của vị bí thư trẻ tuổi kia. Nàng sợ hắn có gì đó sơ suất, như vậy sẽ phải từ chức, sẽ sinh ra tiếc nuối lớn. Có khi đời người thường bùng phát những biến hóa long trời lở đất vào thời điểm mấu chốt, nàng cũng không thể nào trơ mắt nhìn hắn thua cuộc cho được. Mình cần phải làm vài việc vì anh ấy, mình cần giúp anh ta. Ý nghĩ này bùng lên trong đầu Y Phong, sau đó chính nàng cũng bị mình làm cảm động. Khoảnh khắc khi đám giáo viên xoay người chuẩn bị đi, nàng chợt đứng tách ra và lớn tiếng hô lên. Các đồng chí, các người đứng lại nghe tôi nói một chút. Âm thanh của Y Phong trong trẻo dễ nghe. Dù đám người đang la hét nhưng phần lớn các thầy cô giáo cũng nghe thấy được, đặc biệt là những giáo viên ở thôn Hồng Lĩnh, bọn họ càng giật mình nhìn nàng. Thưa tất cả các thầy cô, tôi cảm thấy chúng ta không thể ép người như vậy được, Bí thư Vương không phải còn chưa quay về sao? Chúng ta vì sao không chậm rãi chờ một chút, không chờ anh ấy quay lại rồi nói sau? Lúc bắt đầu thì Y Phong còn cảm thấy âm thanh của mình có hơi run rẩy, cuối cùng nàng quyết tâm, mặc kệ người ta nghĩ thế nào, nàng quan tâm đến cảm nhận của mình. Nàng nghe chính mình kêu gọi, thế là âm thanh trở nên lưu loát hơn. Đại bộ phận các giáo viên đều trầm mặc, nếu những lời này là của nhân viên ủy ban nói ra, bọn họ sẽ không nghe theo, nhưng lời này từ trong miệng một giáo viên trong nhóm của mình, hơn nữa lại là một cô giáo khiêm tốn thanh nhã, thế là đám người đột nhiên bình tĩnh lại. Triệu Liệt đang nhớ đến thời điểm huy hoàng của mình trong trường đại học, đúng lúc âm thanh trong trẻo kia vang lên làm hắn sững sờ, nhưng hắn nhanh chóng bị cô gái kia hấp dẫn. Xinh đẹp, tươi tắn, rõ ràng là mỹ nhân, đối phương có dáng người, gương mặt, vẻ bề ngoài giống như một miếng đậu hũ tươi rói, làm cho người ta nhìn vào không thể không sinh ra cảm giác. Hai mắt Triệu Liệt chợt sáng rực lên rất dọa người, nhìn qua giống như một con cú mèo phát hiện con mồi. Khi Triệu Liệt đang quên đi tất cả thì chợt thấy cánh tay của mình đau nhức, cúi đầu nhìn, thì ra là kế toán đại nhân của xã đang dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình. Chúc mừng năm mới 2013. Chương 43, nói phải làm, đã làm phải quyết đoán. Phó hiệu trưởng. Một âm thanh trầm thấp vang lên nhắc nhở làm cho Triệu Liệt chợt thanh tỉnh, dù cô gái kia nhìn có vẻ rất tuyệt nhưng nếu mình trở thành phó hiệu trưởng, như vậy không phải hái hoa sẽ càng thuận tay sao? Này, cô giáo xinh đẹp,
cô cũng là giáo viên, sao lại giúp người ngoài? Rốt cuộc là vì mục đích gì? Cô là người không ăn khói lửa nhân gian, không cần tiền sao? Triệu Liệt chất vấn bằng giọng điệu hào hùng, nhanh chóng làm sinh ra những lời cộng minh, tình huống lại rối loạn. Cô nói đi, sao không nói gì nữa? Hay có quan hệ với Vương Tử Quân? Một tên giáo viên được Địch Vạn Thần sắp xếp thấy mọi người đang bị kích động thì ném thêm một tảng đá xuống hồ. Các vị, những thứ khác đều là giả dối, tiền đến tay mới là thật, ngoài phát tiền lương, chúng ta không nghe lời kẻ nào khác. Có lẽ cô giáo kia chưa có gia đình, biết đâu có tình cảm với Vương Tử Quân. Y Phong cố gắng muốn thay đổi cục diện trước mắt, nàng cảm thấy nếu như mình không đứng ra thì sẽ vĩnh viễn cảm thấy có lỗi với Vương Tử Quân. Trước khi làm ra hành động như vậy thì nàng thật sự rất do dự vì bản năng của một cô gái, nhưng cuối cùng nàng cũng dũng cảm đứng ra, dù nghênh đón nàng chính là những lời châm chọc khiêu khích của đồng sự, dù lời nói của bọn họ có vẻ xúc phạm và không kiêng nể gì với mình. Trong lúc vô tình Y Phong cảm thấy các đồng nghiệp ngày thường hòa ái dễ gần chợt trở nên xa lạ và đáng sợ như vậy, cuộc sống khốn khó làm cho bọn họ mất đi lý trí, đánh mất đi tấm gương sáng cho các thế hệ học trò, đánh mất bản chất của nghề dạy học. Nàng cảm thấy toàn thân rung động, hai hàng nước mắt chảy xuống, sau đó theo má chảy xuống đất. Y Phong nghiêng đầu nhìn mọi người qua nước mắt, nàng lên tiếng. Tôi biết không ai tin tôi, cũng không tin Bí Thư Vương, nhưng tôi hỏi các người, nếu như chúng ta liều lĩnh làm ra một hành động xâm hại một người tôn sư trọng đạo, như vậy chúng ta sẽ an tâm sao? Tôi quen biết Bí Thư Vương vào tuần trước, ngày đó một học sinh trong lớp chúng tôi bị viêm ruột thừa cấp tính. Bí Thư Vương đã vét hết số tiền của mình và mượn của đồng sự để trả tiền viện phí cho cô bé. Y Phong nói ra chuyện này và các giáo viên thôn Hồng Lĩnh đều biết, lúc đó mọi người còn cảm khái, dù muốn có tiền lương nhưng nghe Y Phong nói như vậy, các giáo viên trường tiểu học thôn Hồng Lĩnh vẫn trầm mặc. Xã Tây Hà Tử cũng không lớn, giữa các giáo viên cũng có quan hệ họ hàng với nhau, khi thấy đám giáo viên thôn Hồng Lĩnh không nói lời nào, các giáo viên trường khác cũng có chút do dự. Là một bí thư đảng ủy xã, lại có thể hạ giá để cứu một học sinh mang bệnh, nếu chính mình vào huyện tố cáo đối phương, như vậy cũng thật sự không có nhân đạo. Triệu Liệt thấy sĩ khi có chút dao động thì tranh thủ thời gian châm ngòi. Này cô kia, có phải thấy bí thư tướng mạo đường đường, khí vũ hiên ngang nên thầm thương trộm nhớ rồi không? Cô muốn giúp anh ta cũng được, nhưng cũng không thể nào làm cho nhiều đồng sự phải khổ sở vì không có cơm ăn chứ. Triệu Liệt nói những lời như vậy giống như một trận mưa đá rơi xuống đầu. Làm cho Y Phong càng khóc lóc ê ẩm, nước mắt hầu như không khống chế được, hai chân cũng giống như mềm nhũn, trong lòng lạnh tang, một cảm giác cô đơn và thê lương chưa từng có chợt bùng lên. Là một người phụ nữ đã khó, tất nhiên là một người phụ nữ xinh đẹp còn khó hơn, biết đâu ngày nào đó mình cũng sẽ bị những âm thanh không hài hòa của người đời dìm chết tươi. Y Phong cắn môi, cố gắng ổn định tâm tình, vừa muốn nói thì chợt nghe thấy có người lên tiếng. Hừ, bây giờ trẻ tuổi chính là tư bản. Sắc đẹp có thể ăn được, loại người vừa già vừa xấu như chúng ta thì có người bỏ tiền ra bao nuôi sao? Bây giờ tôi nói một câu, muốn có tiền lương thì theo tôi, nếu có người bao nuôi thì ở lại khỏi cần đi. Các người sao có thể vu oan cho người khác? Vẻ mặt Y Phong chợt đỏ bừng lên, nàng dùng tay chỉ vào đám người, trong ánh mắt là vẻ oán hận, quẫn bách, còn có bất đắc dĩ, sau đó tất cả như ép vào trong lòng, ngoài miệng khóc nức nở. Các đồng chí, thế nào? Sắp xếp thành hàng nghênh đón tôi sao? Một âm thanh kiên định chợt vang lên vang dội. Âm thanh kia xuất hiện như sấm sét, điều này làm cho đám giáo viên và đám người đứng xem náo nhiệt chợt ngây người. Tuy tên kia không có kinh nghiệm chính trị, nhưng đúng giờ có thể quay về, vẫn đáng giá khẳng định. Trương Dân Cường nhìn Vương Tử Quân đứng ngoài cổng ủy ban, hắn thầm lẩm bẩm. Cửu Gia Thành nhìn về phía Vương Tử Quân với vẻ mặt tràn đầy tự tin và giọng nói sục sôi. Hắn chợt cảm thấy tất cả lo lắng bị quét sạch, thế là há miệng hít vào một hơi không khí tươi mát. Được rồi, tất cả các vị giáo viên, mời mọi người an tĩnh, bây giờ Bí Thư Vương đã đến, mọi người sắp được phát lương rồi. Lưu Căn Phúc vừa phất tay vừa lớn tiếng reo hò với các giáo viên. Lưu Căn Phúc rõ ràng không phải chơi trò xấu xa bình thường. Bí Thư Ủy ban Kỷ luật xã Tây Hà Tử nhìn Lưu Căn Phúc mở miệng, lão thầm nghĩ. Anh biết rõ Bí Thư Vương sẽ không có tiền mà vẫn nói như vậy, không phải đang đẩy Bí Thư lên vỉ nướng sao? Tề Á Bân và Lý Thu Na thì không khỏi đưa mắt nhìn nhau, bọn họ là hai vị ủy viên rất tỉnh táo, lúc này bọn họ chợt hiểu rõ ý nghĩ trong mắt đối phương, chú ý Lưu Căn Phúc. Cảm giác nhiệt tình của vài trăm giáo viên lại bùng lên. Triệu Liệt trốn trong đám người,
nhịp tim gia tốc thêm vài phần, hắn nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân đang đứng phía trước, hận không thể tiến lên đẩy tên kia ngã lăn ra và dậm cho vài cái, ai bảo còn trẻ mà quá sáng chói như vậy. Bí thư Vương, anh đã quay lại, còn nhớ sẽ phát lương cho chúng tôi chứ? Triệu Liệt nói, mới mở miệng đã có nhiều nàng ủng hộ, những giáo viên ở bên cạnh Triệu Liệt cũng lớn tiếng hô lên. Bí thư Vương, dù sao thì các giáo viên cũng có mặt ở đây, anh dứt khoát phát tiền luôn đi, vì muốn lập công chuộc tội mà tổ trưởng Địch đã chuẩn bị sẵn sổ sách tiền lương cho anh. Lưu Căn Phúc bước đến trước mặt Vương Tử Quân rồi hét lớn. Lúc này Địch Vạn Thần thật sự ôm một sấp văn kiện dày đặc đi đến, gương mặt nở nụ cười tươi sáng như hoa màu gà, trong lòng lại thầm cười lạnh. Vương Tử Quân, mày lợi hại, mày dám cách chức tao, hừ, bây giờ tao xem mày xử lý thế nào. Bí thư Vương, tất cả văn bản lương thưởng của giáo viên tôi đã chuẩn bị xong, cũng đưa đến đây. Địch Vạn Thần đi đến trước mặt Vương Tử Quân và cung kính đưa đến các văn bản tiền lương của giáo viên, ý nghĩ đùa cợt trong ánh mắt rất rõ ràng. Vương Tử Quân cười rất bình tĩnh, hắn nhận lấy, sau đó xem qua vài trang, rồi dùng giọng khẳng định nói. Hiệu suất làm việc của tổ trưởng Địch là rất cao, có những thứ này thì tôi cũng không lo lắng sẽ chậm trễ phát tiền lương cho các giáo viên. Âm thanh của Vương Tử Quân rất bình tĩnh nhưng vang lên như sấm giữa trời, thật sự kích động màng tai và tâm linh mọi người. Bí thư Vương, anh thật sự đã kiếm được tiền lương cho giáo viên rồi sao? Lưu Căn Phúc nghe xong lời của Vương Tử Quân mà cảm giác vui vẻ đông cứng lại, hắn giật mình dùng giọng liễu lưỡi nói. Chương 44, kết thúc đặc sắc. Thế nào, Chủ tịch Lưu cảm thấy bất ngờ vì việc phát tiền lương sao? Sau này công tác giáo dục ở xã cũng không cần Chủ tịch Lưu quan tâm. Lưu Căn Phúc nhìn Vương Tử Quân giống như kẻ gây sự, hắn cũng không kịp chuẩn bị, vẻ mặt biến đổi, không khỏi cười lớn nói. Bí thư Vương, anh cũng đừng công kích tính tích cực trong công tác của tôi, tuy nếu so với anh thì thật sự đáng tự ti mặc cảm nhưng tính nhiệt tình vẫn luôn luôn có thừa. Lưu Căn Phúc dùng lời nói hiên ngang lẫm liệt, giống như không phát được tiền lương thì hắn cũng cảm thấy đau lòng. Vương Tử Quân nhìn Lưu Căn Phúc đang cố gắng biểu diễn mà gương mặt không có chút biểu cảm, hắn vung tay lên nói. Chủ tịch Lưu, nếu để anh đi thì không khác nào hủy diệt một cánh tay đắc lực của tôi, không phải tôi không cho anh cơ hội, nhưng có hai vị đồng chí này cần tìm anh. Lưu Căn Phúc nhìn theo cánh tay của Vương Tử Quân, hắn thấy hai người đàn ông mặc tây phục màu xám đi đến trước mặt mình, người đàn ông đứng ở bên trái dùng giọng nghiêm túc nói. Phó Chủ tịch Lưu, chúng tôi là người của Ủy ban Kỷ luật huyện ủy. Bây giờ ba người bao gồm anh, Lý Nguyên Ý và Địch Vạn Thần sẽ bị điều tra vì ngầm chiếm dụng tiền giáo dục, xin anh đi theo chúng tôi một chuyến. Lưu Căn Phúc cảm thấy cơ thể run lên, thiếu chút nữa thì té lăn ra đất, lúc này ánh nắng chiếu xuống đầu làm hắn cảm thấy đau đớn. Hắn cố gắng nhắm mắt lại, nhưng trước mặt vẫn trăng toát một mảnh, không thấy gì cả, hắn cảm thấy thật sự sợ hãi. Đồng chí, có phải các anh nghĩ sai rồi không, tôi? Đồng chí Lưu Căn Phúc. Mong anh nói rõ tất cả, Lý Nguyên Ý đã khai báo hết rồi. Người đàn ông đứng bên phải dùng giọng lạnh lùng nói với Lưu Căn Phúc. Lưu Căn Phúc lúc này muốn nói gì đó nhưng căn bản không nên lời, gương mặt vốn hồng nhuận đã trở nên xám trắng. Bí thư Vương, chuyện không liên quan đến tôi, đây là những gì Lý Nguyên Ý và Lưu Căn Phúc cùng nhau làm nên. Địch Vạn Thần đứng bên cạnh Vương Tử Quân cũng run rẩy, giọng điệu sợ hãi. Nhưng lú này nào có ai nghe lời nói của Địch Vạn Thần. Những đồng chí công an theo sát sau lưng hai đồng chí ủy ban kỷ luật huyện ủy đã trực tiếp đẩy Địch Vạn Thần ra chiếc xe ở phía sau. Lưu Căn Phúc nghiêng đầu nhìn Vương Tử Quân theo bản năng, trong lòng bùng lên oán hận khôn cùng, trực giác nói cho hắn biết tên khốn kia làm ra trò này. Vương Tử Quân, tôi. Lưu Căn Phúc, anh và Lý Nguyên Ý và Địch Vạn Thần tham ô hơn 100.000 tiền quỹ dành cho giáo dục, thật sự to gan lớn mật, cái gì cũng dám làm. Có gì cứ đến mà nói với lãnh đạo ủy ban kỷ luật huyện ủy. Vương Tử Quân cũng không đợi Lưu Căn Phúc nói xong, hắn phất tay với hai nhân viên công tác của Ủy ban Kỷ luật huyện ủy. Lưu Căn Phúc đã bị mang đi, Địch Vạn Thần cũng bị đưa đi, khi hai người này bị đưa đi thì bầu không khí trong Ủy ban xã đã khôi phục lại như thường. Trương Dân Cường đứng cách đó thật xa cũng cảm nhận được khí thế của Vương Tử Quân, điều này làm hắn cảm thấy rét lạnh. Trương Dân Cường nhìn gương mặt vị bí thư trẻ tuổi khí vũ hiên ngang mà thầm sợ hãi, không ngờ đối phương lại đi lối khác không tiếng động. Dứt khoát phung tay xử lý, bên này còn chưa ép hắn vào ngõ cụt, hắn bên kia đã ra tay xử lý xong đâu đó hết rồi. Lưu Căn Phúc đã xong đời, Lý Nguyên Ý và Địch Vạn Thần cũng xong đời.
Ba người này đều là những kẻ có quyền lên tiếng ở xã Tây Hà Tử, bây giờ lại bị người ta ném vào nồi, không ngờ vào đúng thời điểm mà bọn họ đắc ý nhất lại bị đối phương là vị bí thư trẻ tuổi kia phản pháo thành công. Chó sủa không cắn người, chó không sủa cắn người, Trương Dân Cường chợt nhớ đến câu nói này, đừng nghĩ rằng Triệu Liên Sinh rất khí thế, rất mạnh mẽ nhưng lại là kẻ miệng hùm gan sứa, mới so chiêu đã bị Vương Tử Quân đánh cho thảm bại. Lúc này ba người Tả Vận Xương, Lý Thu Na, Tề Á Bân cũng cảm thấy có đủ hương vị bùng lên trong lòng, chi sau nháy mắt bọn họ đã đi đến sau lưng Vương Tử Quân, bộ dạng giống như muốn bày ra tư thái trung tâm với Bí Thư. Bí Thư Vương, tất cả đã chuẩn bị xong, có thể phát lương được chưa? Trác Trường Vĩ đi đến bên cạnh Vương Tử Quân rồi dùng giọng cung kính nói. Ừ, Trường Vĩ, lần này phát lương cho giáo viên anh phải bảo đảm điều kiện tiên quyết là an toàn, cần phải nhanh chóng đưa tiền đến tay giáo viên, nếu đưa đến quá muộn, tôi sẽ hỏi tội anh. Vương Tử Quân nhìn thoáng qua Trác Trường Vĩ, sau đó trầm giọng nói. Mong bí thư cứ yên tâm, tôi sẽ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Trác Trường Vĩ biết đây là cơ hội để mình biểu hiện, thế cho nên sảng khoái đáp ứng, rất gọn gàng. Ánh mắt Vương Tử Quân dừng lại trên gương mặt Trác Trường Vĩ một khoảnh khắc, sau đó hắn nhìn sang Cửu Gia Thành đứng ở bên cạnh mình rồi nói. Trường Vĩ, rất tốt. Tuy chỉ là bốn chữ bay bổng nhưng lại làm cho gương mặt Trác Trường Vĩ đỏ bừng bừng, hai tay có hơi run, môi rung rung, hắn nhanh chóng đi về phía vài nhân viên ban tài chính đã sắp xếp sẵn. Lúc này tất cả đã yên tĩnh trở lại, Phó Chủ tịch xã Lưu Căn Phúc, Tổ trưởng Tổ giáo dục Địch Vạn Thần đã bị bắt, đám người kia không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bọn họ nghe và hiểu một câu, đó chính là bí thư sẽ trả tiền lương cho mình, điều này cũng đủ làm cho tâm tình của bọn họ sáng lạn. Vương Tử Quân trước mắt nhìn qua có vẻ rất kỹ lưỡng, làm việc gọn gàng, không ngạo mạn, đám người ủ rũ thấy nụ cười của hắn cũng cảm thấy không gian như tươi sáng hơn. Thưa tất cả các giáo viên, thật ra tôi rất hổ thẹn, tôi là lãnh đạo xã Tây Hà Tử, nửa năm không phát lương cho mọi người, tôi thật sự có lỗi. Hôm nay tôi nói với mọi người hai câu, một là xin lỗi, hai là cảm tạ mọi người vẫn cẩn trọng, chịu đựng mệt nhọc và giữ vững cương vị của mình dưới tình huống không phát lương. Tôi xin đại biểu cho nhân dân trong xã Tây Hà Tử cảm ơn mọi người. Vương Tử Quân nói xong thì tiến lên cúi người chào, toàn trường chợt xôn xao, mọi người đưa mắt nhìn sang trái phải, thấy đối phương là bí thư mà lại tiến lên nhận lỗi và cảm tạ, thế cho nên tâm tình cũng ấm hơn. Lúc này dù là giáo viên hay cán bộ ủy ban cũng vỗ tay hoan hô, không phải vì điều gì khác, mà vì hành động vừa rồi của bí thư. Được rồi, hôm nay cũng không nói nhiều. Chúc tất cả các quý thầy cô giáo đoàn viên hạnh phúc mỹ mãn bên gia đình vào dịp Tết Trung Thu, bây giờ mời mọi người xếp hàng ngay ngắn, chuẩn bị nhận tiền lương. Mọi người đều cho rằng Bí Thư Vương nhất định sẽ nói rằng mình khổ sở thế nào để lấy được tiền lương, sẽ than ngắn thở dài, không ngờ chỉ nói hai câu là xong việc. Thưa các quý thầy cô, lần này Bí Thư Vương phát cho mọi người 6 tháng lương, mời các vị xếp thành hàng, từng người lên một, ban tài chính chúng tôi đảm bảo ai cũng nhận được lương. Trác Trường Vĩ vung tay lớn tiếng hô lên với các thầy cô giáo đang chuẩn bị nhận lương. Cái gì, 6 tháng, phát đủ lương luôn sao? Những giáo viên vốn cảm thấy bất ngờ, bây giờ lại càng sôi trào, chỉ cảm thấy tất cả mệt mỏi lo lắng tan thành mây khói, những cảm giác khốn hổ về thể xác và tinh thần cũng được phóng thích. Không biết là ai dẫn đầu, mọi người vỗ tay ầm trời, tiếng vỗ tay vang lên trong ủy ban xã như sấm dậy, kéo dài không dứt. Chương 45, xe trước đi xe sau đến. Các đồng chí, phát sinh chuyện như vậy tôi cũng cảm thấy rất đau lòng. Vương Tử Quân ngồi trên ghế chủ tịch trong phòng họp ủy ban xã, hắn dùng giọng đau lòng nói. Trong quan trường phần lớn là những lời khách sáo, dù những lời như vậy không có ý nghĩa thực tế nhưng lại được dùng mọi lúc mọi nơi. Vương Tử Quân là một vị bí thư đảng ủy xã, tất nhiên hắn cảm thấy mình còn nhiều thứ nên học. Lần này vì khất nợ tiền lương của giáo viên mà bùng lên sự kiện kêu oan tập thể, sở dĩ có thể ngăn cản được con sóng lớn, có thể giải quyết viên mãn, chủ yếu là ba chữ Lý Nguyên Ý nói với Vương Tử Quân trong lúc xúc động vào thời điểm kiếp trước. Khi Vương Tử Quân còn chưa rời khỏi xã Tây Hà Tử, vị trưởng ban tài chính của xã vì muốn nhắm vào vợ của thủ hạ là Trác Trường Vĩ nên động tay động chân, hơn nữa còn tiếp xúc quá sâu. Đừng nhìn Trác Trường Vĩ ngày thường hiền lành thành thật mà lầm. Hắn vì bị ép mà vung đao đâm tên khốn kiếp đã cắm sừng lên đầu mình. Nhưng khi đó Vương Tử Quân đang ở đầu sóng ngọn gió, dưới tình huống bị động, hắn cũng nghe nói trong xã phát sinh một vụ án vang dội. Trưởng ban tài chính xã Tây Hà Tử chết một cách rất ly kỳ, sau đó giống như một mồi lửa bùng lên,
tất cả những gì hắn giấu kín bấy lâu nay được phô bày ra khắp thiên hạ, người này rõ ràng tham ô công khoản hơn 100.000, tất nhiên đây sẽ là vụ án lớn vào thời điểm bấy giờ. Đó cũng là lúc Phương Tử Quân nói lời từ chức, cũng vì giám sát bất lực nên bị liên quan. Lý Nguyên Ý chợt nhảy ra mới gợi lên trí nhớ đã phong trần của Vương Tử Quân, hắn nhớ đến một người tên là Trác Trường Vĩ, khi Trác Trường Vĩ xuất hiện thì chuyện cũ mới rõ ràng trong đầu hắn. Chuyện này xảy ra, là bí thư đảng ủy, tôi cũng xem như có trách nhiệm trong công tác giám sát, điều này nói rõ công tác trong sạch hóa bộ máy chính trị trong đảng còn chưa được nhập tâm. Xe trước đi xe sau đến, mong mọi người lấy đó làm gương, nhìn vào tay của mình, nhìn vào miệng của mình. Vương Tử Quân lần này phê bình chính mình, nhưng những lời như vậy rơi vào trong tai Trương Dân Cường lại giống như là những lời hả hê biến tướng chúc mừng thành công. Đối phương đang phê bình chính mình, đang phát động thế tấn công về phía Triệu Liên Sinh. Vương Tử Quân nói mình có trách nhiệm, nhưng hắn có trách nhiệm gì? Hắn không phải vừa lên nhận chức được một tháng sao, mà Lưu Căn Phúc tham ô công khoản cũng là chuyện 2 năm trước, hơn nữa Lưu Căn Phúc không phải bị hắn bắt sao? Như vậy anh làm kiểm điểm chẳng phải khó coi lắm à? Nếu là trước đó thì Trương Dân Cường sẽ phản bác Phương Tử Quân vài câu, nhưng bây giờ sẽ không, trong lòng hắn thật sự rất do dự. Mà bốn người Cửu Gia Thành và Tả Vận Xương đều đưa mắt nhìn nhau, lời nói lên đến miệng chỉ có thể nuốt lại vào bụng. Lúc này gương mặt trẻ tuổi của Vương Tử Quân thật sự không còn chút xúc động, đã biến thành thâm sâu khó lường, đây rõ ràng là một người đàn ông ra tay tàn nhẫn, cực kỳ có lòng dạ. Đồng thời tôi cũng muốn khen thưởng bí thư Tả Vận Xương, bí thư Tả đã tham gia vào sự việc lần này, là bí thư Tả có biểu hiện xuất sắc, như vậy thì chúng ta mới có thể thanh lý được 3 con chuột lớn trong hàng ngũ. Bây giờ tôi xin mời bí thư Tả đứng lên đưa ra chỉ thị của Ủy ban Kỷ luật huyện ủy. Vương Tử Quân nói xong thì dùng ánh mắt sâu sắc nhìn Tả Vận Xương, đây là khen ngợi sao? Không phải là lột trần mình ra để cho đám người Trương Dân Cường nhìn vào sao? Có lẽ sau sự kiện lần này, trong nhóm của Triệu Liên Sinh sẽ không có chỗ cho Tả Vận Xương, mà Tả Vận Xương cũng sẽ không còn được sủng ái như xưa nữa. Vương Tử Quân nhìn biểu hiện của đám người trước mặt mà cảm thấy cảm giác do quyền lực mang lại, lúc này một cảm giác khống chế hoàn toàn ban ngành càng làm cho trong lòng hắn sinh ra cảm giác thoải mái. Trong một gian phòng bệnh săn sóc đặc biệt của Bệnh viện Nhân dân thành phố Giang Châu, Triệu Liên Sinh đang miễn cưỡng nằm trên giường, há miệng cắn một quả táo trong tay. Vương Lục Thuận cung kính đứng trước giường, sau đó ân cần đưa sang một ly nước cười nói. Bí thư Triệu, mời ngài uống nước. Triệu Liên Sinh tiếp nhận ly nước trong tay của Vương Lục Thuận, hắn khoát tay nói. Lục Thuận, cậu gọi tôi như vậy thật sự có cảm giác lừa gạt, tôi cũng không phải là bí thư. Không phải chỉ kém một tờ giấy bổ nhiệm thôi sao? Bí thư Triệu, Vương Tử Quân có lẽ bây giờ đã cút đi, vị trí này không phải của anh thì là của ai? Vương Lục Thuận cười đến mức sáng lạn, dù là nịnh nọt nhưng biểu hiện lại cực kỳ thản nhiên. Ha ha ha, Lục Thuận đúng là, cậu xem cậu nói gì kìa. Triệu Liên Sinh cũng không tiếp tục lên tiếng. Những lời nói của Vương Lục Thuận thật sự làm hắn cảm thấy rất hưởng thụ. Vương Lục Thuận thấy trên mặt Triệu Liên Sinh là cảm giác vui vẻ khó khống chế được, hắn thầm biết trò vuốt mông ngựa của mình đã hiệu quả, trong lòng càng vui sướng đến mức nở hoa, như vậy vị trí ủy viên đảng ủy sẽ chạy nhanh về phía hắn. Lục Thuận, bây giờ là mấy giờ rồi? Triệu Liên Sinh ăn xong quả táo thì nhận lấy khăn mặt mà Vương Lục Thuận đưa đến, sau đó thuận miệng hỏi. Hơn 10 giờ. Bây giờ mà Lý Nguyên Ý còn chưa đến, 8 phần là tối qua uống quá nhiều, đầu óc nóng lên, không biết đã chạy đến nơi nào rồi. Bí thư, nếu không thì tôi gọi điện thoại cho Căn Phúc hỏi xem thế nào nhé. Vương Lục Thuận nói rồi đưa tay về phía chiếc điện thoại. Triệu Liên Sinh khoát tay, hắn khẽ nằm lên giường, dùng giọng oán trách nói. Lục Thuận, cậu nhớ kỹ cho tôi, dù sau này có phát sinh bao nhiêu động tĩnh, cậu cũng nên bảo trì bình thản. Nếu như sắp xếp cậu lên cương vị lãnh đạo, cậu vẫn giữ tính cách nóng lòng như lửa đốt, như vậy sao tôi có thể yên tâm giao trọng trách cho cậu? Triệu Liên Sinh lần này nói lời hai nghĩa, thật sự làm cho Vương Lục Thuận cảm thấy tâm hoa nở rộ, hắn vui sướng ngẩng đầu ưỡn ngực đưa ra lời thề son sắt đảm bảo. Vương Lục Thuận cầm lấy máy nhắn tin, nhanh chóng bấm vài con số, gửi đến một tin nhanh chóng về gọi điện thoại, sau đó tắt máy. Vương Lục Thuận là một chủ nhiệm văn phòng. Điều quan trọng nhất chính là nhìn mặt nói chuyện, chuyện không nên biết thì nên học cách giả vờ câm điếc, những gì nên chủ động đi làm thì không thể ngây ngốc giống như chưa từng phát hiện ra, vào thời điểm mấu chốt phải học cách tiếp thu ý đồ của lãnh đạo, tất nhiên mọi thứ đều phải học. Dù Triệu Liên Sinh đã khoát tay nói không cần,
nhưng Vương Lục Thuận vẫn đoán được ý nghĩa trong lòng của lãnh đạo, thế cho nên sau khi suy xét một lúc, hắn vẫn lấy máy nhắn cho Lưu Căn Phúc đi gọi điện thoại. Triệu Liên Sinh giống như không phát hiện ra động tác của Vương Lục Thuận, hắn miễn cưỡng nằm trên giường, nghiêng người, hai ngón tay gõ lên bàn rất có tiết tấu, lại rung đùi đắc ý hát một câu. Hôm nay trời đẹp, ta đi lên huyện. Triệu Liên Sinh có một thói quen, đó chính là những lúc vui vẻ sẽ lên tiếng hát vài ba câu, dù giọng hát của hắn rất bình thường nhưng trong xã Tây Hà Tử luôn có nhiều người đứng ra vỗ tay tán thưởng. Lý Nguyên Ý, Lý Mập, lần này anh nên mở lớn mắt ra, ngàn vạn lần đừng quấy rồi lãnh đạo lúc đang vui vẻ, gọi điện thoại đến muộn một chút cũng không chết người được. Hình như ông trời thích trêu người, Triệu Liên Sinh đã hát xong, dư âm còn đang văng vẳng, nhưng bộ điện thoại trên đầu giường vẫn im lìm, không chút phản ứng. Chương 46, nghe anh nói vài lời thật sự nâng cao tri thức. Triệu Liên Sinh nằm trên giường không chút thú vị, vẻ mặt có chút lười nhác, mà Vương Lục Thuận cũng cảm thấy có chút bức bối. Lý Nguyên Ý này đúng là loại chết tiệt, có lẽ tối qua uống quá nhiều rồi lại lên ngựa, dám bắt Triệu đại ca phải chờ, lúc sau đến thì sợ rằng sẽ bị lãnh đạo nhìn bằng ánh mắt khác, cũng đừng trách người khác. Khi người ta càng sốt ruột thì điện thoại càng yên ắng, cũng không phát ra tiếng chuông quen thuộc. Vương Lục Thuận nhìn Triệu Liên Sinh nằm trên giường không nói gì, hắn biết Triệu đại ca đã tức giận. Lý Nguyên Ý này đúng là loại chó má, bình thường nói hướng đông sẽ không dám chạy sang hướng tây, bảo hắn đánh chó sẽ không đuổi gà, hôm nay bị làm sao vậy? Vương Lục Thuận cũng không tiếp tục xin chỉ thị của Triệu Liên Sinh, hắn trực tiếp nhấc điện thoại lên, dùng giọng căm tức nói rằng nhanh chóng đi nghe điện thoại, thậm chí còn hô lên 10 lần. 30 phút trôi qua, điện thoại vẫn im lìm như cũ. Nếu như không phải nhấc điện thoại lên và những tiếng tút tút vẫn vang lên, sợ rằng Vương Lục Thuận còn nghi ngờ chiếc điện thoại này đã bị hỏng. Đại ca, có lẽ dưới xã quá náo loạn nên trưởng ban Lý còn đang bận rộn. Vương Lục Thuận nóng lòng như lửa đốt, hắn rót một ly nước, sau đó mở miệng an ủi Triệu Liên Sinh. Triệu Liên Sinh lúc này cũng không còn nằm, hắn ngồi dậy trên giường, khẽ vặn người, sau đó uống một hớp nước và thở dài nói. À! Bây giờ sợ rằng đã có tin tức truyền lên trên, sợ rằng lãnh đạo tuyến huyện cũng bị kinh động rồi. Vâng, anh cứ đi nghỉ, dù trời sập thì cũng chỉ là Vương Tử Quân trèo trống mà thôi. Nghe nói món lẩu cá ở Giang Châu rất ngon, Lục Thuận, tối nay chúng ta đi ăn thử xem thế nào. Vâng, khi còn bé mẹ tôi có xem một quẻ, nói rằng che miệng ăn tứ phương, xem ra lời nói của vị thầy tướng số này đã ứng nghiệm. Anh xem, tôi đi theo lãnh đạo đi trị bệnh mà giống như khách đi du lịch vậy. Chưa nói đến phương diện ăn uống, chỉ cần nghe ngài nói chuyện một buổi thì cũng nâng cao tri thức được biết bao lần. Vương Lục Thuận nói những lời này làm cho Triệu Liên Sinh chợt vui vẻ. Tiểu tử cậu tâng bốc quá mức, tôi nào đến mức như vậy, cậu chỉ được cái khoa trương. Vương Lục Thuận khẽ gãi đầu, hắn nhếch môi nở nụ cười. Nói thật, nếu nhìn từ phương diện hầu hạ lãnh đạo thì hắn thật sự là một nhân tài khó có được. Có một câu thế này, lời nói nghe âm, chiêng trống nghe thanh. Nếu ở cùng lãnh đạo thì cũng không nên cứ mãi tuân theo, như vậy sẽ làm cho lãnh đạo sinh ra cảm giác không thú vị, anh cũng phải như kẻ gãi ngứa, vừa vặn nói gãi đúng chỗ ngứa, để lãnh đạo cảm thấy vui vẻ thoải mái, thế cho nên từng lời nói cử chỉ, từng chiêu từng thức đều phải chú ý. Những năm qua Vương Lục Thuận giống như con giun ký sinh trong bụng Triệu Liên Sinh, cái gì nên nhỏ nhẹ, nên vỗ về, nên hò hét, nên miên man, đều phải nắm rõ. Dù hắn đứng trước mặt Triệu Liên Sinh với tư thái còn kém hơn cả cháu nội, nhưng hắn là đứa cháu nội rất ẩn giấu, cũng rất có tôn nghiêm. Thật ra Triệu Liên Sinh cũng hiểu Vương Lục Thuận luôn nói lời nịnh bợ mình, nhưng hắn cảm thấy đối phương như vậy thì mình cũng thoải mái, vì thế hễ có cơ hội đi công tác bên ngoài đều đưa Vương Lục Thuận theo bên cạnh. Người này không những làm việc cơ linh, hơn nữa khó có được chính là giống như một người vạn năng, dù sai đi làm cái gì cũng có thể làm cho anh thỏa mãn, có thể nói là dùng rất thuận tay. Tút tút tút, tiếng chuông điện thoại vang lên đột ngột làm cho hai người muốn nhảy dựng lên. Vương Lục Thuận nhanh chóng cất bước đến bên điện thoại nhìn vào dãy số, sau đó hắn hưng phấn nói. Bí thư Triệu, là điện thoại từ dưới xã. À, đưa đây cho tôi. Triệu Liên Sinh vung tay thản nhiên nói. Lý Nguyên Ý, tối qua lại đến chỗ nào động phòng hoa chúc vậy? Cũng không nhớ gọi điện thoại cho tôi. Triệu Liên Sinh vẫn luôn tùy tiện vui cười tức giận với tên cấp dưới này. Nhưng đầu dây bên kia cũng không phải là Lý Nguyên Ý, chỉ là một âm thanh lo lắng. Đại ca, là tôi, là em, là Tứ Dược đây. Tứ Dược, anh đang nằm viện, thuần túy chỉ là tìm chút không gian yên tĩnh nghỉ dưỡng, không có gì cả, không.
không cần cậu quan tâm. Dù Triệu Tứ Dược chỉ là đồn trưởng đồn công an, thế nhưng thái độ của Triệu Liên Sinh với đối phương vẫn có vài phần khách khí. Anh của tôi ơi, đến lúc nào rồi mà anh còn tìm Lý Nguyên Ý? Em nói cho anh biết, Lý Nguyên Ý, Lưu Căn Phúc và Địch Vạn Thần đã bị Ủy ban Kỷ luật huyện ủy đưa đi và tuyên bố xong quy, người ra tay là Vương Tử Quân. Triệu Tứ Dược thấy Triệu Liên Sinh vẫn chưa biết chuyện thì mở miệng dùng giọng như súng máy nói. Cái gì, cậu nói sao? Triệu Liên Sinh chợt cảm thấy đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không còn cảm giác hào hứng đi ăn lẩu cá như vừa rồi. Trong phòng họp ủy bản xã Tây Hà Tử, đồng chí Trác Trường Vĩ rất tốt, có gan đấu tranh với phần tử hủ bại, chính vì có đồng chí đứng ra mà ba con chuột lớn mới lộ mặt. Các đồng chí, con đê ngàn dặm sẽ bị phá vì một tổ mối. Vì thế bí thư vương của Ủy ban Kỷ luật huyện ủy đã có nhiều lời khen ngợi với đồng chí Trác Trường Vĩ, lúc này tôi đại biểu cho đảng ủy chính quyền nói lời khen ngợi với đồng chí Trác Trường Vĩ. Âm thanh của Vương Tử Quân chợt trở nên cao vút. Đối với một đồng chí tốt như vậy, đảng ủy chính quyền chúng ta không những giúp đỡ mà còn làm tốt công tác tuyên truyền, phải phát huy đầy đủ tác dụng của một tấm gương lớn, hy vọng mọi người có thể noi gương, làm ra những chiến tích lớn hơn. Vương Tử Quân nói ra những lời trên khá dõng dạc. Nhưng đám người ngồi đây đều biết rõ, lúc này hầu như toàn xã Tây Hà Tử cũng biết, vị trí trưởng ban tài chính của Lý Nguyên Ý đã nằm trong tay Trác Trường Vĩ. Rõ ràng thỏ bị ép cũng cắn người, câu nói này rất đúng, Trác Trường Vĩ xưa nay là một kẻ ỉu xìu khốn khổ ở ban tài chính, thường bị Lý Nguyên Ý sai khiến đủ mọi việc. Bây giờ thì tốt, người này không ra tay thì thôi, bây giờ ra tay thì phá trời rạch đất. Ném một vị phó chủ tịch xã và hai vị chủ quản đơn vị vào tai to mặt lớn vào trong tay ủy ban kỷ luật huyện ủy. Dù nhiều người không quá thừa nhận với Trác Trường Vĩ, đặc biệt là vài vị cán bộ cấp phó khoa như Trương Dân Cường, thế nhưng ai cũng chỉ cười nhạt mà không nói lời nào. Nếu bọn họ lên tiếng sẽ bị chụp mũ tội danh đả kích phần tử liêm chính đấu tranh với tham ô, nếu thật sự là như vậy thì cũng thật sự chịu không nổi. Trương Dân Cường ngoáy cây bút trong tay. Từ lúc bắt đầu họp đến bây giờ thì hắn vẫn lẳng lặng ngồi đó, không nói một lời. Khen thưởng, đúng là khen thưởng, nhưng người nào không biết anh đang đẩy người lên đầu súng ngọn gió. Trương Dân Cường thầm cười lạnh. Đối với những cán bộ một lòng vì việc công, chúng ta không những phải khen ngợi, còn phải trọng điểm bồi dưỡng. Trước mắt Lý Nguyên Ý ở ban tài chính xảy ra chuyện, như vậy trọng trách ở ban tài chính sẽ do đồng chí Trác Trường Vĩ đảm nhiệm. Sau khi khen thưởng một lúc lâu, Vương Tử Quân cuối cùng cũng nói ra ý đồ của mình. Trương Dân Cường nhìn thái độ dõng dạc của Vương Tử Quân mà vẻ mặt chợt biến đổi, hắn trầm giọng nói. Bí thư Vương, tôi cho rằng chúng ta thật sự nên đề cao những nỗ lực vĩ đại của đồng chí Trác Trường Vĩ, dù trong toàn xã giấy lên phong trào học tập đồng chí Trác Trường Vĩ cũng không đủ, nhưng ban tài chính là một đơn vị trọng điểm của khối chính quyền, nhân tuyển trưởng ban có phải cũng nên chờ Chủ tịch Triệu quay về rồi hãy quyết định không? Cựu Gia Thành sớm biết Trương Dân Cường sẽ phản đối, vì thế thấy đối phương mở miệng thì chuẩn bị phản kích. Nhưng lúc này Vương Tử Quân lại cười nhạt một tiếng, dùng giọng giải quyết dứt khoát nói. Chủ tịch Tăng từng nói, làm việc không nên áp dụng chủ nghĩa giáo điều, cần phải chú trọng vào hiện thực. Bí thư Dân Cường nói rất đúng, nhưng bây giờ là thời kỳ phi thường, ban tài chính không thể một ngày không có lãnh đạo, vì vậy chúng ta cần phải căn cứ vào nguyên tắc đặc biệt, nhanh chóng xác lập nhân tuyển cho vị trí trưởng ban tài chính. Vương Tử Quân nói xong thì dùng giọng đầy thâm tình nói. Các đồng chí, Chủ tịch Triệu đã cúc cung tận tụy vì sự phát triển của xã Tây Hà Tử, vì công tác quá nhiều và đè nặng nên mới phải đi kiểm tra lại sức khỏe, chúng ta cũng đừng quấy rối anh ấy, không thể việc lớn việc nhỏ gì cũng chờ Chủ tịch Triệu về giải quyết. Tôi nghĩ, dù anh Triệu có ở nhà cũng sẽ tán thành với ý kiến của tôi. Tôi nói như vậy sẽ có đồng chí nói rằng không quá nghĩa khí, tôi không sợ người ta chê cười như vậy. Tôi cảm thấy hai ban ngành đảng ủy chính quyền là anh em cùng nhà, cùng một thể, cần phải có sự qua lại với nhau. Bây giờ tôi tuyên bố, đồng chí Trác Trường Vĩ là trưởng ban tài chính xã Tây Hà Tử. Chương 47, trưởng ban tài chính. Vương Tử Quân nói ra những lời như vậy rất đường hoàng, tổ chức chỉ cảm thấy áp chế những lời muốn nói ở trong lòng thật sự giống như dùng ấm trà nấu sủi cảo vậy, dù anh cảm thấy tâm ý khó chịu thế nào thì cũng đừng hòng làm gì được. Lần này Chủ tịch Triệu không những tổn thất một đại tướng là Lưu Căn Phúc, còn mất cả một vị trí quan trọng là trưởng ban tài chính. Như vậy chẳng phải là trộm gà mất nắm gạo, tự đập đá lên chân mình sao? Trương Dân Cường thế đơn lực bạc, trực giác giống như gặp phải một con chó, anh tiến lên đá nó một cái, cảm thấy rất sướng, nhưng nếu như không đá thì lại bị cắn một cái, cũng thảm hại,
Hắn nghĩ như vậy mà càng trở nên hoảng hốt, Vương Tử Quân đã nói rõ ràng rồi, người này không sợ ai chê cười mình, dù có Chủ tịch Triệu ở nhà cũng sẽ đồng ý, như vậy hắn là một phó bí thư, còn không biết xấu hổ mà tiếp tục thò chân vào sao. Tả Vận Xương chỉ lo hút khói nhà xương, liên tục hút hết điếu này đến điếu khác, giống như những lời khen ngợi của Vương Tử Quân chỉ là mây khói vậy, còn Lý Thu Na và Tề Á Bân thì càng im lặng, bộ dạng giống như mọi chuyện không liên quan đến mình. Sau đó thảo luận về vài việc vặt, cuối cùng cũng kết thúc hội nghị, nhưng nội dung thảo luận của hội nghị ban ngành đã nhanh chóng truyền ra. Vương Tử Quân về đến phòng làm việc của mình thì phó chủ nhiệm văn phòng Chu Thường Hữu cũng đi đến, hắn pha trà rót nước cho Vương Tử Quân, sau đó tỏ ra giống như bất cứ lúc nào cũng có thể nhận phân phó. Chu Thường Hữu kính cẩn như vậy cũng không làm cho Vương Tử Quân cảm thấy bất ngờ, lần này hắn ra tay không những hóa lành thành an, còn vượt qua cửa ải khó khăn. Nhất cử lưỡng tiện xử lý ba người Lưu Căn Phúc, Địch Vạn Thần và Lý Nguyên Ý, thể hiện thủ đoạn sấm sét. Chưa nói đến chuyện lúc này Triệu Liên Sinh còn chưa quay về, dù Triệu Liên Sinh có về đến nơi cũng khó thể nào làm gì được. Thường Hữu, ngồi đi. Vương Tử Quân rất hài lòng với những động tác rót trà pha nước của Chu Thường Hữu, điều này nói rõ đối phương rất có ánh mắt, chi tiết nhỏ sẽ quyết định thành bại, điều này hắn hiểu rất rõ. Chu Thường Hữu cũng không khách khí. Hắn cười hì hì ngồi hơi nghiêng người ra phía trước ở phía đối diện với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, tôi thật sự không ngờ đám người Lưu Căn Phúc dám tham ô quỹ giáo dục, lấy tiền lương của các giáo viên đi cho vay nặng lãi, đúng là những chuyện như vậy bọn họ cũng nghĩ ra được. Lần này nếu không phải là bí thư Vương ra tay, chỉ sợ tiền lương nửa năm của các giáo viên trong xã không biết đến bao giờ mới được nhận. Thường Hữu, chuyện này Ủy ban Kỷ luật huyện ủy đã có định luật. Trước mắt không có mặt Vương Lục Thuận thì anh cần phải làm tốt hai chuyện, một là nghiên cứu và nội dung văn kiện của Ủy ban Kỷ luật và in ấn ra, hai là báo cáo với tôi về tình huống trực ban vào ngày lễ Tết. Vương Tử Quân biết rõ Chu Thường Hữu nói như vậy là muốn nịnh bợ mình, hắn chỉ cười nhạt chặn đứng câu chuyện của Chu Thường Hữu. Chu Thường Hữu thấy Vương Tử Quân không có hứng thú với những trò nịnh bợ, thế nên hắn cũng dừng câu chuyện, nói thêm vài câu rồi chuẩn bị rời đi. Thường Hữu. Bây giờ đang thực hành phương châm đảng ủy và chính quyền tách biệt ra. Khoảnh khắc khi Chu Thường Hữu bỏ đi thì Vương Tử Quân chợt hời hợt nói ra một câu. Chu Thường Hữu đang định xoay người bỏ đi, khoảnh khắc hắn nghe được lời của Vương Tử Quân thì hai mắt và tinh thần tỏa sáng, đảng ủy chính quyền tách biệt, chính là hai cái văn phòng, bí thư Vương làm như vậy không phải có ý muốn đề bạt mình sao? Chu Thường Hữu cảm động quay đầu lại nhìn Vương Tử Quân, nhưng thấy Vương Tử Quân đang cúi đầu xem văn kiện. Thế là chỉ gật đầu thật mạnh rồi rời khỏi phòng làm việc của lãnh đạo. Những cử động của Chu Thường Hữu không qua mắt được Vương Tử Quân, hắn muốn chính là hiệu quả như vậy. Có câu nói thế này, không có lợi sẽ chẳng ai dậy sớm, Chu Thường Hữu muốn dựa vào mình làm gì. Chỉ cần một câu nói đã đủ vạch trần, để bạt trọng dụng. Hắn muốn Lung Lạc và tên thủ hạ trong xã luôn ủng hộ mình, như vậy việc cấp bách chính là phải nắm quyền nhân sự trong tay. Vương Tử Quân khẽ gõ hai ngón tay lên mặt bàn. Hắn rơi vào trầm tư, những ký ức kiếp trước giống như một bộ phim đang chiếu lại trong lòng hắn. Nếu so với tình cảm ảm đạm của kiếp trước thì Vương Tử Quân bây giờ không những đứng vững bàn chân, còn có thể ra tay quyết đoán, cho Triệu Liên Sinh một đả kích trầm trọng. Dù bây giờ quyền uy của hắn còn chưa đến mức làm kinh sợ tất cả mọi người, nhưng ít nhất cũng không còn ai dám nói hắn là bí thư bù nhìn. Cốc, cốc, cốc. Những tiếng đập cửa khẽ vang lên cắt đứt dòng suy tư của Vương Tử Quân, hắn lên tiếng. Cửa chậm rãi được mở ra, một cô gái có hơi mập tiến vào mới mặt mũi đầy vẻ thận trọng. Chào bí thư Vương, tôi là giáo viên trường tiểu học trong xã, là Chu Hỷ Mỹ. Cô gái này cũng chỉ hơn 20 tuổi, có lẽ vì là lần đầu đến gặp mặt Vương Tử Quân nên âm thanh có hơi lắp bắp run rẩy. Vương Tử Quân thầm suy đoán xem cô giáo này đến tìm mình làm gì, đồng thời hắn vội vàng đứng lên nói. Cô Chu, mời cô ngồi. Vương Tử Quân nói xong thì còn trực tiếp rót một ly nước đặt bên cạnh Chu Hỷ Mỹ. Cũng không cần làm phiền bí thư Vương, thật sự không cần làm phiền. Chu Hỷ Mỹ thấy Vương Tử Quân tự rót nước cho mình, thế là không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi, liên tục khoát tay nói. Dù là quan lớn phú quý hay nhân dân bình thường, trước mặt các quý thầy cô cũng là học sinh mà thôi. Cô Chu đến chỗ của tôi có gì cứ nói, nếu có thể giúp đỡ thì tôi sẽ làm hết mình. Vương Tử Quân thấy Chu Hỷ Mỹ có chút bất an, hắn nở nụ cười bình thản nói. Chu Hỷ Mỹ giống như hạt quyết tâm, nàng chợt đứng lên đặt một phần tiền xuống trước mặt Vương Tử Quân rồi nói. Y Phong nhờ tôi đến trả tiền dùm.
Chu Hỉ Mỹ nói xong những lời này thì vội vàng bỏ đi. Vương Tử Quân nhìn số tiền trên bàn mà khẽ lắc đầu, thầm nghĩ Y Phong có ý gì? Lại để người ta đến trả tiền thay. Hắn thu lại tiền, chợt nhớ đến tình huống nàng đứng ra bênh vực cho mình, chỉ thấy trong lòng chợt bùng lên một con sóng nóng hừng hực. Cốc, cốc, cốc. Tiếng đập cửa lại vang lên, lúc này người vào là Trác Trường Vĩ, rõ ràng lúc này Trác Trường Vĩ đã biết mình được thăng chức trưởng ban tài chính, tâm tình của hắn rất kích động, hắn lúng túng một lúc lâu mà nói không nên lời. Trường Vĩ, đã phát lương cho các giáo viên xong chưa? Vương Tử Quân biết rõ tâm tình của Trác Trường Vĩ vào lúc này, nhưng vì là như thế nên hắn biểu hiện rất hời hợt. Đã làm xong, các giáo viên đều rất vui mừng, nói rằng Bí Thư Vương thật sự rất giỏi. Trác Trường Vĩ nói với gương mặt tràn đầy nụ cười. Vương Tử Quân cười cười, hắn cũng không tiếp tục tiếp lời, chỉ thuận miệng nói. Trường Vĩ, một địa phương muốn phát triển kinh tế thì cần nhìn vào phương diện tài chính, tôi biết rõ anh là một người giỏi nghiệp vụ, điểm này tôi yên tâm, nhưng những điểm khác anh cũng cần học tập nhiều hơn. Vâng, Bí Thư Vương, tôi nhất định sẽ theo chỉ thị của anh, sẽ thay anh quản thật chặt ban tài chính xã. Trác Trường Vĩ cũng không nói cái gì là khối chính quyền xã, mà nói là thay Vương Tử Quân, hàm nghĩa lời nói tất nhiên có khác biệt lớn. Vương Tử Quân cũng không uốn nắn lời nói bày tỏ thái độ của Trác Trường Vĩ, chính mình nếu muốn tiếp tục phát triển ở vùng này, không thể không tìm vài cán bộ thuộc về mình. Công tác trong quan trường có một câu khá lưu hành, có đức không tài thì chỉ là bình thường, có tài vô đức mới xem như là có năng lực, tài đức vẹn toàn mới là nhân tài. Trác Trường Vĩ này thành thật hiền lành, tuy không đủ khôn khéo nhưng chân thành, nghe lời, nghiệp vụ mạnh, hơn nữa do một tay mình đề bạt, như vậy nhất định sẽ luôn nghe theo hiệu lệnh của mình, xem ra đối phương làm một vị trưởng ban tài chính là thừa sức. Chương 48, về nhà. Lại nói chuyện phiếm hai câu, Trác Trường Vĩ chủ trừ một chút rồi dò hỏi. Bí Thư Vương, lúc này đã đến giờ cơm, tôi muốn mời anh một bữa cơm, liệu có được không? Cơm của anh thì tất nhiên tôi phải ăn, nhưng không phải là vào bây giờ, thời điểm này rất phi thường, chúng ta là người một nhà cũng không cần quá khách sáo như thế. Vương Tử Quân vung tay lên dùng giọng chân thật đáng tin nói. Không mời Vương Tử Quân dùng cơm được thì Trác Trường Vĩ cảm thấy tiếc nuối, nhưng một câu nói chúng ta là người một nhà của Bí Thư lại làm cho hắn giống như được uống thuốc an thần. Cho đến nay hắn đều cảm thấy Lý Nguyên Ý ỷ mạnh hiếp yếu, thường phải sống trong uất ức, bây giờ Bí Thư Vương ra tay giống như sấm sét giữa mùa hè, không cho đối phương cơ hội chuẩn bị, rạch ra một khoảng trời bao la, tương lai của hắn đúng lúc được Bí Thư chiếu sáng. Trác Trường Vĩ rời khỏi phòng thì điện thoại của Vương Tử Quân giống như biến thành đường dây nóng. 7-8 vị phụ trách dưới thôn đều lần lượt gọi điện thoại mời cơm, thuận tiện cũng muốn báo cáo công tác. Vương Tử Quân cũng không quan tâm đến những trò xả giao nịnh bợ của đám người kia, tất nhiên sẽ từ tốn từ chối. Lúc này sắp đến Trung Thu, Vương Tử Quân khai báo với Cửu Gia Thành vài câu, sau đó chuẩn bị về nhà ở thành phố Giang Thị đón Tết Trung Thu. Bí Thư Vương, anh đi đâu vậy? Vương Tử Quân vừa ra khỏi phòng làm việc thì thấy lái xe Tiểu Tào đang từ trong xe chui ra. Tiểu Tào là lính xuất ngũ, hơn 20, là người thành thật và trầm ổn, thật sự không tương xứng với độ tuổi. Là một người chuyên trách lái xe, hắn luôn đặt mục tiêu cho mình là năm tốt, chạy xe tốt, dưỡng xe tốt, bảo mật tốt, sức khỏe tốt, tâm lý tốt. Từ khi Vương Tử Quân đến Tây Hà Tử, Tiểu Tào hầu như là chuyên phục vụ cho Triệu Liên Sinh, hơn nữa được Triệu Liên Sinh rất tin cậy. Từ khi Vương Tử Quân nhận xe, hầu như hắn chưa từng được lái xe cho Bí Thư Vương. Hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt. Thấy Vương Tử Quân đi đến thì Tiểu Tào nở nụ cười nịnh nọt, hắn nhanh chóng đến mở cửa xe, Vương Tử Quân cũng ngồi vào trong xe nói. Đưa tôi đến bến xe ở huyện thành. Lái xe Tiểu Tào thấy Vương Tử Quân lên xe thì tảng đá treo trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống, vì chờ Vương Tử Quân mà hắn mất không ít khí lực, biết Bí Thư Vương sắp về nhà thì hắn dứt khoát chờ chỗ này không chịu rời đi. Tiểu Tào không sợ hầu hạ Vương Tử Quân, chỉ sợ Bí Thư Vương không nể mặt mình. Nếu như Bí Thư không chịu cho mình lái xe đưa đi, như vậy mình dù tốn nhiều tâm tư cũng được gì. Tiểu Tào lúc này thầm hưng phấn, vẻ mặt lại có chút ẩn giấu, hắn nhanh chóng khởi động xe Jeep, sau đó xe chạy ầm ầm ra khỏi cổng ủy ban. Hắn vừa lái xe vừa cố gắng làm sao kéo quan hệ với Bí Thư Vương, chỉ là Bí Thư không nói lời nào, hắn cảm thấy mình giống như đối mặt với một con nhím, không có chỗ nào tiếp xúc được. Tiểu Tào không còn cách nào khác, chỉ có thể vung tay mở máy nghe nhạc. Vương Tử Quân ngồi phía sau nghe thấy đây là vài ca khúc kinh điển. Tốc độ chạy xe rất vững vàng,
như tiếng nhạc nhẹ nhàng đang vang lên trong xe, Vương Tử Quân thoải mái dựa lưng lên ghế, mắt khẽ nhắm lại, trong lòng thầm cảm thán, khó trách người ta thường nói nắm vững tính cách và sở thích của một người thì sẽ dễ dàng tiếp cận. Tiểu Tào này xem ra cũng là người biết cách hầu hạ lãnh đạo, tuy còn trẻ nhưng biết Chủ tịch Triệu Liên Sinh thích nghe nhạc nhẹ, đồng thời cũng nắm đúng khẩu vị của cả Vương Tử Quân. Này, chờ chút. Một chiếc xe buýt thải ra khói đen chạy qua bên cạnh, phía sau xe là một hình bóng xinh đẹp, đang xách vali lớn tuổi theo. Y Phong cảm thấy mình thật sự không may, nàng đứng ở ven đường cả ngày trời, đây là chuyến xe thứ ba nhưng đều chạy thẳng qua, dù nàng có phất tay thế nào thì tài xế cũng liên tục khoát tay, căn bản không cho xe dừng lại, đáng lý ra tốt xấu gì cũng cho nàng lên, nhồi nhét thế nào cũng được. Y Phong thầm nghĩ như vậy, thế cho nên cũng không khỏi mở miệng nguyền rủa đám tài xế xe khách. Một tiếng két vang lên, là tiếng thắng xe, nó vang lên sau lưng Y Phong, nàng nghiêng đầu theo bản năng, thế là thấy một chiếc xe Jeep khá quen thuộc dừng ngay bên cạnh. Cô Y, cô muốn đi huyện thành sao? Một gương mặt quen thuộc chợt thò ra khỏi xe, Y Phong chợt ngây người, sau đó vui vẻ ra mặt. À, không bắt được xe. Y Phong uất ức nói một câu, nàng còn chưa kịp phản ứng thì lái xe trẻ tuổi đã nhảy xuống, cũng không kịp phân trần gì mà cướp lấy vali của Y Phong rồi đặt lên xe. Đi thôi, tôi cũng vừa đúng lúc đi huyện thành. Vương Tử Quân vung tay lên, tỏ ý mời Y Phong lên xe. Y Phong không có lý do gì để từ chối, nàng hào phóng ngồi lên xe Jeep của Vương Tử Quân, lái xe Tiểu Tào cũng biết ý vặn nhỏ nhạc xuống một chút. Khoảnh khắc này Y Phong cũng không biết nên nói gì với Vương Tử Quân cho tốt, vì thế chỉ có thể đưa mắt nhìn phong cảnh bên ngoài, Vương Tử Quân thì từ bên cạnh nhìn sang Y Phong, chỉ thấy gương mặt nàng đỏ bừng giống như một quả táo chín hồng còn treo trên cây. Bùng ra ánh sáng mê người. Trong xe có tiếng nhạc du dương, ngoài ra thì yên tĩnh đến mức chỉ còn nghe thấy tiếng thở của Y Phong và Vương Tử Quân, còn có những luồng sáng mặt trời ấm nóng muốn người ta ngủ vùi. Vương Tử Quân rất nhớ nhà, hắn buôn chuyện câu được câu không với Y Phong, sau đó cũng không tiếp tục nói lời nào. Y Phong cũng không nói gì nữa, nàng nhắm mắt lại, giống như toàn thân chợt nhẹ bẫng, chỉ thoải mái dựa ra lưng ghế phía sau. Nửa giờ thì xe chạy đến huyện thành. Y Phong nhìn cảnh tượng bận rộn vào Tết Trung Thu, tâm tình chợt vui sướng vì sắp được về nhà. Bí thư Vương, tôi xuống xe ở phía trước, nếu không gặp anh thì có lẽ Trung Thu năm nay khó thể về quê đoàn tụ được. Y Phong nở nụ cười cảm kích, sau đó nói Tiểu Tào dừng xe ở ven đường. Vương Tử Quân nhìn vali lớn bên cạnh Y Phong, sau đó hắn cười nói. Cô Y, nặng như vậy ngồi trên xe buýt được sao? Tiểu Tào, chúng ta làm người tốt đến cùng. Đưa cô Y về tận nhà. Tiểu Tào tất nhiên sẽ muốn làm một tài xế vĩ đại, hắn hiểu nếu làm tốt công tác thì sau này sẽ được đưa đón người thân và bạn bè của lãnh đạo, thế là lúc này cam tâm tình nguyện phục vụ, hơn nữa còn xem đối phương như lãnh đạo, chất lượng phục vụ không giảm sút. Sau khi hắn nghe xong sắp xếp của Vương Tử Quân thì sảng khoái đáp ứng, sau đó đóng cửa chạy về phía Y Phong chỉ đường. Huyện thành không lớn, chỉ có hai khu lớn trung tâm, hơn nữa cũng ít đèn giao thông. Thế nên chỉ mất vài phút xe đã dừng trước một tòa nhà không mới cũng không cũ. Bí thư Vương, đến nơi rồi, anh vào nhà ngồi một lát nhé. Y Phong thấy xe dừng lại ổn định thì dùng giọng nhiệt tình nói. Tiện tay mà thôi, cô không cần khách khí như thế. Lái xe Tiểu Tào xách vali của Y Phong xuống, sau đó Vương Tử Quân xách thử một cái, khó trách Y Phong xách phải nghiêng cả người, thì ra nó rất nặng. Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống một cô gái phải khiêng vác vali nặng nề như vậy đi lên lầu, hắn chợt cảm thấy thương tiếc, thế là vô thức hỏi. Nhà của cô ở đâu? Lầu 4. Được, tôi giúp cô. Vương Tử Quân nói rồi cũng không thèm quan tâm, hắn nhấc vali đặt lên vai rồi đi lên lầu. Bí thư Vương, tôi tự mình xách lấy. Y Phong thấy Vương Tử Quân nhiệt tình như vậy thì thật sự không biết biểu đạt lòng cảm kích thế nào. Không cần. Chị gái xinh đẹp có bàn tay nhỏ nhắn trói gà không chặt, chị tranh thủ đi mở cửa là được. Vương Tử Quân nói một câu vui đùa với Y Phong. Y Phong còn định nói gì đó thì Vương Tử Quân đã đi rồi, nàng nóng lòng lên, chỉ có thể vội vàng chạy theo lên lầu. Bí thư Vương thật sự có ánh mắt rất tốt. Tiểu Tào ngồi trong xe không nhúc nhích, không phải hắn tiếc sức lực của mình, nếu là tình huống khác thì hắn sẽ ra giúp, nhưng bây giờ người đàn ông kia là bí thư, cần để cho bí thư có cơ hội. Chương 49, Trung Thu vui vẻ. Các cơ quan thường có những cảnh tượng như thế này, trước khi lãnh đạo lên xe thì lái xe sẽ chậm rãi chạy đến, một tay mở cửa, một tay che bảo vệ đầu lãnh đạo, rất giống như nô tài thời xưa.
nếu là lãnh đạo xuống xe, như vậy dù là già hay trẻ thì cũng sẽ nghiêm mặt, bộ dạng bình tĩnh, lái xe sẽ tiếp đón ngay ngoài cửa. Một lái xe tất nhiên phải luyện được những cách hầu hạ lãnh đạo cho chu toàn, chút việc như vậy tất nhiên tiểu tàu biết rõ, nhưng hắn thấy hầu hạ lãnh đạo ngoài chịu khó thì điều cần thiết nhất là có cả ánh mắt, cũng cần lười biếng đúng lúc. Nếu lãnh đạo khác đi xe thì anh cũng không nên quá xung xoe, phải dành hết cho lãnh đạo của mình, nếu gặp phải những cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, cũng phải học cách lười biếng, để lãnh đạo có cơ hội thân cận. Lãnh đạo cũng là người ăn khói lửa nhân gian, cần đứng trên mặt đất, cũng hít thở như mọi người. Sau khi xe dừng lại thì Vương Tử Quân nói, đưa tôi đến đây là được, chút nữa tôi sẽ tự về nhà. Tiểu Tào hiểu, đợi Vương Tử Quân và Y Phong xuống xe, hắn nhanh chóng lái xe đi. Hắn không sợ Vương Tử Quân nói mình không hiểu chuyện, khác biệt thì hắn cảm thấy như vậy mới là kinh nghiệm, nếu là lái xe khác sẽ cứ chờ mãi bên dưới, nhưng hắn thì không, đó là chỗ hơn người của hắn. Vương Tử Quân khốn khổ đưa vali vài chục ký lô lên lầu, sau đó đứng thở hồng hộc, trong lòng thầm quyết định sau này sẽ rèn luyện sức khỏe cho tốt. Mẹ, con đã về rồi, mở cửa ra nhanh lên. Y Phong lên lầu 4 sớm hơn Vương Tử Quân một chút, nàng gõ cửa nói. Cửa nhanh chóng mở ra, một phụ nữ trung niên hơn 50 vui vẻ nói. Ôi, Phong Nhi, sao bây giờ mới về, chú Trần đã đến nhà rồi, đang chờ con quay về. Người phụ nữ trung niên vừa mở miệng oán trách vừa định đóng cửa. Mẹ, đừng đóng cửa, còn có người. Y Phong thấy rõ động tác của mẹ, nàng khẽ vung tay chặn lại. Mẹ Y Phong nghe nói như vậy thì tranh thủ mở cửa ra, đúng lúc liếc mắt thấy Vương Tử Quân đang xách vali đi đến bên ngoài. Tình huống trước mắt làm cho mẹ Y Phong nhớ lại tình huống năm xưa, đó là lúc lần đầu tiên đưa bố của Y Phong về nhà mình, hình như cũng giống như vậy thì phải. Lúc này bà đưa mắt nhìn con gái, gương mặt ửng hồng, thế là hiểu ngay ra vấn đề. Mẹ Y Phong nhìn Vương Tử Quân mà ánh mắt có chút phức tạp, tiểu tử kia có bộ dạng điển trai, cũng không kém, nhưng bộ dạng có hơi gầy. Nhưng bà dù sao cũng là người có giáo dưỡng, lập tức tranh thủ thời gian tươi cười hớn hở nói. Ôi, mời cậu vào, mời vào. Vương Tử Quân đi lên lầu 4 mà hít vào một hơi thật sâu, thầm nghĩ sau này nếu gặp những chuyện như vậy thì mình nên quan liêu một chút, cho cấp dưới làm thì hay hơn. Khi Vương Tử Quân đưa vali vào trong nhà Y Phong, hắn chợt phát hiện trong phòng khách có 3-4 người, có một tiểu tử mặc trang phục cảnh sát đang dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình. Vào đây, tiểu tử. Ngồi xuống uống ly nước đi. Phong Nhi, sao con lại về muộn như vậy? Cậu Trần Hạo đã chờ từ lâu rồi. Một người đàn ông trung niên đại khái là bố của Y Phong vừa gọi con gái đi vào vừa chào Vương Tử Quân, sau đó khẽ lẩm bẩm. Chào chú Trần, chào gì? Ôi, bố, hôm nay là ngày được nghỉ và có quá nhiều người, con bắt xe không được, bố còn oán trách con nữa. Y Phong bưng một ly nước lên uống cạn sạch, sau đó ngắt một trái nho bỏ vào miệng không kiêng nể gì. Sau đó tỏ ý mời Vương Tử Quân ngồi xuống. Y Phong không biết một câu nói kia của mình làm cho cả nhà hiểu lầm, thì ra tiểu tử kia cùng nàng chen chúc đi về. Tên thanh niên mặc đồng phục cảnh sát thấy thế thì cười nói. Tiểu Phong, lần sau về nhà cứ sớm gọi điện thoại cho tôi sẽ chạy mô tô của đơn vị xuống đón, như vậy cũng tốt hơn chen chúc trên xe buýt. Ôi, Trần Hạo, anh đừng gọi tôi theo phong cách buồn nôn như vậy được không, cứ gọi tôi là Y Phong thì được. Y Phong dùng ánh mắt bất mãn nhìn Trần Hạo, sau đó nàng phát hiện Vương Tử Quân còn đứng, thế là tùy tiện đến đẩy một cái. Này, đây là nhà tôi, anh đừng khách khí, cứ ngồi đi. Trần Hạo bị Y Phong trách mắng một câu trước mặt nhiều người, hắn có chút xấu hổ, khi thấy động tác của nàng với Vương Tử Quân có chút thân mật thì trong lòng bùng lên ghen tuông. Hừ, dám cướp người phụ nữ mà Trần Hạo này vừa ý, đúng là không biết trời cao đất rộng. Vương Tử Quân hồn nhiên không biết rằng mình đưa Y Phong lên lầu sẽ làm cho đám người ngồi đây hiểu lầm, nhưng hắn thật sự có việc, thế nên cũng không muốn ở lại lâu, đành mở miệng từ chối. Y Phong, tôi đi trước, chúc các chú các bác Trung Thu vui vẻ. Nhưng hành vi của Vương Tử Quân càng làm cho Trần Hạo không thể ngồi yên, vì ghen và hắn đứng lên mạnh mẽ nói. Này, anh bạn, đến đây thì ngồi xuống một chút, đã cùng quen biết với Y Phong, như vậy chúng ta cùng uống vài ly. Vương Tử Quân cười cười lễ phép rồi nói. Không được, tôi còn có việc, tôi đi trước. Vương Tử Quân nói xong thì đi ngay ra cửa. Bố mẹ Y Phong cũng khách khí nói. Vừa vặn đến vào giờ cơm, cũng không phải người ngoài, dứt khoát ở lại ăn cơm đi. Vương Tử Quân còn chưa kịp từ chối thì Trần Hạo đã đứng lên khỏi ghế salon để cản đường, hắn nói.
đã sắp trung thu rồi, anh còn có việc gì gấp chứ? Anh bạn nếu cứ khăng khăng bỏ đi thì là xem thường tôi. Y Phong ở bên cạnh thật sự vừa thẹn vừa vội, bí thư Vương người ta đưa mình lên lầu, không ngờ lại bị Trần Hạo quấn lấy người, thế là nàng nói. Trần Hạo, anh muốn làm gì? Y Phong càng phát giận thì Trần Hạo càng hờn dỗi, càng kết luận tên khốn Vương Tử Quân là tình địch của mình. Hừ, phải đánh ngã tên này, phải cho hắn biết Y Phong là hoa đã sớm có chủ. Một con thiên nga xuất chúng như vậy sao lại để cho một tên như thế kia động vào? Đây không phải là cóc muốn ăn thịt thiên nga sao? Nhìn bộ dạng của anh mà còn muốn tranh giành với tôi, đúng là không biết lượng sức. Vương Tử Quân trọng sinh dù không làm quan lớn nhưng cũng trải qua nhiều năm tháng ấm lạnh của đời, thế gian trăm hình thái khác nhau, hắn thấy bộ dạng kích động của Trần Hạo, thầm nghĩ có lẽ là hiểu lầm, thế cho nên dứt khoát ngồi xuống. Ôi, nhìn tiểu tử kia thì có vẻ là kẻ thông minh, sao rơi vào lưới tình thì lại ngu ngốc như vậy? Sao anh biết tôi thích cô gái này? Vương Tử Quân thầm oán trong lòng. Sau đó lắc đầu bất đắc dĩ, chỉ có thể ngồi yên. Y Phong thấy Vương Tử Quân đồng ý ngồi xuống thì thật sự nửa vui nửa buồn, vẻ mặt bối rối, nàng vừa sợ Trần Hạo làm bí thư Vương khó khăn, vừa mơ hồ có chút chờ mong. Ăn cơm thôi, hôm nay tôi bộc lộ tài năng cho mọi người xem, để mọi người thấy tay nghề đầu bếp của tôi là thế nào. Y Phong dùng ánh mắt xin lỗi nhìn Vương Tử Quân, sau đó cười đi vào nhà bếp. Lúc này trong nhà Y Phong, ngoài hai cha mẹ Y Phong, còn có một nam một nữ, có lẽ là bố mẹ của Trần Hạo. Người đàn ông kia có hơi mập, mái tóc bóng mượt, rất có phong thái của một người nhà giàu mới nổi. Mẹ của Trần Hạo tuy đã hơn 50 nhưng lại ăn mặc như hoa, cặp môi mỏng, không ngừng ăn hạt dư, ánh mắt sắc như dao. Nhà Y Phong chỉ có hai gian, hơn 50 mét vuông, lúc này có vẻ chen chúc. Y Phong bận rộn trong nhà bếp, trong lòng tràn đầy vui vẻ nói không nên lời, một cảm giác thân thiết kỳ quái bùng ra dưới đáy lòng. Nàng không dám hỏi mình xem cảm giác này có phải đến từ người đàn ông ngồi trong phòng khách kia không. Y Phong là con gái một, thế nên bố mẹ rất sủng ái, mà tính tình của nàng hiền hòa, không những không tùy hứng điêu ngoa, khác biệt là rất có tâm tư. Bình thường cuối tuần hay về nhà, buổi sáng theo mẹ đi chợ, sau đó đánh cờ với bố, thật sự rất giỏi nấu nướng. Y Phong mở vali ra, nàng lấy những món rau mà người trong thôn tặng, nàng cẩn thận rửa sạch, ngâm nước muối, sau đó bắt đầu bận rộn. Phòng bếp đã bày đầy món ăn, mẹ Y Phong nói cho nàng biết, đây là cô chú Trần mang đến, rõ ràng hôm nay nhà Trần Hạo đã có chuẩn bị. Y Phong bĩu môi, nàng khẽ nói một câu bên tai mẹ. Đúng là khoe khoang. Y Phong làm vậy mà lại giả vờ đang cúi người làm việc gì đó. Y Phong cười vui vẻ và tiếp tục bận rộn, nửa giờ sau đã làm được 4 món ăn gồm rau xào, tôm xào cần tây, gà xé phay đậu hũ, rau xà lách xào dầu hào. Đủ màu sắc trắng đỏ vàng xanh hiện ra làm cho người ta không khỏi cảm thấy thèm ăn. Y Phong bỏ vài món rau nông thôn vào trong nồi áp suất, sau đó lấy chân gà bỏ vào hầm cách thủy, lúc này mới mở miệng nói. Được rồi, có thể dùng cơm. Đến khi Y Phong và mẹ đưa các món ra phòng khách, mẹ Trần Hạo đã hô lên. Ôi, đúng là khuê nữ, thật sự nấu nướng rất giỏi. Chú Y, cháu đưa đến một chai rượu Kim Đỉnh Lão Điếu, loại rượu này rất tốt. Trần Hạo thấy thế càng đỏ mặt hưng phấn, hắn vội vàng nói. Chương 50, làm người phải hiểu có lúc yếu thế. Một chai Kim Đỉnh Lão Điếu hơn 50 đồng, cậu giữ đi, biết đâu sau này sẽ có tác dụng lớn. Bố của Y Phong nở nụ cười, sau đó lấy từ trong tủ rượu ra một chai rượu được đóng gói đơn giản nói. Một chai Kim Đỉnh Lão Điếu có giá hơn 50 đồng, lúc này tiền lương của Vương Tử Quân chỉ là vài trăm đồng. Như vậy rõ ràng đó là một chai rượu xa xỉ. Nhưng Trần Hạo vốn có chút tức giận, bây giờ vừa nghe nói như vậy thì lại lên tiếng. Chú Y, cái này tính là gì, đầu tuần đội chúng cháu liên hoan, đại đội trưởng chuyển đến một thùng Mao Đài để cho anh em uống thoải mái. Hi hi, kết quả là tất cả đều uống đến mức người ngã ngựa đổ, toàn quân bị diệt. Trần Hạo hăng say khoe khoang, bố của hắn ở bên cạnh lại thầm quan sát Vương Tử Quân. Tiểu tử này có độ tuổi ngang bằng với con mình, ánh mắt nhìn thẳng khó thể bắt bẻ. Tên kia dáng người cao ráo, gương mặt khỏe mạnh, tóc đen bóng, áo sơ mi trắng và quần tây xanh, thật sự bùng ra khí chất bức người. Lại nhìn về phía Y Phong đang bận rộn trong nhà bếp cách một lớp cửa kính, cô bé mặc trang phục mỏng, trên cổ là một cái khăn lụa màu tím rất đẹp, bộ dạng duyên dáng yêu kiều, cơ thể trang nhã, nhìn qua giống như một con hồ ly xinh đẹp, cũng có chút quyến rũ và xảo quyệt.
nhưng một cô gái không những xinh đẹp thấu hiểu lòng người mà còn nấu nướng rất ngon, đúng là hiếm có. Bố của Trần Hạo nghĩ đến đây mà thầm đổ mồ hôi cho con trai, nhìn vào thái độ của Y Phong, sợ rằng con trai mình muốn có được Y Phong cũng không phải dễ dàng. Lúc này Y Phong bưng thức ăn từ phòng bếp ra, thấy ba người kia đang trò chuyện vui vẻ trên bàn, Vương Tử Quân lại bị gạt ra ngoài, thế cho nên có chút tức giận, nàng cố ý bưng một ly nước đến trước mặt hắn rồi khách khí nói. Bí thư Vương, mời anh uống nước. Ba chữ Bí thư Vương vừa ra khỏi miệng thì ba người kia đang trò chuyện vui vẻ cũng ngây cả người, Trần Hạo chố mắt nhìn một lát, sau đó mới phục hồi tinh thần lại, hắn vỗ vai Vương Tử Quân, sau đó cười ha hả nói. Anh bạn, cái tên nghe rất hay, vừa thuận miệng, lại vừa may mắn. Trần Hạo nói xong thì tiếp tục lên tiếng. Chú Y, khoảng thời gian trước trong huyện có làm một cuộc điều tra, chú đoán xem chỉ thị trấn huyện thành chúng ta có bao nhiêu người có tên là huyện trưởng không? Bố của Y Phong và của Trần Hạo nghe nói như vậy thì mới kịp phản ứng, thầm than mình già rồi thật sự bị cái tên của người thanh niên kia hù dọa, cả hai còn chưa kịp mở miệng thì mẹ của Trần Hạo đã dùng giọng hứng thú giạt rào nói. Có bao nhiêu người, nói đi. Chỉ tính riêng cái tên huyện trưởng đã có 43 người. Trần Hạo nhấp một hớp nước rồi tiếp tục. Lúc đó thiếu chút nữa chúng con đã cười lăn lộn, mẹ nói xem đám nông dân ngu muội kia nghĩ thế nào, không biết rằng đặt tên con là huyện trưởng, tưởng rằng như vậy sẽ được làm cha của chủ tịch huyện. Đúng là buồn cười, theo lời của vị cảnh sát hộ tịch, vị huyện trưởng tuổi cao nhất hiện đang làm việc trong một lò gạch. Trần Hạo nói những lời trêu ghẹo làm cho mọi người cười ha hả, Y Phong ở bên cạnh nghe thấy vậy mà tức điên lên. Trần Hạo, anh đã cười đủ chưa? Anh biết Bí thư Vương làm gì không? Vương Tử Quân thấy Y Phong nổi giận thì tranh thủ thời gian đứng lên cười cười, tỏ ý nói Y Phong không cần so đo, hắn không quan tâm. Y Phong nhìn vào mắt và thầm hiểu, thế nên cũng có chút cảm động, nàng chưa từng có cảm giác được một người đàn ông che chở, nàng không thể nào miêu tả được nó là thế nào, chỉ cảm thấy trong lòng rất vui vẻ. Anh bạn, Tử Lượng thế nào? Trần Hạo nhìn Vương Tử Quân, trên mặt có vẻ tản mạn và tùy ý, trong lòng ẩn giấu cảm giác khinh thường và khiêu khích. Trước khi trọng sinh thì Tử Lượng của Vương Tử Quân cũng không cao, bây giờ sống lại thì Tử Lượng khá tốt, thường có thể ngồi cùng bàn uống đến đỏ mặt tía tai, đối với hắn thì bây giờ uống rượu như uống nước lạnh, ngoài căng bụng thì mất hết cảm giác. À, trừ khi bất đắc dĩ, tôi thật sự không thích uống rượu. Vương Tử Quân bị Trần Hạo trêu đùa khích tướng, hắn lại vẫn nói năng cực kỳ thận trọng, trừ khi bị hỏi, nếu không chỉ lẳng lặng ngồi đó không nói nhiều. Trần Hạo thầm không cho là đúng. Hắn cười thầm mình trông gà hóa quốc, đối phó với một tên nông dân quê mùa dưới xã như thế này, mình cần gì phải chuyện bé xé ra to. Chú ý, bố, nếu không chúng ta bắt đầu trước nhé. Trần Hạo nhìn chiếc đồng hồ treo tường trong nhà Y Phong, sau đó thử thăm dò. Trần Hạo cũng không phải hỏi bố mình, chủ yếu là hỏi bố Y Phong, lúc này bố Y Phong trầm ngâm một lát rồi nói. Đợi lát nữa đi, nhị thúc của cậu bận rộn, chúng ta chờ cậu ấy thêm nửa giờ. Đến đây cùng uống cho vui. Lúc mọi người đang nói chuyện thì Y Phong từ phòng bếp bưng ra một nồi canh, lại đặt xuống trước mặt Vương Tử Quân. Nồi canh này được Y Phong nấu nướng rất tỉ mỉ, rau được ngâm kỹ, cắt nhỏ, nước dùng có cây hoa tiêu, hương hồi, thìa là, cây quế, gừng, bên trong còn có lạc nấu mềm, nếu bỏ vào miệng sẽ cảm thấy mặn ngọt vừa phải, ngon hơn người ta bán bên ngoài rất nhiều. Mẹ của Trần Hạo ở bên cạnh cũng mở miệng khen. Ôi, Tiểu Phong! Cháu đúng là khéo tay giỏi nấu nướng, đây là món canh đậu ngon nhất mà trước nay dì từng được thấy. Trần Hạo khen thưởng tay nghề của Y Phong không thôi, mặt như một đóa hoa. Chú của cháu đã đồng ý rồi, sẽ nhanh chóng tác động giúp Y Phong, để xem có thể đưa cô ấy về một đơn vị tốt không, chú của cháu là anh em thân thiết với trưởng phòng giáo dục huyện. Trần Hạo nói, giống như lúc này mới thấy nơi đây còn một Vương Tử Quân, hắn khẽ hỏi. Này cậu công tác ở đâu? Vương Tử Quân dùng giọng nhàn nhạt đáp. Xã Tây Hà Tử. Tôi có một người quen ở xã Tây Hà Tử, cậu có biết Tào Quế Sinh không? Đó là bạn học của tôi. Tào Quế Sinh, Vương Tử Quân thầm suy xét cẩn thận, còn không biết Tào Quế Sinh rốt cuộc là thần thánh phương nào. Tôi không biết. Cậu không biết cả Tào Quế Sinh. Cậu à, không phải tôi nói cậu công tác ở xã Tây Hà Tử thế nào vậy? Tôi cho cậu biết, bạn học của tôi là tài xế cho chủ tịch xã Tây Hà Tử. Là lái xe chuyên trách. Trần Hạo nói xong thì bày ra tư thái không biết mệt nói. Biết cái gì là lái xe chuyên trách không? Chính là người ở bên cạnh lãnh đạo, không thể coi thường. Lái xe,
không phải là Tiểu Tào sao? À, tôi nhớ ra rồi, anh nói đến Tiểu Tào sao? Vương Tử Quân nhìn Trần Hạo đang dương nanh múa vuốt mà cười ha hả nói. Tiểu Tào, cậu này, sao cậu có thể há miệng gọi Tiểu Tào cho được? Nếu cậu phát triển công tác ở dưới xã phải biết an phận một chút, phải gọi là anh Tào, hiểu không? Để mình gọi là anh Tào, Tiểu Tào dám đồng ý sao? Vương Tử Quân nghĩ lại bộ dạng của Tiểu Tào mà thầm nở nụ cười. Tiểu Vương, tôi cũng không muốn nói ra lời này, thế nhưng là một người trưởng bối, tôi cảm thấy nên nhắc nhở cậu. Vừa rồi Trần Hạo nói rất đúng, cậu còn trẻ, nên học cách an phận ẩn giấu, đây là lời vàng ngọc, sau này ăn phải quả đắng thì cậu sẽ hiểu. Chú Y cũng không cho là đúng, cũng mất hứng, dù đã loại bỏ Vương Tử Quân là nhân tuyển con rể của mình, nhưng lão vẫn không quen nhìn những người thanh niên bốc đồng. Vương Tử Quân lẳng lặng ngồi đó, hắn cảm thấy nói chuyện với Trần Hạo cũng không có ý nghĩa, nếu không phải bên trong còn Y Phong đang bận rộn, hắn đã sớm đứng lên bỏ đi. Khi thấy chú Y tỏ ra chán nản với mình, hắn cuối cùng cũng không ngồi nổi nữa, phải đứng lên nói. Chú Y, cảm ơn chú khoản đãi, cháu còn phải bắt xe, xin cáo từ trước. Tiểu Vương, tôi cũng không giữ cậu, sau này có rảnh nhớ đến nhà chơi. Chú Y nở nụ cười, câu nói nghe qua là biết lời khách sáo. Y Phong thấy động tĩnh như vậy thì từ nhà bếp chạy ra, nàng thấy Vương Tử Quân xoay người muốn đi, chợt cảm thấy trái tim bị ai bóp chặt. Nàng hoảng hốt đi đến trước mặt hắn nói. Bí thư Vương, tôi tiễn anh. Chương 51, tỏ ra tâm lý nắm chắc. Trần Hạo thấy Y Phong chủ động đề xuất muốn tiễn chân Vương Tử Quân thì vẻ mặt càng khó coi đến mức vặn ra nước. Tuy trước mắt vẫn chưa xác định rõ mối quan hệ giữa Y Phong và người kia, nhưng chỉ cần nhìn ánh mắt và cử chỉ của Y Phong, rõ ràng nàng rất có hảo cảm với tên kia. Chú Y thấy vẻ không vui trong mắt Trần Hạo, thế là tranh thủ khuyên can. Trong nhà nhiều khách, Tiểu Vương cũng là người lớn, nào cần phải đưa tiễn làm gì? Ha ha, không cần tiễn đâu, Y Phong, cô cứ ở nhà bận rộn, tôi đi xuống trước. Vương Tử Quân khoát tay với Y Phong, sau đó dùng giọng điềm nhiên như không nói. Vẻ mặt Y Phong có chút tức giận, cũng tỏ ra hứng thú dã rời, tâm tình giảm thấp. Nàng dùng ánh mắt oán giận nhìn bố, đúng lúc đụng phải ánh mắt thắm thiết của Trần Hạo. Y Phong thầm cảm thấy hờn dỗi. Nàng muốn tránh ánh mắt của đối phương, nhưng thật sự là vô dụng, ánh mắt của đối phương vẫn cứ dán lên người mình. Nàng tỏ ra có chút chán ghét, gương mặt nhỏ nhắn vui vẻ cũng trở nên căng cứng, cũng không còn vẻ thanh thoát, giống như một thân cây mất gốc. Nhưng Trần Hạo lại thích như vậy, hắn là kẻ cố chấp, dù làm cho nàng mất hứng thì hắn cũng không muốn có lợi cho tên kia. Cốc, cốc, cốc. Không đợi Vương Tử Quân kéo cửa ra, ba tiếng gõ cửa vang lên. Nhất định là nhị thúc đến. Trần Hạo nói rồi tranh thủ lướt qua người Vương Tử Quân, sau đó tranh thủ thời gian mở cửa. Tiểu Hạo, mau đến đây, đại đội trưởng Chu đến. Một âm thanh khá lớn chợt từ bên ngoài cửa truyền vào. Sau khi nghe nói đại đội trưởng Chu đến thì đám người trong phòng đều đứng lên ra đón. Dưới sự cung nghênh của đám người Trần Hạo, hai người đi vào, một người tướng ngũ đoản, dáng người mập mạp giống như thùng nước, nếu nhìn về phía gương mặt thì có vài phần giống như bố của Trần Hạo. Không cần phải nói, người này chính là chú của Trần Hạo, mà người còn lại thì Vương Tử Quân cũng không xa lạ gì, chính là đội trưởng đội cảnh sát hình sự huyện, là Chu Ái Quân. Chào đại đội trưởng. Trần Hạo nghiêm hai chân, tinh thần vô cùng phấn chấn, sau đó nhấc tay cúi chào Chu Ái Quân. Lúc này Chu Ái Quân có 10 phần phái đoàn, hắn vỗ vai Trần Hạo một cái, sau đó cười thân mật nói. Tiểu Hạo tử, đây cũng không phải ở đơn vị, tiểu tử cậu đừng quá cứng nhắc. Trần Hạo được lãnh đạo gọi tên thân mật như vậy thì thật sự có chút kích động, công tác ở cơ quan cũng không nên xem thường vài hành động mờ ám với lãnh đạo, vào trường hợp mấu chốt sẽ phát huy tác dụng không ngờ. Nhưng có một điều có thể chứng minh, đó là ngoài quan hệ công tác, người này vô cùng có khả năng tạo được quan hệ cá nhân tốt với lãnh đạo. Thấy con trai được khen thưởng thì bố của Trần Hạo cũng thấy trên mặt phát sáng, lão nhanh chóng tiến lên, lại vươn tay dùng giọng khách khí nói. Chào đội trưởng Chu, Trần Hạo còn trẻ. Anh nên đánh mắng, coi như con cái nhà mình, tôi xin giao nó cho anh. Chu Ái Quân khẽ gật đầu hưởng ứng, khi liếc mắt thấy Vương Tử Quân đứng sau lưng bố của Y Phong thì giật mình hô lên kinh ngạc. Ôi, Bí Thư Vương, sao anh lại ở đây? Chu Ái Quân thất thố làm cho đám người nhà Trần Hạo chợt giật mình, bọn họ không biết đội trưởng Chu có quan hệ gì với Tiểu Vương này. Bí Thư Vương, không ngờ chúng ta lại gặp nhau ở đây. Chu Ái Quân nhàn nhạt bắt tay với bố của Trần Hạo.
sau đó bắt chặt tay rồi dùng giọng thân mật nói với Vương Tử Quân. Sau bữa tiệc rượu ở thôn Hồng Lĩnh, Chu Ái Quân thắm thiết cảm nhận được thế lực sau lưng Vương Tử Quân, hắn là một người rất mong chờ vào sự phát triển trong tương lai, sao có thể bỏ qua cơ hội này. Hai ngày qua hắn luôn nghĩ xem nên tìm cách nào để liên lạc đề cao cảm tình với Bí Thư Vương, không ngờ lúc này lại đụng mặt. Chu Ái Quân thầm kinh ngạc và mừng rỡ, cơ hội gặp mặt ngẫu nhiên như thế này cũng không phải dễ kiếm. Vương Tử Quân cũng không ngờ lại gặp mặt Chu Ái Quân vào trường hợp này, hắn nhìn gương mặt tràn đầy nhiệt tình của đối phương, đành phải đơn giản bắt tay, sau đó nói. Đội trưởng Chu, tôi đến tiễn chân một người, chúng ta sau này hãy nói chuyện. Chu Ái Quân khách khí mời chào và Vương Tử Quân không chút biểu cảm, điều này làm cho Trần Hạo mở rộng tầm mắt. Chu Ái Quân là một vị tâm phúc của Cục trưởng Cục Công an huyện, tất nhiên là một người cực kỳ cá tính, thậm chí có thể hò hét vênh váo trước mặt đám người phó cục trưởng, sao bây giờ lại tỏ ra khách khí và nịnh nọt với Vương Tử Quân này như vậy? Bí thư Vương sao? Chẳng lẽ đối phương là nhân vật gì đó? Chu Ái Quân nhìn Bí thư Vương định xoay người bỏ đi mà sững sờ, sau đó mở miệng đề nghị. Bí thư Vương, tôi thấy không bằng thế này, nơi này nhiều người, anh cho tôi một cơ hội, để cho tôi làm chủ, hai chúng ta đến nhà khách huyện ủy uống vài ly. Đội trưởng Chu, để hôm khác đi, tối nay tôi phải về nhà ở Giang Thị, cả nhà cũng đang chờ, chúng ta hẹn hôm nào đó gặp lại, được chứ? Vương Tử Quân vẫn nở nụ cười nhưng lời nói lại từ chối lời mời của Chu Ái Quân. Thấy Vương Tử Quân cố ý phải đi, Chu Ái Quân cũng không tiếp tục níu kéo. Đồng thời còn hẹn thời gian với Vương Tử Quân, nếu không sẽ không cho phép rời đi. Vương Tử Quân cũng không thể chối từ, hắn đành phải để Chu Ái Quân tiễn xuống lầu. Nhìn Chu Ái Quân và Vương Tử Quân cười đùa vui vẻ thì Trần Hạo, bố Trần Hạo và bố Y Phong sững sờ đứng bên cửa, sau đó nhìn hai người kia đi xuống lầu. Vương Tử Quân xuống lầu, một chiếc xe Jeep chạy đến, Tiểu Tào từ trên xe nhanh chóng chạy xuống giúp lãnh đạo mở cửa xe. Trần Hạo chợt bất ngờ thấy mặt Tiểu Tào. Mà Tiểu Tào cũng thấy Trần Hạo, lúc này Tiểu Tào làm ra một tư thế với Trần Hạo, sau đó tranh thủ leo lên xe chạy đi. Xe Jeep chạy đi bùng lên đám bụi mù, sau đó lướt đi khá nhanh. Chu Ái Quân vẫn đứng vẫy tay, nhưng lúc này vẻ mặt Trần Hạo và đám người bên cạnh lại rất khó coi. Đội trưởng Chu, là ai vậy? Nhị thúc của Trần Hạo thấy xe của Vương Tử Quân đã chạy đi xa thì hỏi Chu Ái Quân. Là bí thư đảng ủy xã Tây Hà Tử Vương Tử Quân. Tuổi còn trẻ mà đã là cấp chính khoa, cực kỳ nổi bật. Chu Ái Quân nhìn chú của Trần Hạo rồi dùng giọng cảm thán nói. Cái gì, người kia là bí thư đảng ủy. Trời ạ, vậy mình là gì? Huyện thành những năm 90 cũng không quá vệ sinh, đặc biệt là những khu chưa được cải tạo, chỉ cần một trận mưa xối xuống là bùn đất chảy ra đầy đường. Hai bên đường là những cửa hàng tạp hóa, có vài quán ăn, người qua lại cũng không nhiều. Tiểu Tào. Tôi không phải đã nói cậu đi đi mà, thế nào lại quay lại? Vương Tử Quân ngồi trong xe dùng giọng kỳ quái nói. Tôi đi dạo một vòng xung quanh, vừa hay thấy ngài xuống lầu, thế là chạy đến. Tiểu Tào vừa lái xe vừa giải thích với Vương Tử Quân, một lời như vậy thì cả hai đều hiểu rõ, Tiểu Tào này căn bản chưa đi, hắn luôn ở dưới lầu chờ Vương Tử Quân. Nhưng Tiểu Tào lại không nói như vậy, anh thử nghĩ xem, nếu anh đi làm việc mà có người chờ bên cạnh. Như vậy dù thế nào cũng không thoải mái, có chút mất tập trung. Tiểu Tào đứng chờ nhưng không lộ mặt, lại bất cứ lúc nào cũng có thể nghe lời triệu hoán, thấy lãnh đạo là đến ngay, lại không nói toạc ra, ít nhất cũng biểu hiện cho lãnh đạo thấy mình chỉ là vô tâm, đây chính là điểm đáng quý. Bí thư Vương, bến xe nhiều người, xe khách lại đi rất chậm, hay tôi dứt khoát đưa anh về nhà? Tiểu Tào vừa lái xe vừa cẩn thận hỏi Vương Tử Quân. Tiểu Tào, cảm ơn cậu có tâm như vậy là được. Từ nơi này đến Giang thì cũng cả 100 km, nếu cậu tiễn tôi về nhà thì sợ rằng Trung Thu cũng phải ở lại thành phố Giang Thị. Vương Tử Quân khoát tay dùng giọng ôn hòa nói. Thấy Vương Tử Quân có thái độ kiên quyết, Tiểu Tào cũng không nói thêm điều gì, hắn đẩy cửa xe bước xuống nói với Vương Tử Quân. Bí thư Vương, anh cứ chờ một lát, tôi đi mua vé. Lúc này bến xe hối hả người nam kẻ bắc, đám người đi qua bên cạnh đều tỏ ra rất vội vàng, mục đích chỉ có một, về nhà đoàn tụ gia đình. Chỉ sau chốc lát thì Tiểu Tào đã quay lại, trên tay cầm một tấm vé đi đến Giang Thị. Chương 52, không phải mỗi lần nói lời xin lỗi là xong. Vương Tử Quân ngồi trên chiếc xe đi về thành phố Giang Thị, tâm tình chợt bình tĩnh, những ngọn gió thu mát mẻ thổi đến, bầu không khí ồn ào náo loạn giống như gột rửa đi chỉ sau nháy mắt. Xe chạy như bay,
cây cối hai bên đường nhanh chóng rút về phía sau, hắn lẳng lặng nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, sau đó chìm đắm trong các mối suy tư. Thành phố Giang Thị, khu nhà của khối chính quyền thành phố, nơi đây là nhà của Vương Tử Quân, đây chính là nơi ẩn giấu nhiều niềm vui trẻ thơ, có nhiều ước mơ và cả những phiền não vào thời thiếu niên của hắn. Nhà của Vương Tử Quân cũng xem như hiển hách ở thành phố Giang Thị, cha mẹ xem hắn như hòn ngọc quý, lại có một ông nội bề ngoài lạnh lùng nói năng thận trọng nhưng luôn xem trọng hắn. Hắn từ nhỏ đã lớn lên trong một hoàn cảnh ưu việt, chỉ là sau này hắn rất không tình nguyện để cho người ta liên hệ và bối cảnh hiển hách của gia tộc, giống như hắn xuất thân danh môn thật sự kèm theo biết bao nhiêu lợi lộc vậy. Người trẻ tuổi thường phản đối quyền uy, coi rẻ đám người phú quý, thế cho nên bình thường Vương Tử Quân cũng luôn tỏ ra cao ngạo ở trong nhà, căn bản không giống như một cậu ấm được dựa lưng vào cây đại thụ, lại giống như đòi nợ người nhà vậy. Mâu thuẫn giữa Vương Tử Quân và ông nội xưa nay là dữ dội nhất, thế cho nên hắn bị ông cưỡng chế phái đến Tây Hà Tử, từ một vị bí thư đảng ủy khối trong trường đại học biến thành bí thư đảng ủy xã. Khi đó Vương Tử Quân có tư tưởng sinh động, tinh thần thanh xuân phấn chấn, thích thành phố Giang Thị phồn hoa đô hội, thích. Nhưng tất cả cũng vì ông nội thông qua quan hệ lấy được một tờ điều lệnh mà biến thành hoa cúc vàng thối rữa. Vương Tử Quân không ngờ, hắn cảm thấy ông nội xem mình như rác rưởi, mới đó đã vung tay ném đến tận Thâm Sơn Cùng Cốc, xã vùng sâu vùng xa. Một năm sau khi xuống cơ sở thì Vương Tử Quân mới dần hiểu được tâm ý của ông nội mình, mới hiểu vì sao ông lại điều mình từ một giáo viên xuống địa phương công tác. Nhưng khi hắn hiểu ra được vấn đề thì tất cả đã muộn, đột biến khi đó làm cho hắn nhận đả kích nặng nề mà không thể gượng dậy nổi, hắn phải chạy đến một thôn nhỏ tên là Yên Chi Nam cách thành phố Giang Thị vài chục km làm một giáo viên bình thường. Yên Chi Nam, cái tên nghe có vẻ nên thơ nhưng lại là một thôn vắng vẻ và kém phát triển. Người trẻ tuổi trong thôn mơ mộng làm giàu, bốn mùa xuân hạ thu đông trong năm đều cơ bản ra ngoài làm công, chỉ còn lại trong thôn một đống ông bà lão và con nít. Khi vào dạy học trong một thôn làng vắng vẻ thế này, đó chính là thời gian quan trọng nhất trong đời Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghĩ đến Yên Chi Nam, không khỏi nhớ đến tình huống vào kiếp trước, mỗi ngày dạy học xong, hắn thích đi đến ngồi ở sườn núi bên cạnh trường. Tối hôm đó, sườn núi yên ắng, ánh trăng trắng ngần chiếu xuống khe nước ở bên cạnh. Những cây cỏ không biết tên đang khoe sức sống bừng bừng dưới ánh trăng, tiếng côn trùng vang lên văng vẳng, đúng lúc đó hắn thấy một cô gái đang gội đầu, mái tóc nàng như dòng suối mơ. Sau đó bọn họ quen nhau, cùng nhau sống hơn 20 năm. Vợ Vương Tử Quân không biết nhiều chữ nghĩa, không học cao, không thích nói chuyện, nhưng nàng trắng nõn nà, hai bàn tay trắng nõn tự nhiên, tóc đen, sáng bóng như lau dầu, trên người rất thơm. Mùi hương đó lúc đầu còn không biết. Sau này sẽ thấm vào dây thần kinh, làm cho đầu óc choáng váng, tuyệt đối thoải mái. Vợ Vương Tử Quân dịu dàng ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ, năm đó hắn không kịp chuẩn bị, thế là rơi vào bể tình. Nàng đối với hắn rất tốt, nhiều năm qua đi, mái tóc cũng dần phai màu, hai bàn tay thon mịn trắng nõn ngày nào cũng trở nên thô ráp, dung nhan một cô gái 18 đôi mươi năm xưa cũng dần biến chất. Chỉ là năm xưa Vương Tử Quân mãi chìm đắm trong chán trường, chuyện cũ năm xưa giống như một con ve sầu. Đang cất tiếng giả dích trong lòng, đến nỗi tâm tình của hắn cũng như thời tiết, không bao giờ ổn định, dù ánh mặt trời có tươi sáng thế nào thì cũng là một khối băng lạnh với hắn, dù nàng có chăm sóc hắn tinh tế ra sao, quan tâm đầy đủ thế nào, hắn cũng chỉ ích kỷ hưởng thụ, yên tâm thoải mái, lại không chịu chăm sóc ngược lại cho người tình của mình. Lúc này Vương Tử Quân đã trọng sinh, như vậy vợ hắn cũng đang là một cô gái xinh xắn ở thôn Yên Chi Nam chứ. Bố em nói đời này làm sai một chuyện. Đó là không thể cho em học xong phổ thông. Đây là câu nói mà vợ Vương Tử Quân thường nói vào những lúc đêm khuya, những lúc như vậy hắn lại mở miệng đả kích nàng, đó là dù được học phổ thông thì nàng cũng chưa chắc vượt qua được. Lúc này đời của Vương Tử Quân đã được sửa lại, đã sang trang mới, tất nhiên hắn sẽ không thể về Yên Chi Nam như kiếp trước. Như vậy hắn sẽ giúp nàng, sẽ cho nàng được đến trường, còn sau này như thế nào, chỉ có thể nhìn nàng phát triển thế nào mà thôi. Xe khách lắc lư chở một Vương Tử Quân mang theo đầy tâm sự và suy nghĩ, nhưng lúc này vấn đề mà hắn quan tâm nhất, vẫn liên quan đến gia tộc. Kiếp trước sau khi ông nội chết đi thì gia tộc rơi rớt xuống ngàn trượng, nhị thúc của hắn đã từng rất có tương lai, chỉ có thể làm phó phòng nhân sự vài chục năm, phát triển nửa vời, mãi đến khi về hưu mới tăng nửa cấp lên chính sảnh, Vương Tử Hoa con trai của nhị thúc tham gia công tác, phải bỏ ra thật nhiều tâm huyết mới phát triển đến địa vị chủ tịch huyện, còn chính Vương Tử Quân thì không cần phải nói. Thay đổi như vậy đối với Vương gia một là vì ông nội mất đi, hai là đứng sai hàng ngũ trong tranh chấp quyền lợi trên tỉnh,
mà thời khắc Tết Trung Thu lần này chính là giai đoạn quyết định khi gia tộc đứng thành hàng. Vương Tử Quân trọng sinh, tuy phần lớn thời gian hắn đều dùng để đối phó với đám cán bộ dưới xã, nhưng hắn cũng thật sự cân não để thuyết phục gia tộc đứng thành hàng như thế nào. Một phương án sơ bộ đã dần dần thành hình trong lòng hắn. Xe khách chạy khá êm, Vương Tử Quân đang suy nghĩ miên man không biết đã ngủ từ khi nào, trong mơ hắn như quay về thôn Yên Chi Nam, cô gái kia đang chờ đợi, tất cả như lắng đọng, thời gian như ngừng lại, tất cả sinh linh cũng bất động. Lúc này chỉ có một bầu trời trăng sáng vằng vặc, hắn ôm lấy một cô gái, mùi hương trên người cô gái làm hắn khó thể hít thở. Đột nhiên hắn cảm thấy có ai động vào vai mình, thế là hắn thức tỉnh. Anh làm gì vậy, muốn chiếm tiện nghi sao? Vương Tử Quân mở mắt ra, đập vào mắt là một gương mặt phụ nữ xinh đẹp tinh xảo, nhưng lúc này gương mặt kia đang nổi giận đùng đùng, bộ ngực phập phồng. Sắc lang, đàn ông các người không có ai là thứ tốt. Vương Tử Quân lúc này mới xấu hổ phát hiện ra vừa rồi mình dựa vào lòng cô gái kia, thế là tranh thủ thời gian xin lỗi. Thật xin lỗi, vừa rồi tôi ngủ quên. Cô gái nhìn bộ dạng điển trai của Vương Tử Quân, vẻ mặt khá chân thành, cũng khó thể tiếp tục nổi giận. Chương 53, gặp mặt trên đường. Cô gái ngẩng đầu nhìn Vương Tử Quân có chút căng thẳng, trong ánh mắt là vẻ đề phòng và khiêu chiến, cơ thể nép chặt như con trai. Nàng xê dịch cơ thể cách hắn ít nhất nửa cánh tay mới chịu dừng lại. Dù là kiếp trước hay kiếp này thì Vương Tử Quân cũng cảm thấy mình không phải là kẻ xấu xa, hận thì hận, yêu thì yêu, nào phải hèn mọn như vậy. Hắn đưa mắt thấy bốn phía ném đến mình ánh mắt khinh thường, hắn cũng không muốn giải thích, chỉ lắc đầu nén giận cho qua. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một cột mốc chỉ đường thu hút ánh mắt của hắn, 20, chỉ còn 20 km nữa là đến thành phố Giang Thị. Hắn cảm thấy phấn chấn cả tinh thần và thể xác, lại cảm thấy thanh thản, tự dưng cảm thấy bầu trời xanh mây trắng rất đẹp, cảm thấy ấm áp dễ chịu, cảm giác bức bối vừa rồi chợt biến mất. Ôi, cái bóp của tôi đâu mất rồi? Người phụ nữ bên cạnh chợt hét lên một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cảm thấy đầu nổ ầm một tiếng, toàn thân đổ mồ hôi. Lại là cô nàng này. Không thể nào. Cô gái lục lọi túi áo một lúc lâu, nàng nhăn mày, lại tranh thủ lục lọi, sau đó nàng nhảy dựng lên dùng giọng kinh hoàng thất thố nói. Không có, ví của tôi đâu mất rồi, mới vừa rồi còn có ở đây. Cô nhìn tôi làm gì? Cô xem xét lại cho cẩn thận đi. Vương Tử Quân nói, cô gái lần này dứt khoát cởi áo, lục lọi trước mặt mọi người. Lại mở cả ba lô ra, vẫn không có gì. Nhất định là bị trộm. Cô gái nói. Trên xe này có kẻ cắp. Soát vé là một cô gái 18-19 tuổi, nàng sợ đến mức liên tục lui về phía sau, giống như sợ kẻ cắp lục lọi người mình, sau đó liên tục nói. Không, không có. Đám hành khách trong xe đều nghiêng đầu nhìn, bọn họ dùng ánh mắt đầy nhiệt tình nhìn cô gái kia và Vương Tử Quân, sau đó lại ngửa người ra phía sau chứng minh sự trong sạch của mình. Cô có nhớ lầm không? Không đặt ở chỗ khác chứ? Vương Tử Quân hỏi. Không sai được, tôi đặt trong túi áo, bên trong có hơn 1.000. Cô gái chợt lên giọng làm cho đám hành khách nhìn về phía bên này. Hơn 1.000 cũng không phải là số tiền nhỏ, thế là cô gái soát vé sợ hãi đi tìm tài xế, đến khi xe dừng bên đường thì cô gái kia đang khóc thút thít. Tài xế tiến lên giải thích. Cô gái, chúng tôi làm công tác vận chuyển. Nghĩa vụ của chúng tôi là đưa mọi người đến nơi an toàn, còn tiền tài của hành khách, sẽ do hành khách bảo quản, bị mất thì nhà xe cũng không chịu trách nhiệm. Tên tài xế nói xong thì giống như cũng không đành lòng, sau đó hắn nhìn qua bốn phía nói. Nhưng cô cũng đừng lo lắng, đây là xe tốc hành, cũng không dừng xe đón khách, tiền của cô sẽ còn trên xe, không mất đi đâu được. Vị hành khách nào cầm nhầm ví của cô gái này, con người một ngày cũng có vài phút lơ đễnh, cầm nhầm thì trả lại là được. Lái xe nói rất có nghệ thuật, hắn không nói trộm, mà nói cầm nhầm, hắn muốn hạ bậc thang cho tên trộm, nhưng ý tốt của hắn không được kẻ nào hưởng ứng. Tất cả hành khách đều ngửa người ra phía sau, không nói lời nào, giống như muốn dùng tư thế nghiêm chỉnh để chứng minh mình là kẻ quang minh chính đại. Ủa, đây không phải là cái ví sao? Cô gái bán vé chợt chỉ về phía chỗ ngồi của Vương Tử Quân rồi dùng giọng kích động nói. Cô gái mất ví được cô soát vé nhắc nhở. Nàng vội vàng cúi đầu nhìn xuống chân Vương Tử Quân, đúng lúc thấy một cái ví màu cà phê ở bên dưới. Ủa, sao lại không có tiền? Cô gái cầm cái ví lên với bộ dạng kích động, nhưng sau đó lại hét lên. Đám hành khách tưởng rằng cuối cùng cũng không còn bị hiềm nghi,
không ngờ lúc này thần kinh lại căng lên, cả đám trầm mặc, cùng nhau nhìn về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân vô tình ngẩng đầu lên, vừa vặn thấy những ánh mắt điều tra và nghi vấn nhìn mình, vừa rồi hắn mơ màng đụng vào cô gái bên cạnh, bây giờ hắn lại rơi vào tình huống khó khăn, thế là thầm nghĩ. Xem ra phiền toái đến rồi. Tiền đâu, tôi xin anh, mau trả cho tôi. Cô gái kia thấy Vương Tử Quân không nói một lời, thế là chợt nhớ ra điều gì đó, dùng giọng đau khổ cầu khẩn. Vương Tử Quân đối mặt với những ánh mắt bất thiện mà thật sự có chút hối hận vì mình không nên bắt xe ngoài về nhà, để Tiểu Tào đưa về thì hay hơn. Hắn nghĩ lại mà thấy mình mềm lòng, xem ra trà trộn quan trường thì mềm lòng sẽ chẳng làm nên chuyện lớn. Vương Tử Quân lập tức không nhịn được, hắn bực bội đến đỏ mặt rồi quẫn bách nói. Tôi căn bản không cầm tiền của cô. Hừ, ví ở dưới chân anh, không phải con giận trên đầu hói sao? Còn trẻ không lo học tập mà chỉ biết đi đường ngang ngõ tắt à? Bầu không khí xã hội cũng bị loại người như anh làm cho đen tối. Một người đàn ông trung niên ngồi phía trước chợt lớn tiếng cảm khái nói. Người đàn ông này lên tiếng bênh vực kẻ yếu làm cho đám khách trên xe nhiệt tình hưởng ứng, cô gái soát vé cũng khuyên nhủ. Đại ca, mọi người kiếm tiền không dễ dàng gì, anh tranh thủ trả lại đi. Bác Tài, lái xe đến đồn công an, giao tên này cho công an, để xem còn dám mạnh miệng không. Một tên hành khách lớn tiếng đề nghị. Lúc này nước chảy đá mòn, Vương Tử Quân nhanh chóng biến thành người bị mọi người công kích. Cô gái kia càng thêm kích động, nàng giống như khóc muốn hết nước mắt. Đại ca, tôi xin anh, thứ gì đó tôi cũng không muốn, mong anh trả tiền cho tôi. Bây giờ là Tết Trung Thu, anh làm trễ nãi thời gian của mọi người, đồng thời còn hãm hại cả tôi. Vương Tử Quân nhìn trước ngó sau, hắn phát hiện ngoài người đàn ông trung niên vừa rồi mở miệng bênh vực kẻ yếu thế thì phía sau còn có một cặp tình nhân, hắn chợt nghĩ ra điều gì đó, sau đó cảm thấy quá rõ ràng. Đồng chí, cô đừng kích động, tôi đảm bảo tiền của cô sẽ không mất đi đâu được. Vương Tử Quân biểu hiện trấn định tự nhiên, cô gái mất tiền đang khóc lóc cũng không khỏi dừng lại. Tiểu tử, mày tránh được một lần không tránh được 10 năm, mau trả tiền lại cho người ta. Người đàn ông trung niên thấy cô gái kia ngừng khóc thì đột nhiên lớn tiếng quát lên với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nhìn chằm chằm vào tên đàn ông trước mặt, hắn cười lạnh ồ ồ tiếng nói. Nếu như tôi trộm tiền, tôi sẽ ném ví dưới chân mình sao? Đây không phải là giấu đầu lòi đuôi à? Vì vậy có thể nói, có thể ném ví xuống dưới chân tôi, ngoài tôi ra thì cũng có 4 người này nữa. Vương Tử Quân nói rồi chỉ người đàn ông trung niên ở phía trước, cặp tình nhân ở phía sau và cả cô gái mất tiền ở bên cạnh. Có lẽ Vương Tử Quân phân tích hợp lý nên cô gái bị mất tiền có thêm chút tín nhiệm, sau khi nghe hắn nói xong thì giật mình nhìn chằm chằm. Cặp tình nhân ở phía sau rõ ràng cũng không ngờ mình cũng là kẻ hiểm nghi, thế nên có hơi ngây ngốc, sau đó cũng không nói thêm điều gì, nhưng trong mắt cả hai có chút bất mãn. Cái gì, mày nói Trương Ngũ này là kẻ hiểm nghi? Tất cả mọi người đến đây mà xem, trong túi tôi chỉ có 60 đồng, nếu mày tìm ra được một đồng nào, nói gì tao cũng nghe theo. Người đàn ông trung niên lắp bắp kinh hãi, sau đó dùng giọng bất bình mắng lớn. Vương Tử Quân nhìn người đàn ông đang cố biểu diễn vẽ rắn thêm chân, hắn càng khẳng định phán đoán của mình. Hắn cười lạnh, sau đó nói với cô gái. Tiền có thể lấy đi nhưng có một thứ khác khó thể xóa được, đó là vân tay. Cô cứ giữ cái bóp. Chỉ cần dám định vân tay là biết ai chính là kẻ trộm. Vương Tử Quân nói xong thì trong mắt cô gái mất tiền lóe lên một tia hy vọng, nàng đưa mắt nhìn hắn, giống như nhìn thám tử hôm vậy. Nếu so với cô gái mất tiền thì tên đàn ông trung niên kia đã tỏ ra khiếp sợ, bộ dạng mơ hồ có chút tiếc hận, ánh mắt lập lòe. Xem ra kẻ trộm chính là hắn. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy, lần này hắn càng khẳng định phán đoán của mình. Ví có vân tay của kẻ cắp. Được, mau cho tôi xem rốt cuộc kẻ đó là ai. Tên đàn ông trung niên thấy sân khấu càng lúc càng lớn thì vẫn phải kiên trì vai diễn của mình, hắn vừa nói vừa đưa tay chụp cái ví trong tay cô gái. Vương Tử Quân nhìn tên đàn ông kia cố ra vẻ, hắn cười lạnh, vung tay cản bàn tay của đối phương, sau đó nói. Không cần anh nhọc lòng, sắp đến đồn công an Đông Hoàn, tôi sẽ gọi điện thoại cho bạn của tôi, để anh ấy thông báo cho đồn công an, chuyện này để cho nhân viên chuyên nghiệp đi làm thì hay hơn. Người đàn ông trung niên đối mặt với nụ cười lạnh lùng của Vương Tử Quân thì không thể nào tiếp tục bình tĩnh, hắn hô lên. Này, bác Tài, tôi đi quá chạm mất rồi, mau dừng xe, tôi muốn xuống xe. Tên này vừa lớn tiếng kêu gào thì hầu như người trên xe đã hiểu chuyện gì xảy ra,
tên tài xế càng giống như không nghe, tốc độ chạy xe càng nhanh hơn. Tên đàn ông tự xưng là Trương Ngũ quay đầu nhìn người phụ nữ trung niên cách đó không xa, hắn thật sự muốn phóng xuống xe, nhưng vài tên thanh niên bị nghi ngờ vô căn cứ ở trên xe nào dễ dàng cho đối phương bỏ chạy, thế là bọn họ nhanh chóng vây quanh hắn. Anh vừa ăn cắp vừa la làng, đúng là quá hèn hạ. Vương Tử Quân nhìn người đàn ông trung niên, vẻ mặt có chút trào phúng. Hừ, coi như mày giỏi, trả lại tiền cho nó. Tên đàn ông nói một tiếng với người phụ nữ trung niên phía bên kia. Người phụ nữ trung niên không tình nguyện lấy một xấp tiền mặt trong túi ra ném cho cô gái. Cảm ơn, thật sự cảm ơn. Cô gái kích động lớn tiếng cảm ơn Vương Tử Quân. Xe đã dừng ngay cổng đồn công an, vài tên hành khách nhiệt tình áp giải tên đàn ông và người phụ nữ đi vào trong đồn, cô gái kia là người mất của cũng vội vàng theo sau. Vương Tử Quân thấy trời đã tối, hắn sau khi xuống xe thì khẽ vươn vai. Sau đó đi về phía khu nhà tỉnh ủy ở phía sau phân khu. Chương 54, nhà số 2. Trung Châu là con đường phồn hoa nhất của thành phố Giang Thị, đây chính là khu đất vàng, mà khu nhà tỉnh ủy lại nằm trong khu vực yên tĩnh, là trung tâm của con đường Trung Châu. Một con đường với hai hàng bạch dương cao lớn hai ba người ôm chạy sâu vào hơn 300 mét, đây chính là khu nhà cho cán bộ tỉnh ủy. Tuy nói là khu nhà tỉnh ủy nhưng những người có thê vào ở đều là cán bộ trên cấp sở, đặc biệt là những khu biệt thự biệt lập có tường rào thì càng thêm thần bí. Vì thế có thể thấy phấn đấu cả đời, có thể tiến vào căn nhà số 2 trong khu vực này cũng đã là quá đủ, những lời này không biết là từ nơi nào truyền ra, nhưng lại được tất cả cán bộ thành phố Giang Thị tán thành. Nhà số 2 chính là tên gọi tắt của một căn biệt thự, những người có thể tiến vào nhà số 2 thì ít nhất phải có cấp phó bộ. Vì thế tuy có nhiều người mong muốn nhưng thật sự thực hiện được nguyện vọng vào đây ở chỉ có rải rác vài người mà thôi. Màn đêm buông xuống, những bảo vệ đứng bên ngoài khu nhà tỉnh ủy vẫn đứng thẳng tắp như trụ sắt, dù Vương Tử Quân đã qua lại chỗ này nhiều lần, thế nhưng vì không mang theo giấy thông hành nên phải gọi điện thoại vào bên trong mới được cho qua. Vương Tử Quân đi xuyên qua hàng cây cao lớn, đi đến một căn biệt thự vừa quen thuộc vừa xa lạ. Kiếp trước khi Vương Tử Quân chưa đến xã Tây Hà Tử thì ra vào căn biệt thự này rất nhiều lần, nhưng sau khi xuống xã Tây Hà Tử, sau đó đi đến thôn Yên Chi Nam, hắn chỉ đến đây một lần duy nhất. Lần đó chính là chủ nhân căn biệt thự này phải rời đi. Vì Vương gia đứng sai hàng ngũ nên nhanh chóng suy yếu, sau khi chủ nhân mất đi, tất nhiên một giáo viên như Vương Tử Quân sẽ không thể nào đến ở nơi này. Trên trời là ánh sao dày đặc, bốn phía không một tiếng động, cỏ dưới chân được cắt xén kỹ lưỡng. Ánh đèn vàng vọt chiếu xuống chân Vương Tử Quân làm cho bầu không khí càng thêm yên tĩnh giống như có thể nghe được tiếng châm rơi. Những dây cỏ màu xanh leo lên bờ tường, dưới ánh trăng có vẻ rất tươi tốt. Vương Tử Quân đi về nhà mà cảm khái, nghĩ đến những người thân luôn yêu quý mình, nhưng sau đó bọn họ đều phải mang theo tiếc nuối mà đi xa. Hắn chợt cảm thấy trái tim mình đập mạnh lên, dù thế nào thì hắn cũng sẽ không làm người nhà của mình phải tiếc nuối. Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy. Hắn nhấc chân đi vào trong căn biệt thự yên tĩnh. Anh, sao anh về muộn như vậy, làm hại em đói cồn cào cả ra. Một cô gái rất xinh xắn thấy Vương Tử Quân thì tiến lên đón chào. Tô Anh. Tình huống gặp lại người thân làm cho Tô Anh khó thể khống chế, nàng hầu như nhào đến trước mặt hắn, sau đó ôm lấy cổ hắn, nghịch ngợm lay động cơ thể. Vương Tử Quân bị hai bàn tay nhỏ bé giữ chặt cổ làm cho khó thở, thế là đưa tay gõ lên đầu cô gái rồi oán trách nói. Nhà đầu lớn tướng thế này rồi còn không biết chú ý, coi chừng không tìm được chồng. Không tìm được chồng thì ở vậy để anh nuôi chứ sao? Cô gái nở nụ cười xảo quyệt, sau đó nàng buông hai tay ra, trong miệng vẫn quấn lấy anh họ mà không chịu bỏ qua. Tô Anh là con gái một, nhỏ hơn Vương Tử Quân 4 tuổi, từ nhỏ đã luôn đi theo sau lưng hắn như một cái đuôi. Năm đó hắn vào thôn Yên Chi Nam để dạy học thì nghe nói cô nàng đã khóc lóc náo loạn ở nhà. Thậm chí còn ồn ào một trận trước mặt cô và ông nội. Anh đã về, các bác đang ở trong phòng. Một âm thanh khẽ vang lên trong cửa, khi âm thanh này vang lên, Vương Tử Hoa mặc trang phục trung sơn đã xuất hiện trước mắt Vương Tử Quân. Cũng là bộ dạng thế này, trong trí nhớ của Vương Tử Quân thì Vương Tử Hoa là như vậy, nhưng bây giờ đối phương còn trẻ và không được lưu loát, nhưng vẻ kiêu ngạo bẩm sinh vẫn không chịu thu lại. À, vài ngày không gặp. Bây giờ Tử Hoa đã có tinh thần hơn rất nhiều. Vương Tử Quân nhìn Vương Tử Hoa rồi tươi cười nói. Vương Tử Hoa đang đứng trước cửa biệt thự dùng ánh mắt bao quát nhìn anh họ Vương Tử Quân của mình, đúng lú nghe được câu nói của Vương Tử Quân, thế là chợt cảm thấy có gì đó là lạ.
anh của mình nói chuyện sao giống với giọng điệu của trưởng phòng trong đơn vị như vậy. Tô Anh ở sau lưng Vương Tử Quân hoan hô và tung tăng như chim sẻ, Vương Tử Quân đi vào bên trong dưới những câu hỏi thăm tới tấp của nàng. Lúc này trong đại sảnh có ba người đang ngồi nói chuyện, chỉ là hai người đang nói, còn một người chỉ ngồi cười nhạt. Anh rể, anh Trịnh lần này cũng đủ hiểm độc, nếu như không phải chủ tịch Tôn kéo hắn một lần. Người đang nói chính là nhị thúc của Vương Tử Quân, là Vương Giải Phóng, chính là một nhân vật đầu lĩnh trong thế hệ thứ hai của Vương gia, làm phó phòng nhân sự, dù là trong nha hay trong tỉnh thì lời nói cũng có độ nặng nhất định. Người được Vương Giải Phóng gọi là anh rể cũng không phải người ngoài, chính là bố của Tô Anh, là Tô Thuận Tân. Tuy người này mới hơn 40 nhưng đã là phó giám đốc một xí nghiệp lớn trong tỉnh, cấp bậc trong thể chế cũng là chính sứ. Hai người đều ở trong quan trường, tất nhiên chủ đề cần nói sẽ là rất nhiều, Vương Tử Quân xẹt mắt qua hai người kia, ánh mắt rơi lên người một người đàn ông yên lặng ngồi bên cạnh. Nếu so sánh với 10 năm trước thì người này vẫn bùng lên vẻ trí thức, mái tóc đã hơi bạc, trên trán cũng có dấu vết phong sương, hai mắt Vương Tử Quân không khỏi có chút ẩm ướt. Ha ha, Tử Quân đã quay lại, về nhà là tốt rồi, vừa rồi ông nội còn nhắc đến cháu. Vương Giải Phóng đã thấy Vương Tử Quân từ lúc bước vào cửa, nhưng vì không muốn cắt đứt câu chuyện của Tô Thuận Tân nên không lên tiếng, chờ đến khi Tô Thuận Tân nói xong thì lão mới cất tiếng với Vương Tử Quân. Chào nhị thúc, chào dượng. Vương Tử Quân bật cười lớn rồi xoải chân bước vào đại sảnh, khí tức tiêu sái tự nhiên làm cho Vương Giải Phóng chợt ngẩn ngơ. Lão rất quen thuộc đứa cháu ruột này của mình, dù có kế thừa gen vĩ đại của đại ca, trên người đầy học vấn thế nhưng phương diện đối nhân xử thế lại rất kém. Không ngờ mới một tháng không gặp mà lão chợt cảm thấy đứa bé kia giống như biến thành một người khác vậy. Vương Giải Phóng nhìn bộ dạng trầm ổn của Vương Tử Quân, lại nhìn vẻ thận trọng của Vương Tử Hoa, thế là không khỏi nhíu mày. Bố, con đã về. Vương Tử Quân giống như dùng tất cả dũng khí để chào bố mình, là Vương Quang Vinh. Vương Quang Vinh quay đầu nhìn con trai, sau đó dùng giọng ôn hòa nói. Đã về là tốt rồi, có đói bụng không? Đói rồi thì chúng ta dùng cơm. Đã vài chục năm trôi qua, bây giờ Vương Tử Quân gặp lại bố mình, lại được nghe giọng nói ân cần, hai mắt không khỏi cảm thấy ươn ướt. Thật sự là Tử Quân về rồi sao? Đến đây, cho cô xem có phải đã gầy đi rồi không? Một người phụ nữ trung niên hấp tấp xông vào, sau đó lại vươn tay véo mặt Vương Tử Quân. À, xem ra thức ăn nông thôn không quá tốt, Tử Quân có vẻ gầy đi nhiều. Vương Tử Quân từ nhỏ đã thường đi theo cô, bình thường cô cũng rất yêu thương hắn. Quan hệ giữa hai cô cháu rất khăng khít. Lớn như vậy rồi mà còn ồn ào thế à? Một âm thanh khá lớn, tuy có vẻ già nua nhưng lại 10 phần uy nghiêm chợt vang lên, sau đó một ông lão mặc quân trang đã hơi phai màu ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra. Tuy mái tóc ông lão đã bạc nhưng cơ thể vẫn còn khá tráng kiện, đi đứng vẫn bùng ra khí thế đặc biệt. Người này chính là chủ nhân của căn nhà số 2, là ông nội của Vương Tử Quân. Khi thấy hình bóng đã 20 năm chưa được gặp lại, Vương Tử Quân trọng sinh giống như có nhiều điều muốn nói, hắn chợt nghẹn ngào hô lên. Ông nội! À, về là tốt rồi. Ông lão nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó ngồi xuống đại sảnh rồi chỉ huy. Yêu Hồng, xuống nói với hai chị dâu, mọi người đã đến đông đủ, chúng ta ăn cơm thôi. Địa vị của ông lão dù có nhân viên công vụ hầu hạ nhưng những bữa tiệc trong gia đình vẫn do Vương Ái Hồng và hai chị dâu Triệu Tuyết Hoa là mẹ của Vương Tử Quân và nhị thẩm là Lý Thu Lệ đảm nhiệm. Làm quan đến cấp bậc thế này thì muốn có một bữa cơm đoàn viên gia đình cũng không phải dễ dàng, thức ăn đã được lục tục bưng lên, sau khi uống một ly rượu đoàn viên thì mọi người bắt đầu dùng cơm. Ông cụ trong nhà có một quy tắc, ăn cơm thì chỉ chú tâm ăn, còn chuyện gì khác thì nên để sau bữa ăn rồi nói. Vương Tử Quân ngồi bên cạnh mẹ Triệu Tuyết Hoa, ăn những món mẹ gắp vào chén, trong lòng cảm thấy ấm áp. Mẹ lúc nào cũng như vậy, cảm giác tình thân vĩnh viễn không thể nào xóa mờ. Dù có qua bao nhiêu năm tháng thì tình yêu của mẹ với con cái vẫn chưa từng thay đổi. Bộp, ông cụ đặt chén cơm xuống bàn, tỏ vẻ đã dùng cơm xong, trong Vương gia có một quy củ bất thành văn, hễ ông lão ăn xong thì mọi người cũng phải buông bát đũa. Cũng vì thói quen này mà đến bây giờ đám con cháu như Vương Tử Quân dùng cơm ở nhà thật sự là gió cuốn mây tan, như sói như hổ, mỗi lần ăn thì giống như có chiến tranh vậy. Vương Tử Quân lúc này đối diện với một cái đùi gà đang gặm dở. Còn hơn phân nửa chưa bỏ vào bụng, hắn nhìn mọi người đặt chén xuống mà chợt nói. Ông nội, cháu đi xe cả ngày, bụng đói lả, ông xem có thể cho cháu chút thời gian nữa không? Thấy Vương Tử Quân dám nói thẳng với ông,
ai cũng ngây cả người, trong trí nhớ của bọn họ thì Vương Tử Quân trước nay luôn nhẫn nhịn chịu đựng, nào có mạo phạm với ông. Hôm nay là sao vậy? Ông cụ dùng ánh mắt yêu thương nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, sau đó gật đầu nói. Ăn đi, ép việc chứ không ép ăn, chưa no thì tiếp tục ăn, không cần theo tôi. Chương 55, có triển vọng mới có phát triển. Vương Tử Quân tiếp tục ăn uống, những người khác thì mắt lớn mắt nhỏ nhìn ông cụ, tuy ông cụ đã lên tiếng nhưng cũng không ai dám tùy tiện làm theo. Tô Anh lén giơ ngón tay cái lên với Vương Tử Quân, coi như tỏ ra tôn kính người anh dám khiêu chiến quyền uy của ông nội. Ông cụ nhìn bộ dạng ăn như sói như hổ, và hết cơm vào miệng của Vương Tử Quân, trên mặt không khỏi lộ ra chút vui vẻ. Không biết ông lão cười vì con cháu ăn mạnh, hay vì biểu hiện gan dạ sáng suốt của cháu. Báo cáo ông nội, Vương Tử Quân đã ăn xong. Vương Tử Quân vừa rồi khỏi bàn ăn thì nghiêm người nghịch ngợm kính lễ với ông cụ. Những người trong nhà đều nở nụ cười, ông nội cũng cười, Vương Quang Vinh ở bên cạnh lại nhíu mày. Lão thầm nghĩ, con mình làm sao vậy? Mới đi đến xã Tây Hà Tử được một tháng mà đã từ một thư sinh nho nhã thành một tên người giỏi mồm mép sao? Nhưng lão thấy nụ cười vui vẻ của ông cụ, cũng chỉ có thể đem chút buồn bực như vậy nén xuống đáy lòng. Vương Ái Hồng và hai chị dâu nhanh nhẹn dọn sạch bàn, sau đó cắt dưa hấu thành những miếng vừa phải, dọn lên bàn và đặt cả tăm bên cạnh, đồng thời cũng pha một bình trà thơm. Bố xem, con thiếu chút nữa thì quên, chủ tịch tỉnh có nói ngày mai sẽ đến thăm bố. Vương Giải Phóng cẩn thận nói với ông cụ. Ba chữ chủ tịch tỉnh rơi vào trong tai làm cho Vương Tử Quân nhíu mày, kiếp trước cũng vì vị chủ tịch tôn kia thất bại mà làm cho Vương gia lụi bại sau khi ông cụ qua đời. Có một lần Vương Giải Phóng bệnh nặng, Vương Tử Quân đến thăm, không ngờ lúc này Vương Giải Phóng lại mở miệng mắng chủ tịch tôn, người mà trước đó lão luôn xem như đấng cứu thế. Ông cụ gật đầu, không nói gì, năm xưa khi lão còn tại vị thì chủ tịch tôn còn đang trên đường phát triển, tình huống bây giờ đã biến đổi. Địa vị hai bên thật sự có biến hóa không nhỏ. Thấy ông cụ không nói gì thì Vương Giải Phóng có hơi cau mày, trong lòng có chút thất vọng, cũng không dám nói lời dị nghị với ông cụ. Bí thư Lâm vẫn khỏe chứ? Ông cụ trầm ngâm một lát rồi đột nhiên lên tiếng. Bí thư Lâm vẫn khỏe. Vương Giải Phóng nói, khóe miệng có chút khinh thường, hắn là tâm phúc của chủ tịch tỉnh, hơn nữa có lực ảnh hưởng của ông cụ, tất nhiên hắn sẽ có tiền vốn để kiêu ngạo. Vương Giải Phóng nói như nước chảy mây trôi, nhưng Vương Tử Quân biết vị bí thư Lâm kia không những hậu trường mạnh mẽ, bản thân còn là người thủ đoạn cao siêu. Chủ tịch Tôn là người phát triển nhiều năm nhưng vẫn phải ảm đạm xuống đài dưới tay bí thư Lâm, tất nhiên cái này cũng có liên quan lớn đến nguyên nhân đám thủ hạ của chủ tịch Tôn không được sạch sẽ cho lắm. Vương Tử Quân nghĩ đến tình huống bí thư Lâm sau này thăng chức rất nhanh, hắn dù muốn để gia tộc hưng thịnh, không thể cứ dùng ngoại lực. Nhưng dù sao thì việc nắm bắt những tư chất như vậy sẽ rất có lợi cho sự phát triển sau này. Vương Tử Quân nghĩ đến bí thư Lâm mà không khỏi nghĩ đến kế hoạch mình vạch ra trước đó, thế cho nên có hơi thất thần. Tử Hoa, nói với ông nội của con đi, nói con đang công tác ở văn phòng khối chính quyền tỉnh. Vương Giải Phóng thấy ông cụ phản ứng lãnh đạm thì lập tức nói lảng sang chuyện khác, tranh thủ thời gian nhắc nhở đứa con bên cạnh. Vương Tử Hoa năm nay vừa tốt nghiệp đại học. Được Vương Giải Phóng sắp xếp vào văn phòng khối chính quyền tỉnh. Trong nhà có người làm quan, hơn nữa còn có Vương gia là cây đại thụ che chở, đồng thời bản thân Vương Tử Hoa cũng là người giỏi nhìn mặt nói chuyện, có giãn tốt, thế nên cũng phát triển khá mạnh. Nhưng Vương Tử Hoa đứng trước mặt ông nội lại rất thận trọng, hắn thấy bố mình liếc mắt thì vội vàng đứng lên dùng giọng cung kính nói. Ông nội, một tháng qua cháu công tác trong văn phòng khối chính quyền tỉnh, chủ yếu là học tập, đồng thời cũng làm vài công tác. Vừa làm vừa học. Vài ngày trước cháu được Phó Phòng Lý thông báo khen ngợi, anh ấy nói gần đây sẽ phân trọng trách cho cháu, để cháu tạm thời làm một phó khoa, chủ trì công tác. Vương Tử Hoa giống như có chuẩn bị, theo như Tô Anh suy đoán, có lẽ phần báo cáo kia đã được Vương Tử Hoa luyện tập ở nhà không biết bao nhiêu lần. Vương Giải Phóng nghe thấy con trai báo cáo thì nụ cười trên mặt càng sáng lạn, càng thêm đắc ý với những biểu hiện của con mình. Dù thành tích của con chủ yếu là dựa vào Vương gia, nhưng dù sao cũng có chút cố gắng của bản thân chứ. Bố, Tử Hoa từ nhỏ đã thông minh, lại an tâm chịu khó, chủ tịch Tôn nói để nó rèn luyện thêm một thời gian, sẽ điều lên làm thư ký. Vương Giải Phóng vung tay lên ném ra một quả bom. Thư ký của chủ tịch tỉnh, hi hi, Tử Hoa xem như tương lai vô hạn. Tô Thuận Tân lại nói ra một lời rất sinh động. Hừ, làm thư ký cho chủ tịch Tôn sao? Nó còn non lắm, nên nhớ kỹ một câu, dục tốc bất đạt.
dù là cái gì thì cũng phải đi trên con đường thực tế, đi từng bước để lại dấu chân của mình, phải dựa vào năng lực của bản thân. Khi Vương Tử Hoa còn đang thỏa thuê mãn nguyện thì ông cụ chợt dùng giọng không vui nói. Lời nói của ông cụ giống như một chậu nước lạnh dội lên đầu Vương Giải Phóng, dù lão rất mất hứng nhưng cũng không dám phản đối, môi mấp máy nhưng không nói gì. Lão chỉ cố gắng bày ra nụ cười khô cứng, sau đó mới cẩn thận nói. Bố dạy bảo rất đúng, con xin khắc ghi. À, thế này đi, cậu chào hỏi cho khối văn phòng tỉnh, nó là một sinh viên mới ra trường, cho chủ trì công tác thì lấy gì phục chúng. Cấp phó khoa thì nhận được, vì Tử Hoa còn phải học tập, nó còn phải trả giá nhiều, khi chính thức dung nhập vào công tác sẽ cho xuống cơ sở rèn luyện, như vậy mới học được những công tác chân thật, mới sống yên ổn, mới có tương lai hứa hẹn. Ông cụ phất tay rồi lạnh mặt nói. Vương Tử Hoa bị ông nội nói cho xấu hổ vô cùng, gương mặt đỏ bừng như một đứa bé làm sai, hận không thể tìm lỗ chui vào. Vì ông cụ lên tiếng nên những người còn lại cũng tỏ ra xấu hổ, không biết nói gì cho phải. Vương Tử Quân nhìn gương mặt buồn rầu của nhị thúc mà thầm nghĩ, dù nhị thúc khôn khéo nhưng đặt lên những chuyện đại sự thì vẫn chỉ vì cái trước mắt, nuông chiều sinh hư. Hắn thấy ông cụ phê bình Vương Tử Hoa thực tế chính là bảo vệ con cháu, Vương Tử Hoa vừa mới đến đơn vị công tác, bây giờ nếu được thăng chức thì quá nóng vội rồi. Tử Quân, cháu đã xuống xã công tác được hơn một tháng, cháu nói rõ tình huống công tác cho ông nghe xem nào. Vương Giải Phóng lạnh mặt nhìn Vương Tử Quân, vẻ mặt khẽ động, sau đó nói. Vương Giải Phóng lên tiếng thì Vương Tử Quân hiểu ngay, nhị thúc tuy có ý tốt nhưng cũng muốn so sánh. Nhị đệ, thôi đi, Tử Quân mới đến xã Tây Hà Tử được một tháng, có gì để nói chứ? Khi Vương Tử Quân trầm ngâm chuẩn bị lên tiếng thì Vương Quang Vinh chợt mở miệng nói. Vương Tử Quân quay đầu nhìn bố, dưới tình huống bình thường, khi nói đến chuyện liên quan đến quan trường thì bố mình thường không chen vào, bây giờ cắt ngang lời em trai, rõ ràng muốn giải vây cho con trai. Này, đại ca, dù tốt xấu thế nào thì nói với bố cũng tốt cả thôi. Nếu Tử Quân xuống cơ sở bị người ta ức hiếp, như vậy em cũng không đồng ý. Tử Quân, cháu hãy nói mình triển khai mở rộng công tác ở dưới xã cho ông nội nghe đi. Vương Quang Vinh dù là đại ca nhưng vì không có địa vị chính trị mà Vương Giải Phóng lại là phó phòng nhân sự tỉnh, thế cho nên Vương Giải Phóng căn bản không xem nặng lời nói của anh mình. Vương Quang Vinh đối mặt với xu thế ép sát của em trai, vẻ mặt không khỏi biến đổi, lập tức chuẩn bị sẵn sàng, dù để ông cụ mắng cũng không muốn làm con trai khó xử. Lão cũng không muốn con trai trở tay không kịp, con mình mới xuống xã một tháng, còn chưa quen thuộc tình huống, có gì để triển khai mở rộng công tác. Nhị ca, bình thường ai cũng bề bộn, hôm nay khó có cơ hội gặp mặt, đừng trò chuyện công tác làm gì. Vương Ái Hồng thấy hai anh đang tranh chấp thì chạy ra hòa giải. Ông cụ thấy hai con đối thoại với nhau thì nhắm mắt lại, lúc này nghe Vương Ái Hồng nhắc nhở thì chuẩn bị mở miệng nói. Vương Tử Quân nãy giờ luôn xem xét vẻ mặt của ông nội, đúng lúc này hắn mở miệng nói. Ông nội, một tháng qua việc cháu muốn làm nhất chính là về xin lỗi ông. Trước đó ông cho cháu xuống xã, cháu cực kỳ bức bối. Đầy bụng bực tức, nhưng đến khi cháu chính thức tiến vào trong công tác, cháu mới hiểu tâm ý của ông, mà ông cũng đặt cháu xuống đúng chỗ. Ông cụ gật đầu liên tiếp có vẻ kích động, hai mắt híp lại, bên trong ẩn giấu nhiều ý nghĩa. Vương Tử Quân cũng đã sớm cảm thấy mắt ươn ướt, hắn trọng sinh, một lời xin lỗi của đứa cháu bất hiếu với ông nội cũng xem như tới quá muộn. Vương Tử Quân nhìn thẳng vào ông nội, hắn tiếp tục dùng giọng đâu ra đấy để báo cáo. Xã Tây Hà Tử phần lớn là đồng bằng. Ngoài thôn Hồng Lĩnh có một dãy núi, phần lớn các thôn còn lại đều là. Những ngày qua Vương Tử Quân hầu như chạy khắp xã Tây Hà Tử, cũng xem qua không ít tài liệu về xã. Lúc này dù hắn chỉ giới thiệu đại khái tình hình CSNG nhưng lơ đãng bùng phát ra ý chí của mình. Vương Giải Phóng nhìn Vương Tử Quân ung dung chậm rãi mở miệng nói mà không khỏi ngây người, lão cũng hiểu lúc này đứng trước mặt mình không còn là một tiểu bối trong gia tộc, mà đã là một điển hình của quan trường. Một bí thư đảng ủy đang bày mưu nghĩ kế phát triển một phương. Chương 56, chịu khó làm việc mới có thể thành công. Nếu so sánh ra thì tình huống Vương Tử Hoa báo cáo không cùng một cấp với Vương Tử Quân, Vương Tử Hoa còn đang học tập công tác thì Vương Tử Quân đã xâm nhập vào cơ sở, đã nhập vai dưới xã, đã thực hiện công tác theo ý mình. Chênh lệch là quá lớn, vì vậy khi Vương Tử Quân báo cáo xong thì cả nhà đều trầm mặc, ai cũng bừng tỉnh. Ông cụ phái đứa cháu được mình coi trọng nhất xuống một xã hẻo lánh, xem ra là có nguyên nhân. Một tháng này Tử Quân có biến hóa rất lớn, mạnh hơn ở trong trường đại học rất nhiều,
nếu chỉ có tố chất của một cán bộ văn phòng thì mãi mãi không được. Quyền thế áp chế mạnh mẽ sẽ khó thể nào phát triển, những trò mèo dưới cơ sở mới làm người ta khôn lên, chỉ có cho xuống cơ sở, xuống địa phương gian khó, đi vào trong quần chúng, chịu mưa chịu nắng, từng trải sự đời, chịu đựng gian khổ thì mới tích lũy được kinh nghiệm, tăng cao tố chất, phát triển tài cán. Ông cụ gần đây mở lời thường trách móc nặng nề các thành viên trong nhà, đừng nói là một đứa cháu như Vương Tử Quân, dù là Vương Giải Phóng được xem là kẻ nối nghiệp Vương gia thì xưa nay cũng không nhận được lời hay ý đẹp. Không ngờ hôm nay ông cụ lại không tiếc lời khen ngợi Vương Tử Quân, thái độ của ông cụ thật sự làm cho mọi người giật mình líu lưỡi. Ông cụ tán thưởng Vương Tử Quân xong thì nói tiếp. Tôi hỏi cậu, làm một vị bí thư đảng ủy xã, cậu muốn khống chế toàn cục, quan trọng nhất là gì? Ông nội đột nhiên đặt câu hỏi, Vương Tử Quân không khỏi cảm thấy bất ngờ, vấn đề này thật sự cũng là thứ làm hắn suy tư rất nhiều lần nhưng vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời rõ ràng. Những gì hắn gặp phải trong một tháng công tác vừa qua, thật sự làm cho hắn luôn vò đầu suy nghĩ cẩn thận. Công tác, phát triển, rất nhiều ý nghĩ bùng ra trong đầu, sau đó lại bị phủ quyết, đúng lúc hình ảnh Triệu Tứ Dược chợt xuất hiện trong lòng Vương Tử Quân. Là con người, Vương Tử Quân nói ra bằng giọng chém đinh chặt sắt, rất có khí phách. Một câu nói đơn giản của Vương Tử Quân đã làm cho ông cụ cười lớn khoan khoái một lúc lâu, thật sự đã lâu rồi chưa thấy ông cụ vui vẻ như vậy. Vương Tử Quân thấy ông nội vui vẻ thì cũng thấy ấm áp. Cũng thấy được ủng hộ. Cũng không còn sớm nữa, ngài nên đi nghỉ ngơi. Khi bác sĩ bảo vệ sức khỏe cho ông cụ đi vào, ông cụ phất tay chưa thỏa mãn nói. Tử Quân, cháu không làm ông thất vọng, hôm nay bàn đến đây thôi, ngày mai cháu đến phòng làm việc của ông, hai ông cháu tâm sự. Ông cụ đứng lên dùng ánh mắt hớn hở nhìn Vương Tử Quân, ánh mắt ông cụ thật sự rất nóng, giống như thấy được thứ gì đó rất tốt. Vương Tử Quân bưng ly trà của ông nội đi theo vị bác sĩ kia. Đám người trong phòng nhìn những hành động trưởng thành của Vương Tử Quân, không khỏi cảm thấy kinh ngạc, nghi hoặc và rung động. Đại ca, em tiễn anh về nhé. Vương Giải Phóng ngồi lên xe của mình rồi nói với Vương Quang Vinh. Không cần, nhị đệ, cậu cứ về trước, tôi cũng ở không xa, đi bộ là được. Vương Quang Vinh lên tiếng từ chối. Vương Giải Phóng thấy anh trai cố chấp như vậy cũng không nói nhiều, hắn gật đầu, chiếc xe màu đen chạy đi như gió. Vương Tử Quân đứng bên cạnh bố mình, hắn nhờ vào ánh trăng mà thấy trên gương mặt bố có chút gì đó không cam lòng. Người đến tuổi trung niên nếu không thực hiện được chí lớn trong lòng thì sẽ sinh ra cảm giác tang thương, kiếp trước Vương Tử Quân cũng từng là một người trung niên, hắn rất hiểu tâm tính của bố vào lúc này. Năm xưa sau khi bị hãm hại thì hắn rất chán trường, thậm chí còn sinh ra cảm giác vò mè lại sức, nhưng khi thấy đám bạn từ nhỏ ai cũng phát đạt, hắn thầm cảm thấy không cam lòng. Nếu nói người vui vẻ nhất hôm nay thì chính là Triệu Tuyết Hoa, trong Vương gia thì quan hệ là hòa hợp khó có được, nhưng dù sao cũng có những lời khó nói, có vài vấn đề cũng luôn phân cao thấp. Sau khi Vương Giải Phóng tiến lên làm một vị phó phòng nhân sự quyền cao chức trọng thì Triệu Tuyết Hoa còn chưa có tâm tư này. Chỉ là sau khi Vương Tử Hoa tốt nghiệp vào công tác ở văn phòng khối chính quyền tỉnh, ông cụ lại kéo Tử Quân từ trong trường đại học ném xuống xã, điều này làm cho bà cảm thấy không vui. Nhưng trong Vương gia thì ông cụ sắp xếp thế nào thì bà cũng không được phép lên tiếng. Chuyện kia đã tạo nên vết sẹo trong lòng Triệu Tuyết Hoa, hôm nay đứa con có biểu hiện ngoài ý muốn càng làm cho bà hãnh diện và vui vẻ, những hậm hực trong lòng cũng tan biến đi rất nhiều. Cả nhà ba người đi dưới ánh trăng mà vui vẻ trò chuyện, Triệu Tuyết Hoa xuất thân là y tá không ngừng hỏi con về các vấn đề cuộc sống, sợ con gặp phải uất ức ở xã Tây Hà Tử. Mẹ, cuộc sống ở nông thôn rất tốt. Mẹ từng nghe nói ở nông thôn có bốn câu, giao thông cơ bản là thích đi thì đi, thông tin cơ bản là gạo giống, chị ăn cơ bản là chó sủa, sưởi ấm cơ bản là run. Nhưng mẹ đừng quên con trai của mẹ là bí thư đảng ủy, dù con không cẩn thận mà khẽ ho một tiếng cũng có người của trạm y tế xã đến kiểm tra. Thấy mẹ tỏ ra sốt ruột thì Vương Tử Quân tranh thủ an ủi. Vương Tử Quân cũng là nói thật, có một buổi sáng điểm danh, trước lúc ra khỏi phòng hắn đại khái là uống một ngụm nước nóng và có hơi bỏng miệng. Thế là nước mắt nước mũi cũng phải trào ra. Kết quả là tên cao mập trạm trưởng trạm y tế xã phải vội vàng chạy đến, nói rằng dù trình độ y tế ở nông thôn có lạc hậu cũng sẽ cố gắng đảm bảo cho bí thư có được một sức khỏe tốt. Hừ, đứa bé này còn dám gạt mẹ, con quên mẹ đang làm gì sao? Triệu Tuyết Hoa dùng ánh mắt yêu thương nhìn con trai, quần áo đường hoàng, gương mặt vui vẻ khoan khoái, chỉ là biểu hiện trưởng thành cơ trí và khôn khéo giỏi giang vừa rồi đã không còn.
lúc này nghịch ngợm như một đứa bé, thế là không kìm lòng được mà vỗ đầu con trai rồi nói cười vui vẻ. Tử Quân, quản lý một xã cũng không dễ dàng, con nên lưu tâm nhiều hơn. Vương Quang Vinh thấy hai mẹ con vui cười hớn hở thì không khỏi nhắc nhở một câu. Tuy chưa từng đi trên quan trường, thế nhưng Vương Quang Vinh dù sao cũng là con cả vương gia, mưa dầm thấm lâu, cũng hiểu được khá nhiều. Lão nghĩ rằng con trai của mình tuy là lãnh đạo một xã, thế nhưng có thể nắm được toàn cục hay không cũng là vấn đề. Con nhớ rồi. Vương Tử Quân khẽ gật đầu, hắn có chút trầm ngâm, thế là quyết định thừa cơ hội vào lú này để thám thính tâm ý của bố mình. Bố, trước mắt luôn cường điệu sử dụng cán bộ tuổi trẻ, tri thức hóa, chuyên nghiệp hóa, bố có ý kiến gì không? Vương Tử Quân vừa lên tiếng thì bước chân của Vương Quang Vinh cũng chậm lại, rõ ràng lão cũng không phải hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Có hy vọng, xem ra bố mình bây giờ cũng không phải chỉ tập trung tinh thần nghiên cứu học vấn. Vương Tử Quân lập tức tỏ ra vui sướng, sau đó nói tiếp. Nghe nói chú Tôn cũng hưởng ứng lời hiệu triệu, đến quận An Âm trở thành phó chuyên viên cơ quan hành chính. Ừ, đi nửa tháng. Vương Quang Vinh khôi phục lại bình thường trong nháy mắt, nhưng Vương Tử Quân cũng có thể đoán được mạch nước ngầm trong lòng bố mình đang cuộn chảy. Vương Quang Vinh thân là một người nghiên cứu lý luận hành chính, tràn đầy học vấn, ngoài những quyển sách ra thì luôn đứng trong trường đại học. Những năm nay nhìn người chung quanh đổi nghề thì lão cũng có chút sục dịch, chưa nói đến vấn đề Tề gia trị quốc bình thiên hạ, nhưng muốn dùng tri thức vào những mục đích hiện thực cũng không phải giả. Anh Tôn cũng thật là, nói đi là đi, làm hại tiểu yến tử, cũng chỉ có thể theo đến quận An Âm. Triệu Tuyết Hoa dùng giọng không nhanh không chậm và có chút oán hận nói. Thấy mẹ nhắc đến Tiểu Yến Tử thì Vương Tử Quân khẽ cười, Tiểu Yến Tử là con của chú Tôn, vì hai nhà gần nhau, Vương Tử Quân thường không có mặt ở nhà, thế cho nên mẹ phát huy tâm tính của người mẹ với Tôn Hiểu Yến rất tinh tế. Bây giờ Tôn Hiểu Yến phải rời đi nơi khác, tất nhiên bà sẽ không thoải mái. Vương Tử Quân ôm vai mẹ mình rồi tiếp tục nói với bố. Bố, nếu có cơ hội thì bố cứ mở kế hoạch, cứ phát triển là được rồi. Vương Quang Vinh chợt dừng lại. Lão nhìn con bằng ánh mắt ngưng trọng, thế nhưng một lúc lâu sau cũng không nói gì. Vương Tử Quân cũng không nhụt chí vì bố không trả lời, hắn đã hạ quyết tâm muốn thay đổi vận mệnh của gia tộc, tất nhiên hắn sẽ không thể làm cho những gì mình tỉ mỉ bày ra gặp thất bại. Hắn nhìn bố mình đang sải bước phía trước mà đột nhiên nói. Bố, con nghe nói Bí Thư Lâm muốn mời bố làm phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy phải không? Vương Quang Vinh đang đi chậm rãi, nghe thấy vậy thì dừng lại trước mặt vợ con. Đúng là như vậy sao? Quang Vinh, sao không nghe anh nói về điều này? Phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy cũng có cấp bậc không kém gì chức phó phòng tổ chức của nhị thúc đâu. Triệu Tuyết Hoa lắp bắp kinh hãi nói. Chồng sướng vợ họa, chồng phú vợ vinh, ở gia tộc chính trị cũng là như vậy. Tuy Vương gia chỉ là một gia tộc chính trị ở phương diện địa phương, nhưng vì chịu ảnh hưởng của vài ngàn năm văn hóa, trong lòng Triệu Tuyết Hoa cũng nghĩ như vậy. Làm sao con biết được? Vương Quang Vinh dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Vương Tử Quân, sau đó khẽ hỏi. Mình làm sao biết được, tất nhiên là vài chục năm sau bố nói cho con biết. Nhưng Vương Tử Quân cũng không thể nói ra những lời như vậy được. Trên đời này không có bức tường nào chắn hết gió, con của bố đang ở trong thể chế, tất nhiên cũng biết. Vương Tử Quân quyết định lên tiếng lừa gạt ở phương diện mẫn cảm này. Vương Quang Vinh chỉ trầm mặc và hút thuốc rất mạnh. Con cảm thấy bố nên nhận chức phó thư ký trưởng kia sao? Một lúc lâu sau Vương Quang Vinh mới khẽ hỏi. Đúng vậy, trong quan trường cũng không phải là chướng khí mù mịt, chủ lưu là tốt, hơn nữa xanh thì xanh mà đỏ thì đỏ, còn có rất nhiều người không nhuốm bùn. Bố có quan hệ, có năng lực, còn có tâm tình vì dân, như vậy cần phải đi làm chút chuyện thực chất, có khả năng thì có thể làm việc, chịu khó thì thành công, dù sao thì cũng mạnh mẽ hơn trước đó rất nhiều. Vương Quang Vinh cảm thấy cơ thể hơi run lên, lão hít vào một hơi thật sâu. Vương Tử Quân cung không tiếp tục lên tiếng, chỉ nhìn về phía bố mình. Thuốc dần cháy ngắn lại, cuối cùng cũng lụi tàn dưới ánh trăng. Nhưng bố đã từ chối. Vương Quang Vinh trầm ngâm một lúc, cuối cùng trầm giọng nói. Chương 57, nếu lên triều sẽ chết, có trốn cũng khó sống yên. Bố đã thương lượng với nhị thúc của con, cậu ấy nói. Bí Thư Lâm có mâu thuẫn với Chủ tịch Tôn, nói bố từ chối. Sau khi nghe xong lời giải thích của bố thì tâm tình của Vương Tử Quân chợt đình trệ, cũng không đến mức quá trầm trọng. Hắn suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng mới phát hiện ra một con đường để gia tộc thoát khỏi khốn cảnh, không ngờ lại bị nhị thúc phá nát.
Vương Tử Quân có chút buồn bực vô cớ, lúc này cả nhà ba người cũng không còn hứng thú nói chuyện, trên đường chỉ còn những âm thanh bước đi loẹt xoẹt. Vì Vương Quang Vinh và Vương Giải Phóng chọn hai con đường khác biệt, thế nên hai anh em đã mất đi tính khăng khít như xưa. Vương Tử Quân thầm oán hận nhị thúc một câu, rõ ràng dám làm cho tương lai của đại ca bị trễ nãi, vậy mà luôn mở miệng nói rằng suy nghĩ cho gia tộc, ông đúng là ích kỷ. Rõ ràng là nhị thúc của hắn có chút thế tục, có chút lợi thế, thậm chí còn có chút dối trá. Vương Tử Quân thầm cười lạnh, nhưng việc đến nước này hắn cũng không làm gì được. Dù hắn trọng sinh, đồng thời vận tác một chút cũng không phải không kiếm được cơ hội cho bố mình, nhưng có vài tổn thất khó thể đền bù, đó chính là bố mình từ chối, ít nhất làm cho Vương gia mất đi cơ hội đứng thành hàng, một cơ hội đứng bên cạnh Bí Thư Lâm. Vô tình ba người đã về đến nhà, lúc này đã 10 giờ tối, ký túc xá sinh viên trong trường Đại học Trung Châu đã tắt đèn ngủ, trong sân trường vẫn còn vài người đi lại. Vương Tử Quân rất có cảm tình với trường đại học này, chẳng những từ nhỏ hắn lớn lên từ đây, hơn nữa sau khi tốt nghiệp thì nhận công tác đầu tiên ở chỗ này. Vương Tử Quân về đến nhà vài thoải mái đi vào tắm nước nóng, sau đó về gian phòng của mình. Hơn 20 năm trôi qua, bây giờ Vương Tử Quân lại quay về gian phòng của mình, hắn chui vào trong chăn, một mùi hương thơm quen thuộc bùng vào mũi. Hắn dùng sức hít vào trong phổi, giống như muốn mùi hương này luôn nằm trong lòng mình, thậm chí còn sinh ra cảm giác muốn hét lên. Hắn nằm trên chiếc giường quen thuộc, thật sự không thể nào ngủ ngay được. Chẳng lẽ chuyện này cứ như vậy sao? Chính mình trọng sinh lại mà không thể nào thay đổi sự thật là gia tộc đã suy yếu sao? Dù Vương Tử Quân có đủ tự tin với năng lực của mình, nhưng hắn vẫn hiểu lưng dựa vào đại thụ thì sẽ phải đón gió, cho dù lực ảnh hưởng của gia tộc bây giờ chỉ là một phần trong tỉnh, nhưng chỉ cần có một gia tộc khác đứng sau lưng, như vậy trên con đường phát triển của mình sẽ luôn phải đề phòng có kẻ đưa tay đẩy vào lúc mấu chốt. Dù ông nội đã về hưu, nhưng dù sao vẫn công tác trong tỉnh Chiết Giang nhiều năm, cũng có lực ảnh hưởng nhất định. Đây cũng là nguyên nhân mà với năng lượng của nhị thúc là có thể được chủ tịch tôn trọng dụng. Mà Bí Thư Lâm muốn bổ nhiệm bố Vương Tử Quân làm phó thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, tâm tư của Bí Thư Lâm chỉ sợ cũng không kém gì chủ tịch tôn. Chuyện như vậy còn khả năng vãn hồi không? Có cơ hội nữa không? Một người đã nói rồi, sao có thể muối mặt đi thu lại lời đã nói? Mà ông nội bây giờ chính là một lựa chọn tốt nhất, nhưng ông lão đã nói, mình đã về hưu, sẽ không hỏi đến chuyện chính trị. Nếu muốn để ông ra tay thì hầu như là không thể. Vương Tử Quân dù biết rõ xu thế phát triển trong tương lai nhưng cũng không thể nào chạy đến trước mặt ông nội và nói thế này được. Ông nội, vì tương lai của Vương gia, ông hãy ra tay một lần, ai bảo cháu biết rõ tương lai, biết những gì xảy ra sau 20 năm nữa. Vương Tử Quân trằn trọc một lúc lâu và dứt khoát ngồi dậy đốt thuốc nghiêng đầu rồi lại nằm xuống. Hắn híp mắt, cố gắng tìm kiếm trong ký ức còn sót lại, hy vọng có thể tìm ra một chiến lược có thể áp dụng. Tử Quân, uống đi. Mẹ bưng vào một chén canh, là món canh hạt sen mà Vương Tử Quân rất thích. Mẹ, con không đói, lúc này cũng không còn sớm, mẹ tranh thủ đi nghỉ đi. Triệu Tuyết Hoa khẽ nhíu mày, bà mở cửa sổ cho không khí thông thoáng, sau đó nhét chén canh vào tay Vương Tử Quân. Hắn đành phải nhận lấy chén canh, dùng muỗng múc canh vào miệng, cảm thấy hương vị rất tinh khiết, tất cả ngậm vào miệng như tan ra, trong lòng cảm thấy ấm áp. Những con đường khác đều không thông, chỉ có thể là chính mình đi thử mà thôi, đây không phải là xúc động nhất thời, cũng không phải là nóng đầu làm loạn, Vương Tử Quân cũng không muốn nhiều năm sau lại tiếc nuối, gia tộc họ Vương đã từng có vinh hoa của riêng mình, cũng vì hắn buông tay mà thôi. Vương Tử Quân chợt có ý nghĩ mới, hắn thầm hạ quyết tâm, nếu lên triều sẽ chết thì có trốn cũng khó được sống yên, dù sao thì việc cũng đến nước này, có thể xấu đi đến mức nào được nữa. Tối hôm nay thật sự khó chìm vào giấc ngủ. Đến khi Vương Tử Quân mở to mắt thức dậy thì trời đã sáng tỏ. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ, đã 8 giờ, hắn sửa sang lại một phen, nhìn mình trong gương, tướng mạo vẫn đường đường hiên ngang, thế là không khỏi nở nụ cười. Bữa sáng phong phú như thường lệ, Vương Tử Quân ăn uống như hổ như sói, điều này làm cho Triệu Tuyết Hoa ở bên cạnh lên tiếng oán trách. Đứa bé này, tranh thủ thời gian uống ly nước, kẻo bị nghẹn. Vương Tử Quân nở nụ cười hối lỗi với mẹ. Sau đó nói rõ mình ra ngoài có chút chuyện rồi rời khỏi bàn ăn. Lúc này là Tết Trung Thu, hơn nữa lại là Chủ Nhật, thế nên trong thao trường cũng có không ít sinh viên chơi bóng rổ, thỉnh thoảng vang lên tiếng ủng hộ, làm cho sân trường có thêm vài phần sức sống. Vương Tử Quân đi dạo trên đường dưới bóng cây trong trường, tâm tình cũng nhanh chóng tốt lên, hắn đã cho ra quyết định.
Một lúc sau Vương Tử Quân đi đến khu nhà tỉnh ủy, hắn muốn tìm vận may, để xem Bí Thư Lâm có ở nhà không. Nếu đi đến văn phòng tỉnh ủy tìm gặp trực tiếp, sẽ không hiệu quả bằng gặp mặt ở nhà. Nhà của Bí Thư Lâm cũng không cách xa nhà của ông nội Vương Tử Quân, những nhân viên canh phòng chỗ này cũng không quá phức tạp, Vương Tử Quân lấy danh nghĩa vào thăm ông nội thì thuận lợi tiến vào trong khu nhà tỉnh ủy. Nhà của Bí Thư Lâm và nhà của ông nội Vương Tử Quân có kiểu cách khá giống nhau, đều là xây dựng cùng một thời đại. Khi Vương Tử Quân đi đến trước cổng nhà của vị cán bộ lãnh đạo đứng đầu tỉnh Chiết Giang thì phát hiện cửa nhà đóng lại, trong sân vang lên vài tiếng ho khẽ. Vương Tử Quân khẽ gõ cửa, sau đó lẳng lặng chờ đợi. Chào anh, có chuyện gì sao? Một cô gái cao giáo xinh đẹp đi ra nhìn Vương Tử Quân rồi khách khí hỏi. Cô gái rất xinh đẹp, ánh mắt trong suốt như nước suối, toàn thân sạch sẽ, cảm giác xinh đẹp thanh tú và trầm tĩnh của nàng giống như là thứ gì đó có sẵn, là bẩm sinh. Vương Tử Quân thoáng có chút tự ti mặc cảm giác hài lòng vì trường kỳ sinh hoạt trong gia tộc giàu có biến mất không còn tăm hơi. À, Bí Thư Lâm có ở nhà không? Cô bé kia mở miệng, răng đều như bắp, nàng dùng giọng trong trẻo nói. Bố của tôi nói hôm nay không tiếp khách. Một thời gian sau này Vương Tử Quân vẫn nhớ đến tình cảnh đến nhà tìm gặp Bí Thư Lâm, không khỏi cảm thấy trong lòng có chút ê ẩm và ngọt ngào. Chương 58, mặc kệ anh tin hay không, dù sao thì tôi cũng tin. Cô gái kia vừa nói như vậy thì Vương Tử Quân thầm vui mừng, không tiếp khách. Chẳng phải nói rõ Bí Thư đang ở nhà sao? Vương Tử Quân nghĩ đến đây thì dùng giọng hời hợt nói. Tôi cũng ở trong khu nhà số 2 này, Bí Thư Vương muốn đến xem Bí Thư Lâm, để xem Bí Thư Lâm có rảnh không. Cô bé nghe nói đến khu nhà số 2, cũng không biết Bí Thư Vương là ai, nàng cũng không dám lỗ mãng, vì vậy tranh thủ thời gian nói với Vương Tử Quân. Vậy anh vào chờ chút, tôi vào nói với bố một tiếng. Vương Tử Quân đi vào trong sân thì đưa mắt đánh giá chung quanh, nơi này giống như trong nhà ông nội mình, nhưng trong nhà ông nội là hoa cỏ, nhà Bí Thư Lâm thì có vài thân cây cao lớn. Có ngọc lan, hoa quế, tuyết tùng, dưới thân cây cũng có hoa cỏ, ong bướm dạo rực, có vài con giun đang bò trên lớp đất mềm, hoàn toàn giống như một nông trường. Trên một cái xích đu dưới thân cây đại thụ bày một quyển sách tiếng Anh, có lẽ là cô gái vừa rồi đang học tiếng Anh. Bố của tôi cho anh đi vào, nhưng tôi nhắc nhở anh, đừng chiếm dụng quá nhiều thời gian của bố tôi, hôm nay ông ấy có chuyện quan trọng cần làm. Cô bé kia nói đến đây thì trừng mắt với Vương Tử Quân rất khoa trương. Vương Tử Quân thấy cô bé này tinh nghịch đáng yêu như vậy thì có chút buồn cười, hắn giả vờ như thành thật nói. Tôi sẽ nhớ kỹ, làm xong sẽ đi ngay. Cô bé kia thấy lời cảnh cáo có hiệu quả thì vui vẻ trở lại, sau đó vui tươi đưa hắn vào trong phòng khách. Phòng khách trong nhà Bí Thư Lâm và trong nhà ông nội Vương Tử Quân là không khác gì nhau nhưng màu sắc có vẻ thanh thoát hơn. Vương Tử Quân đi vào phòng khách thì thấy một người đàn ông kiếp trước thường thấy trên chương trình thời sự, đối phương đang ngồi trên ghế salon. Nhưng lúc này trẻ hơn kiếp trước của Vương Tử Quân rất nhiều. Tiểu tử, Bí Thư Vương nhà cậu ở đâu? Cho ông ấy vào đi. Bí Thư Lâm ngẩng đầu lên nhìn Vương Tử Quân, sau đó dùng giọng ôn hòa nói. Vương Tử Quân đưa mắt nhìn người đàn ông kiếp trước quyền cao chức trọng, trong lòng rất bình tĩnh, hắn khẽ gật đầu rồi dùng giọng cung kính nói. Chào Bí Thư Lâm, tôi là Vương Tử Quân, là Bí Thư Đảng ủy xã Tây Hà Tử huyện Hồng Bắc thành phố Giang Châu. Lâm Trạch Viễn dù là bí thư tỉnh ủy, tâm tư như biển, nhưng lão đối mặt với lời giải thích như vậy lại không tự chủ được phải ngây người. Sau khi nghe lời con gái báo cáo, lão còn tưởng rằng sẽ là bí thư cấp dưới nào đó đến đây, không ngờ vị bí thư vương chính là cậu thanh niên rung rung trấn định này. Vừa rồi anh gạt tôi. Cô gái giật mình nhìn thoáng qua Vương Tử Quân, lúc này nàng mới kịp phản ứng. Thật xin lỗi, tôi cũng không có biện pháp. Nếu như không nói như vậy thì chỉ sợ hôm nay không được gặp Bí Thư Lâm. Nhưng tôi cũng không gạt cô, tôi thật sự ở trong khu nhà số 2 này. Vương Tử Quân khoát tay hối lỗi với cô gái, trên mặt lộ ra nụ cười xảo quyệt. Ha ha, Dĩnh Nhi, chút tiểu thông minh của con cũng có lúc mất linh sao. Đến đây, tiểu tử, cậu ngồi đi. Con gái có tâm tình vui vẻ làm cho Lâm Trạch Viễn có chút thoải mái, lão lập tức trêu ghẹo con gái. Đồng thời chỉ xuống ghế salon cho Vương Tử Quân ngồi xuống. Bí thư tỉnh ủy đúng là bí thư tỉnh ủy, chỉ bằng vào khí độ này cũng không phải người thường có thể sánh được. Cô bé kia bị bố giễu cợt mà vểnh miệng nhỏ nhắn rồi dậm chân, nhưng bố tiếp khách thì nàng cũng khách khí rót cho Vương Tử Quân một ly nước, thể hiện trình độ giáo dục tốt đẹp. Tiểu tử, à, không, phải là bí thư vương, cậu đến đây tìm tôi có việc gì không?
Bí thư Lâm nói mà gương mặt vẫn treo nụ cười. Vương Tử Quân nãy giờ luôn chú tâm đến phản ứng của Bí thư Lâm, lúc này nghe đối phương hỏi như vậy thì lập tức nghiêm trang nói. Bí thư Lâm, nếu như tôi nói, vì tôi gặp qua một vị quan phó phòng nhân sự, cho nên muốn đến nhìn xem bí thư tỉnh ủy thì có bộ dạng thế nào. Ngài sẽ tin sao? Từ lúc Vương Tử Quân vào cửa thì Lâm Trạch Viễn đã bắt đầu dò xét người thanh niên ăn mặc trang phục bình thường dám đến gõ cửa nhà bí thư tỉnh ủy trước mặt, từ lúc bắt đầu nhìn thì đã thầm nở nụ cười, lão không hiểu vì sao lại thích tiểu tử kia, cảm thấy ánh mắt tiểu tử kia rất trong. Lâm Trạch Viễn lăn lộn quan trường nhiều năm, đã gặp qua đủ hạng người, thường thấy những ánh mắt tràn đầy dục vọng nhìn về phía mình, vì thế lão rất thích những ánh mắt trong suốt như vậy. Lão nhìn Vương Tử Quân bình tĩnh tự nhiên, không kiêu ngạo không xu nịnh trước mặt, không khỏi thầm gật đầu. Sau khi biết rõ thân phận của Lâm Trạch Viễn, cũng không phải không có người có thể bình tĩnh và chậm rãi trò chuyện, nhưng những người như vậy phải là cán bộ chấp trưởng một phương hoặc là chư hầu quyền lớn, cũng có thể là tướng sĩ cấp cao. Cũng không phải trong số đó không có thanh niên, nhưng đó là một tên con cháu nhân tài của một nhà quan thượng lưu ở Bắc Kinh. Dù những danh xưng nhiều ít gì cũng có tác dụng, thế nhưng nếu bản thân không có tài năng, chỉ dựa vào chút bản lĩnh mồm mép cũng không được như vậy. Lúc Lâm Trạch Viễn gặp mặt cậu thanh niên ở thủ đô kia thì thầm líu lưỡi, thầm nghĩ người này là nhân tài trong đám bạn đồng lứa, không ngờ hôm nay lại có một người chủ động đến tận cửa. Vương gia thật sự có phúc khí, trong đời thứ ba có một tồn tại thế này. Dù đối phương không giới thiệu rõ thân phận của mình, nhưng vài câu ngắn ngủi vừa rồi đã giới thiệu rõ ràng lắm rồi. Lâm Trạch Viễn nhìn người thanh niên trước mặt mà trong lòng chợt có ý nói đùa, lão chợt nghiêm túc nhìn Vương Tử Quân rồi nói. Tôi không tin. Mặc kệ ngài có tin hay không, dù sao thì tôi cũng tin. Thật ra khi Lâm Trạch Viễn cố ý nói ra một câu làm khó tiểu tử này, lão đã nghĩ đến vài câu trả lời, thế nhưng không ngờ tiểu tử này lại thuận miệng nói ra một câu như thế, không khỏi làm lão bật cười vui vẻ. Khanh khách, cô gái tên là Dĩnh Nhi cũng cười không thở ra hơi, nàng vừa cúi người vừa chỉ vào Vương Tử Quân rồi dùng giọng không kiêng nể gì nói. Anh rõ ràng là một tên vô lại. Vương Tử Quân nghe lời đánh giá của cô gái mà không mở miệng phản bác, trước khi hắn đến nhà Lâm Trạch Viễn, dù không có sẵn kế hoạch nhưng lại xác định cho mình một phương châm. Hắn biết rất rõ, đừng nói là hắn, dù là nhị thúc đến đây cũng không thể nào có thể làm cho bí thư tỉnh ủy ra quyết định gì khác, nếu như mình đến bàn luận theo phương pháp thông thường, tám phần sẽ là tan rã mất vui, hơn nữa còn lưu lại ấn tượng không biết lượng sức trong mắt lãnh đạo, là ấn tượng về một người chưa trưởng thành trên phương diện chính trị. Thoải mái để không bị khinh thường, muốn nói thì đơn giản, muốn làm được mới khó khăn. Vì để bố mình có thể phát triển, cũng vì cột chặt gia tộc họ Vương lên chiếc chiến xa của bí thư Lâm tương lai vô hạn này, dù có khó chịu thế nào thì Vương Tử Quân cũng nhịn được. Thế là hắn ôm quyết tâm không thành công thì tiếp tục xả thân để tiến lên ngăn con sóng dữ bằng bất cứ giá nào. Lâm Trạch Viễn nghe xong lời của con gái thì khẽ lắc đầu, lại dùng giọng đầy vui vẻ nói với Vương Tử Quân. Bí thư Tiểu Vương, cậu đừng quan tâm đến những lời của con bé này. Lâm Trạch Viễn nói xong thì khoát tay với con gái. Dĩnh Nhi, đi ra học bài, bố bàn luận với Tiểu Vương. Được rồi, bố, cũng đừng quên đi chuyện đại sự hôm nay đấy nhé. Dĩnh Nhi cũng có chút không tình nguyện. Khi Dĩnh Nhi đi ra thì phòng khách yên tĩnh lại, nhưng lúc này bầu không khí hài hòa trước đó giống như cũng bị cô gái đưa đi. Lâm Trạch Viễn làm quan nhiều năm, tích lũy theo ngày tháng. Thế cho nên có một cảm giác không giận nhưng phát huy. Lão là bí thư tỉnh ủy, những người biết rõ thân phận này mà đứng trước mặt lão sẽ không thể không nơm nớp lo sợ, dù là thư ký của lão là một vị cán bộ cấp chính sứ với độ tuổi chỉ hơn 30 cũng không thể nào bình tâm trước mặt lão vài phút. Xem ra khảo nghiệm thật sự bây giờ mới đến. Vương Tử Quân cảm nhận được áp lực khắp nơi trong không khí, trong lòng thầm cảm khái quan uy của bí thư tỉnh ủy, vừa căng thẳng tìm kiếm những thông tin về vị bí thư tỉnh ủy này vào kiếp trước. Hai người cứ ngồi đối diện với nhau như vậy, sau 3-4 phút, thấy Vương Tử Quân vẫn bình chân như vậy, vẫn là vẻ mặt bất động, Lâm Trạch Viễn cuối cùng cũng mở miệng. Bí thư Vương, cậu đã đến tìm tôi, vậy nói tôi nghe về tình huống của xã Tây Hà Tử, cũng đừng nói mạnh miệng, đừng nói suông, không khách sáo, tôi chỉ muốn nghe lời nói thật. Vương Tử Quân đã sớm nghĩ đến tình huống này, hắn nhanh chóng chỉnh lý ý nghĩ trong đầu, sau đó dùng giọng đâu vào đấy báo cáo. Bí thư Lâm. Xã Tây Hà Tử có thể dùng một chữ để khái quát, là quá nghèo, nhưng tôi có lòng tin quyết tâm chỉ trong 2 năm sẽ thực hiện 3 cái chuyển biến, biện pháp cụ thể gồm. Vương Tử Quân giới thiệu,
Lâm Trạch Viễn nghe rất chân thành, đặc biệt là vấn đề nông nghiệp và kinh doanh, thỉnh thoảng lại chen vào vài câu. Vốn đã đoán được thân phận của Vương Tử Quân, lão chỉ muốn nói ra một câu như vậy để mở đầu, nhưng Vương Tử Quân kết hợp kinh nghiệm kiếp trước và hướng đi chính trị để lên tiếng, thế cho nên Lâm Trạch Viễn bị thu hút. Cậu cảm thấy nên thủ tiêu thuế nông nghiệp sao? Lâm Trạch Viễn uống một hớp nước rồi nói với vẻ mặt đầy ngưng trọng. Đúng vậy, Bí thư Lâm, dù phương án này không phù hợp với tình hình trong nước, nhưng tôi tin 10 năm sau sẽ chậm rãi được thực hiện. Vương Tử Quân tất nhiên sẽ khẳng định đối với những gì sẽ được thực hiện vào tương lai. Chương 59, cơm nhà bí thư tỉnh ủy. Quê của Lâm Trạch Viễn cũng ở nông thôn, mỗi khi đến mùa xuân thì trước sau nhà đều nở đầy hoa táo, trên cây táo cũng có nhiều tổ chim, đám trẻ trong làng thường đi bắt chim non vào mùa hè. Bố của Lâm Trạch Viễn khác với những người khác trong thôn, dù có đói bụng nghèo hèn cũng phải cho Lâm Trạch Viễn đến trường học tập đàng hoàng. Sau này học lên cấp 2, Lâm Trạch Viễn thường xuyên đeo theo một túi khoai lang luộc và đi bộ 10 dặm đến trường, đó là lương khô của hắn, thường thì ăn một bữa và nhịn cả ngày. Khi còn nhỏ hắn cố gắng chống chọi, thành tích học tập cũng cực kỳ tốt, khi thi đậu đại học thì thôn đốt pháo 3 ngày, còn chiếu phim 2 ngày liền, thật sự còn náo nhiệt hơn ngày hội. Nhiều năm qua đi, bây giờ Lâm Trạch Viễn địa vị cao có thói quen mỗi tuần đi cắt tóc một lần, hơn nữa mùa hè nóng nực sẽ thay nhiều chiếc áo sơ mi, nhưng trong tâm tính vẫn là một người nhà quê, con nhà nghèo hèn phát triển lên, trước nay chưa từng biến đổi. Tên hồi nhỏ của lão là Lâm Thạch Đầu, sau này mới được đổi lại là Lâm Trạch Viễn, tuy sửa tên nhưng họ hàng quê quán thì cả đời không đổi. Lâm Trạch Viễn trước nay vẫn giữ cách xưng hô nhà quê, không chịu thay đổi, thậm chí cách gọi tên cũng theo kiểu nông dân. Gọi thẳng là Lam Dĩnh Nhi chứ không gọi là con gái, cũng không có thói quen gọi là nha đầu. Mỗi ngày lúc ra khỏi cửa, khi tài xế và thư ký chờ bên ngoài cửa, lão luôn hét lên với Lâm Dĩnh Nhi. Dĩnh Nhi, đưa giấy vệ sinh cặp công văn ra đây cho bố. Lâm Dĩnh Nhi lại cười. Bố, không nên gọi như vậy, phải nói là cặp công, và giấy vệ sinh cũng không phải gọi như vậy, phải nói là khăn lau mặt. Nhắc nhở bao nhiêu lần mà bố vẫn không chịu đổi cách gọi. Lâm Trạch Viễn trừng mắt. Thế nào, tôi không đổi thì có ai cách chức không? Hoặc là đổi thì sẽ được điều vào chính phủ sao? Con gái Lâm Dĩnh Nhi trừng mắt nhìn, lúc này Lâm Trạch Viễn mới tủm tỉm kẹp cặp công văn ra khỏi nhà. Vì động tác kẹp cặp công văn mà vợ con đã uốn nắn bao lần, cần cầm cặp trên tay, ngàn vạn lần đừng kẹp nơi nách. Thế nhưng Lâm Trạch Viễn sống chết không thay đổi, thế nên có lúc vợ tức giận mà không suy nghĩ gì nói. Anh cầm cặp trên tay thì còn ra dáng nhà quan, kẹp cặp trong nách thì giống như một đứa nhân viên thu tiền điện. Lâm Trạch Viễn bị cách so sánh của vợ chọc cười, lão chăm chú nói. Được, đồng chí quan sát rất cẩn thận, nói đúng điểm, có thể nói là kinh điển. Cũng may mỗi lần Lâm Trạch Viễn đi làm thì có lái xe và thư ký đến đón, vừa ra khỏi cửa thì đã bị thư ký giành lấy cặp, thế cho nên vợ con mới bỏ qua, tùy ý lão muốn làm gì thì làm. Nhưng Lâm Trạch Viễn có một thói quen không sửa, đó chính là những trường hợp gặp mặt lãnh đạo cao tầng, lão đến bây giờ vẫn chưa từng kiêng kỵ mình có xuất thân từ nông thôn. Lão thẳng thắn nói vài chục năm trước khi còn nhỏ mình thường theo cha mẹ đi làm từ mở sáng đến tối mịt, bữa cơm không có gì ăn, đói bụng đỏ mắt, cuộc sống kham khổ. Nói chung là cuộc sống gian khổ mới tạo ra lão, tất nhiên cũng không thể nào rời khỏi sự bồi dưỡng của tổ chức, sự việc gì cũng rõ ràng. Lâm Trạch Viễn nói như vậy thì mắt có hơi ướt. Ngoài miệng lại nở nụ cười như không có gì, tuyệt đối không làm ra vẻ, ngược lại làm cho lãnh đạo bắt chặt tay lão, hoặc vỗ vai hoặc dùng giọng thấm thía nói. Tiểu Lâm, rất tốt, tổ chức có thể nói là cực kỳ xem trọng cậu. Cứ như vậy vài chục năm mà con đường làm quan của Lâm Trạch Viễn dần bước lên mây xanh, hầu như ít khi nào gặp phải vấn đề, tất nhiên nó cũng không thoát khỏi những cố gắng của bản thân hắn. Hôm nay Lâm Trạch Viễn vốn dặn con gái không gặp vị khách nào cả. Không ngờ lại có một người đến tận nhà, đồng thời xã Tây Hà Tử trong miệng Vương Tử Quân lại gợi nên trong lòng lão cuộc sống nông thôn thời còn trẻ. Những năm nay cũng có nhiều báo cáo đến từ cơ sở, nhưng phần lớn đều là tốt khoe xấu che, tất nhiên lão cũng hiểu những quan viên bên dưới muốn có thành tích, muốn thăng quan tiến chức, từ trên xuống dưới không ai nói thật, dù nói thật cũng là lấy thành tích và lấy lòng. Nhưng báo cáo của Vương Tử Quân rất chân thật, rất đã ghiền, đỡ thèm, làm cho Lâm Trạch Viễn nghe mà hứng thú rào rạt. Lão cảm thấy đã lâu rồi mình chưa được nghe một báo cáo có hương vị như vậy. Vương Tử Quân thì đều cố gắng trả lời những vấn đề của Lâm Trạch Viễn, vì hắn kiếp trước từng nghiên cứu qua những phương châm quan trọng trong chính sách của quốc gia, vì thế nói chuyện có 10 phần lo lắng.
Hơn nữa kiếp trước hắn cũng hiểu vị bí thư Lâm này, thế cho nên những lời nói của hắn luôn làm cho bí thư Vương sinh ra cảm giác cộng minh rất mạnh. Nếu so sánh với một Lâm Trạch Viễn tràn đầy hứng thú thì Vương Tử Quân cũng không kém, lần này đối mặt với bí thư Lâm làm hắn cảm thấy nhiều phương diện mới lạ, học được nhiều thứ, ích lợi không nhỏ. Khi hai bên hăng say trao đổi thì cũng không còn ý niệm về thời gian, khi Dĩnh Nhi tiến vào trong phòng khách thì hai người còn đang trò chuyện rất hăng say. Thưa hai vị đại bí thư, đã đến giờ cơm rồi. Lâm Dĩnh Nhi bụng đói kêu vang, cuối cùng nàng cũng không chống đỡ nổi mà nói lời kháng nghị với bố. Vương Tử Quân nhìn đồng hồ treo tường, rõ ràng đã hơn 11 giờ. Tử Quân, trưa nay ở lại nếm thử món cá của tôi, hi hi, tôi nói cho cậu biết, tôi là người nấu cá tuyệt đỉnh. Nhà đầu này cũng là một con mèo tham ăn cá, thế cho nên mới thường xuyên theo tôi náo loạn thế này. Lâm Trạch Viễn đắc ý nói. Có thể ở lại dùng một bữa cơm trong nhà của bí thư tỉnh ủy, hơn nữa còn được chính bí thư chủ động nói lời mời, đây là cơ hội mà không biết có bao nhiêu người trong quan trường cầu còn chưa được. Vương Tử Quân biết rõ lúc này nếu khiêm nhượng thì rõ ràng là không phóng khoáng, thế cho nên hắn nói. À, cháu cũng như Dĩnh Nhi thôi, cũng xem như có lộc ăn uống. Lúc này Vương Tử Quân cũng đã đổi cách xưng hô với Lâm Trạch Viễn. Như vậy mới tốt, đảm bảo cậu không ăn không biết, ăn vào sẽ không thể nào quên được món cá đặc biệt của tôi. Lâm Trạch Viễn thấy Vương Tử Quân thoải mái nhận lời thì rất vui vẻ, lão đứng lên kích động đi làm cá. Trong phòng khách chỉ còn lại Vương Tử Quân và Lâm Dĩnh Nhi, lúc này Lâm Dĩnh Nhi dùng ánh mắt hiếu kỳ nhìn Vương Tử Quân, tất nhiên phần lớn là ánh mắt dò xét. Anh đúng là rất giỏi, hàn huyên với bố tôi lâu như vậy. Chưa từng có ai vào nhà nói chuyện với bố tôi hơn một giờ, tất nhiên trừ tôi ra. Vương Tử Quân cười nhạt một tiếng, dù hắn là người trọng sinh nhưng vẫn không quá am hiểu cách liên hệ với các cô gái, bây giờ nghe Dĩnh Nhi mở lời khích lệ thì cũng chỉ biết lẳng lặng uống nước để ứng phó mà thôi. Bố tôi làm cá tương hương rất ngon, vì bữa cơm lần này mà tôi phải đến năn nỉ ba lần vào lúc cuối tuần, không ngờ anh lại đến đúng lúc, xem như có lộc ăn. Nhưng cũng không dễ dàng cho anh như vậy. Nếu không anh đi đánh vài ván cờ với tôi, thế nào? Đánh cờ, đây chính là món ruột của Vương Tử Quân. Lâm Dĩnh Nhi thấy Vương Tử Quân gật đầu thì chậm rãi chạy lên lầu lấy xuống một bàn cờ. Vương Tử Quân nhìn bộ dạng xoa chân múa tay của Lâm Dĩnh Nhi, hắn thầm nghĩ nha đầu này chắc chắn có trình độ không thấp, thế là cũng không khinh thường, chuyên chú đánh cờ. Từ nhỏ bố đã dạy Vương Tử Quân chơi cờ tướng, thế là dần dần có chút yêu mến, hai bố con cũng thường xuyên đánh cờ với nhau. Lúc đầu thì Vương Tử Quân có ý nhường Lâm Dĩnh Nhi, sau đó đánh một lúc thì quên mất, liên tục suốt tuyệt chiêu, Lâm Dĩnh Nhi bị ép vào đường cùng. Nhà đầu, thua rồi kìa. Vương Tử Quân quay đầu ra sau nhìn, thấy Lâm Trạch Viễn đang đeo tạp dề đứng phía sau, tay trái còn cầm một cái chảo, tay phải có vài búi tỏi, bộ dạng khá buồn cười, nào giống như một vị bí thư tỉnh ủy. Giống như một bác gái nông thôn hơn. Lâm Dĩnh Nhi thấy bố đi đến thì lập tức nói lời xin trợ giúp. Bố. Anh ấy ức hiếp con không muốn đánh với anh ta nữa, bố đánh với con đi. Lâm Trạch Viễn thấy vậy thì vui vẻ đồng ý, lão cởi bỏ tạp dề ném cho Vương Tử Quân, sau đó chính mình chuẩn bị tiến lên thay thế. Chương 60, rất tinh tế. Vương Tử Quân đứng ở bên cạnh xem hai cha con đánh cờ tướng, trình độ cờ vua của Lâm Trạch Viễn có thể nói là bí hiểm hạng nhất, hắn chỉ cần nhìn qua vài lượt thì cho ra phán đoán này. Nhưng lão đánh cờ quá do dự. Giống như suy nghĩ rất lâu mới ra tay, sau đó lại chọn được cờ bình thường, thế cho nên hay biến thành dở. Vương Tử Quân lúc đầu còn có chút buồn bực, nhưng ngay sau đó hắn đã hiểu, vị bí thư này cố ý muốn cho con gái vui vẻ, hơn nữa còn rất biết cách che giấu. Xem ra làm quan lớn thì phần máu mủ tình thân trong người cũng khó thể nào mất đi được. Lâm Trạch Viễn thấy Vương Tử Quân đứng sau lưng mình không nói một lời. Lại thấy con gái ở trước mặt đang hoan hô vui vẻ khiêu chiến với mình, lão chợt thấy mềm lòng. Khoảnh khắc này lão thầm hận tiểu tử kia không có mắt, rõ ràng không biết nhường, cứ háo thắng, đúng là lớn gan. Lâm Trạch Viễn quay đầu nhìn Vương Tử Quân, lão nở nụ cười, mà chính Vương Tử Quân cũng nhìn ra ý nghĩa, đó là lão làm bố đã cố gắng hết sức. Sau đó Lâm Dĩnh Nhi cũng nhìn thấy biểu hiện của bố mình, nàng tranh thủ thời gian nói. Tử Quân, anh vào phòng bếp xem. Có thể làm ra vài món nữa không? Vương Tử Quân đi vào phòng bếp mở tủ lạnh ra xem, có lẽ Lâm gia rất ít khi nấu cơm, thế cho nên trong tủ lạnh ngoài những thứ như thịt khô, thịt bò, mộc nhĩ, đậu hũ, nấm hương, bánh phở, củ lạc, cũng chỉ còn hai túi rau cải.
Vương Tử Quân nhìn xuyên thấu qua cửa kính nhà bếp thấy hai bố con Lâm Trạch Viễn vẫn đánh cờ trong sân, hắn thoáng thấy rau cỏ mơn mởn bên ngoài, thế là chợt vui mừng quá đỗi, thầm nghĩ rau cỏ xanh tươi được trồng ngoài kia. Thế là hắn thầm suy tính bốn món ăn, lạc nấu giấm, thịt heo hầm bánh phở, đậu hũ xào mộc nhĩ, món canh thịt bò Tây Hồ. Vương Tử Quân thấy thời gian cũng không còn sớm, hắn quyết định thứ tự làm từng món. Trước tiên cắt đậu hũ ngâm nước ấm, sau đó ra sân hái rau xà lách và vài trái ớt đỏ, rửa sạch bỏ vào tủ lạnh, lại bắt đầu cắt thịt bò, thịt khô. Công tác chuẩn bị sẵn sàng, hắn bắt đầu xào thịt khô trên chảo, phi tỏi bốc mùi thơm nước muối, bỏ vào đủ loại gia vị. Sau đó mở nồi hầm, cắt thịt bò và nấm bỏ vào nồi, lại bóc lạc, dùng giấm chua và đường trắng làm nước dùng. Vì tránh cho lạc bị đen nên hắn chuẩn bị lót rau xuống dưới, đặt những thứ đã chuẩn bị lên trên. Ba món ăn căn bản đã hoàn công, cuối cùng món đậu hũ xào mộc nhĩ đã xong, thế là trong lòng thầm đắc ý, xem ra mình chủ tính cũng không tệ, nửa giờ thì có thêm bốn món. Thế là khi mà Lâm Dĩnh Nhi ồn ào muốn ăn cơm thì món ăn cuối cùng đã xong rất đúng lúc. Lâm Trạch Viễn đi đến bàn cơm xem xét, cộng thêm món cá tương hương của mình, vừa vặn có bốn món, có một món canh. Lão không khỏi lắp bắp kinh hãi, thầm khen ngợi, tiểu tử này khá tốt, làm việc lưu loát. Phải nói là Vương Tử Quân đã có được hiệu quả ngoài ý muốn, ba người ăn cơm rất vui vẻ, ăn khá nhiều. Lâm Trạch Viễn làm món cá thật sự rất ngon, nhưng lão lại chỉ chú tâm vào những món của Vương Tử Quân. Khi Lâm Trạch Viễn đặt chén xuống thì Vương Tử Quân cũng ăn xong, chỉ còn lại một mình Lâm Dĩnh Nhi đang chậm rãi nhai nuốt, xem ra cũng là ăn nhiều hơn thường ngày. Lâm Trạch Viễn thấy con gái ăn cơm rất ngon miệng, thế là nụ cười trên mặt càng thêm sáng lạn. Bố, hôm nay thật sự rất vui. Này, bí thư Tiểu Vương, sau này còn có ngày nghỉ không? Tôi muốn tìm anh đánh cờ, anh có thể chuẩn bị sẵn, sau này tôi sẽ đánh anh thua tơi tả, không cho giữ lại một mảnh giáp nào. Lâm Trạch Viễn thấy con gái vui vẻ thì cũng rất vui sướng, lão đưa mắt nhìn Vương Tử Quân, cả hai cùng cười. Bí thư Lâm, tỉnh ủy có phải còn thiếu một vị trí phó thư ký trưởng không? Hai mắt Lâm Trạch Viễn chợt lóe lên, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt, lão khẽ gật đầu với Vương Tử Quân rồi nói chỉ một chữ. Thiếu. Vương Quang Vinh ngồi trên một cái ghế kiểu cổ, lão chậm rãi lật qua vài trang tư chỉ thông giám. Ông ơi, dùng cơm chưa thôi? Triệu Tuyết Hoa thắt một cái tạp dề tiến về phía Vương Quang Vinh rồi nói. Tử Quân còn chưa về sao? Vương Quang Vinh đặt sách xuống rồi chợt nhớ đến đứa con đi ra khỏi nhà từ sáng. Triệu Tuyết Hoa ai oán nói. Tôi thấy đứa con này xuống nông thôn và kiến thức nhiều hơn không ít, tâm tính cũng khó đoán hơn, vừa về đến nhà đã chạy đi mất. Vương Quang Vinh lắc đầu cười, cũng không nói gì. Hai người vừa ngồi vào bàn cơm thì có tiếng gõ cửa. Anh xem, con anh xuống xã làm bí thư, bây giờ về nhà còn bày vẽ như vậy. Chính mình có chìa khóa mà còn gõ cửa bắt mẹ ra mở mới chịu. Triệu Tuyết Hoa vừa nói vừa vui vẻ ra mở cửa cho con trai. Triệu Tuyết Hoa vừa mở cửa vừa oán trách. Tiểu tử thối, còn biết về dùng. Triệu Tuyết Hoa còn chưa kịp nói xong thì ngây cả người, vì trước mặt vốn không phải là con trai Vương Tử Quân của mình, chính là một người đàn ông trung niên hơn 40, trên gương mặt trắng nõn là chiếc kính gọng vàng, rất có bộ dạng tri thức. Chào chị, tôi là Chu Toàn thư khoa sinh học. Giáo sư Vương có ở nhà không? Người đàn ông trung niên vừa thấy Triệu Tuyết Hoa thì gương mặt xuất hiện nụ cười sáng lạn. Triệu Tuyết Hoa thấy người ngoài cửa rất xa lạ, lại đến nhà lúc đang dùng cơm, trong lòng cũng không vui. Nhưng sau khi nghe xong giới thiệu thì tâm tình cũng điều chỉnh trở lại, bà nhiệt tình nói. Thì ra là giáo sư Chu, anh Vương có ở nhà, mời anh vào nhà ngồi chơi. Vương Quang Vinh nghe được đoạn đối thoại bên ngoài cũng chạy ra xem. Khi thấy Chu Toàn Thư thì có chút buồn bực. Sao tên này lại tìm đến tận cửa rồi? Vương Quang Vinh thầm nghĩ như vậy nhưng ngoài miệng lại nhiệt tình mời đồng sự vào nhà, hơn nữa cùng đến với Chu Toàn Thư còn có một tiểu tử hơn 20 tuổi. Tiểu tử này có vài phần giống như Chu Toàn Thư, cũng gương mặt trắng nõn, nhìn qua hào hoa phong nhã, có vài phần thận trọng, trong tay còn xách theo hai chai rượu và vài thứ gì đó. Sau khi vào cửa thì tiểu tử kia đặt những món có lẽ là lễ vật xuống. Sau đó ném ánh mắt về phía Chu Toàn Thư. Hai vợ chồng Vương Quang Vinh thật sự không biết có gì xảy ra, dù lão là người Vương gia nhưng trước nay chưa từng cậy thế, nhưng cũng không phải chưa từng gặp tình huống thế này. Giáo sư Vương, chỉ là một chú ý tứ, thật sự có chút thành kính, mong ngài nhận cho. Chu Toàn Thư nở nụ cười sáng lạn rồi cười nói với Vương Quang Vinh. Giáo sư Chu, anh quá khách khí rồi,
chúng ta cũng không phải người ngoài, anh đến đưa theo lễ vật, rõ ràng là không khách khí. Vương Quang Vinh biết người đến cúi đầu sẽ có điều cần nhờ vả, thế cho nên đối mặt với tình huống Chu Toàn Thư đến thăm thì tỏ ra rất cẩn thận. Chu Toàn Thư thấy Vương Quang Vinh nói mình không phải là người ngoài thì rõ ràng có chút kích động, hắn nhìn thoáng qua tiểu tử trẻ tuổi bên cạnh rồi nói. Giáo sư Vương, hai ta đồng sự nhiều năm, hôm nay nhân dịp Trung Thu, tôi đưa con đến thăm nhà anh. Hai người đàn ông ngồi nói chuyện, Triệu Tuyết Hoa đã bưng trà lên, sau đó ngồi xuống. Lúc này Chu Toàn Thư chỉ vào tên thanh niên rồi nói. Giáo sư Vương, đây là cháu ngoại trai của tôi, là Cao Tiến Hưng. Người thanh niên kia thấy giới thiệu đến mình thì cuống quýt đứng lên gật đầu chào. Tiểu tử này rất tốt, rất có tinh thần. Vương Quang Vinh cũng không biết đối phương là ai, chỉ có thể khen thưởng một câu. Tiến Hưng, cháu cũng đừng đứng đấy nữa, mau chào hỏi giáo sư Vương, sau này cậu công tác dưới tay giáo sư. À không, là thư ký trưởng Vương, cần cố gắng làm việc, cần thường xuyên xin chỉ thị và báo cáo với thư ký trưởng, như vậy mới là làm tốt công tác. Chu Toàn Thư khoát tay cho cháu trai, tỏ ý hắn có thể ngồi xuống. Chu Toàn Thư vừa nói ra khỏi miệng như vậy thì Vương Quang Vinh chợt hiểu vấn đề, hiểu có gì xảy ra. Xem ra trên đời này không có tường không lọt gió, chỉ cần liên quan đến vấn đề nhân sự, chỉ cần gió động cỏ lay thì mọi người cũng sẽ biết. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 3.